cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Trường 1041, nhường. Rất nhanh, Diệp Oản Oản lập tức bị bỏ qua, ánh mắt của mọi người ở đây, trong nháy mắt rơi vào trên người Tôn Tuyết Trinh cùng Tần Nhược Hy. Một vị là đại tiểu thư võ thuật thế gia, một vị là đại tiểu thư Tần Gia. Mà Tần Gia đối với võ học, cũng vô cùng coi trọng, hơn nữa rất ưa chuộng. Tần Nhược Hy càng là cao thủ số một số 2 trong hậu bối Tần Gia trận tỉ thí lần này cùng tôn ra đại tiểu thư, mọi người ngược lại là 10 phần mong đợi. Chỉ trong chốc lát, Tần Nhược Hy cùng tôn ra đại tiểu thư hai người, sóng vai đi lên lôi đài. Tuyết Trinh muội muội xin chỉ giáo, Tần Nhược Hy nhìn về phía tôn Tuyết Trinh, mở miệng nói. Nghe lời nói này, tôn Tuyết Trinh nhẹ giọng cười một tiếng, Nhược Hy tỷ chỉ giáo khẳng định là không dám, tỉ thí với nhau một phen, đã sớm muốn cùng cô giao thủ. Nhưng cho tới nay vẫn chưa có cơ hội này. Trong lúc nói chuyện, Tôn Tuyết Trinh bước ra một bước, thân pháp chấp động, bồng bềnh như gió, cả người khi thì khoan thai, khi lại huyền chuyển như linh miêu, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ vừa nhìn thấy thân pháp này của Tôn Tuyết Trinh, khu vực khách quý, Mục đại sư cùng Lang Vương Seny cuối cùng đã có được một chút hưng phấn, liên tục gật đầu khen ngợi. Không thể không nói, thân pháp Tôn Tuyết Trinh, quả thực là không tầm thường, trừ tính thực dụng cực mạnh ra, cũng có tính cường đại, khiến cho người ta xem được cảnh đẹp ý vui. Diệp Oản Oản ngồi ở trên khu vực khán giả, nhìn Tần Nhược Hy và Tôn Tuyết Trinh đối quyết trên lôi đài, không khỏi âm thầm trầm tư. Bất quá, những người này cũng chỉ có thể cùng so sánh với đám người hải địch bọn họ, nếu thật gặp phải nhiếp vô danh, thần hư đạo nhân, còn có nhất chi hoa, cái loại cao thủ tầng thứ này, chỉ sợ là sẽ bị một chiêu giết chết trong nháy mắt. Audio điện tử võ tấn bền Thân pháp kia của Tôn Tuyết Trinh, tuy là không tầm thường, nhưng trừ linh động ra, cũng không dùng được cái gì, không thích hợp va chạm chính diện cùng người khác. Nếu tôn tuyết trinh là sát thủ, bộ thân pháp liều mạng này, ngược lại cũng không tệ. Vô luận là tôn tuyết trinh hay là tần nhược hy, sơ hở thân pháp của hai người này cũng không khó đoán được, nếu là mình đi lên đài, đại khái trong khoảng 10 giây, có thể phân ra kết quả. Giờ phút này, trên đài, tần nhược hy liên tục nương tay với tôn tuyết trinh. Diệp Oản Oản cũng có thể nhìn ra, Tần Nhược Hy đối chiến với Tôn Tuyết Trinh cũng không vận dụng toàn lực. Tần Nhược Hy ngược lại khá thông minh, chính mình cố ý nhường, muốn để cho Tôn Tuyết Trinh giành được vị trí thứ nhất. Dù sao, đại hội võ thuật này chính là do Tôn gia tổ chức, coi như là Tần Nhược Hy có thắng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn không bằng bán một cái ân huệ cho Tôn gia, cho Tôn Tuyết Trinh. Không thể không nói, công phu thu mua lòng người của Tần Nhược Hy, đích xác là số 1, số 2 Giờ phút này, trên lôi đài, tần nhược hy vô cùng cường thế, từng chiêu từng thức, đều khiến Tôn Tuyết Trinh khó mà chống đỡ. Nhưng chỉ chốc lát sau, lại sẽ cố ý bày ra mấy cái sơ hở để cho Tôn Tuyết Trinh có thể tranh thủ. Một lúc sau, mọi người cũng có thể nhìn ra, thành tựu võ học của Tần Nhược Hy, đích xác là phải ở trên Tôn Tuyết Trinh. Mỗi lần Tần Nhược Hy cố ý bước lui Tôn Tuyết Trinh, cho thấy sự cường thế của mình, lại sẽ nhanh chóng lâm vào hoàn cảnh xấu, cứ như vậy lặp đi lặp lại ước chừng sau khoảng 7, 8 phút gì đó, Tần Nhược Hy có một sai lầm trong bộ pháp, trong nháy mắt bị Tôn Tuyết Trinh thừa cơ hội, lấy tay làm dao, trong hư không chém ngang một cái. Tần Nhược Hy nhìn như bất đắc dĩ, phải tránh ra khỏi phạm vi lôi đài. Tôn Tuyết Trinh tiểu thư thắng. Trong chớp mắt khi Tần Nhược Hy rời khỏi lôi đài, tổ trọng tài liền lập tức tuyên bố người chiến thắng lần này. Thấy vậy, khu khách quý Tôn Lạp Trọng mặt đầy vẻ vui mừng, không khỏi vô cùng tán thưởng, nhìn kỹ tần nhược hy thêm mấy lần. Với thành tựu võ học của tôn Lạc trọng, làm sao có thể không nhìn ra là tần nhược hy cố ý nhường cho tôn tuyết trinh. Nếu không, người thắng lần này, tuyệt đối không phải là nữ nhi của hắn. chương 1042, sợ đến choáng váng rồi sao? Nhược hy, tôn tuyết trinh sau khi được tổ trọng tài tuyên bố thắng cuộc, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Trận chiến này, vô cùng khổ cực. Nếu không phải là Tần Nhược Hy bất ngờ nhường mình, nàng sớm cũng đã thua trận nguyên bản tôn tuyết trinh chẳng qua chỉ cho là tần nhược hy không muốn để cho nàng thua khó coi như vậy nhưng chưa từng nghĩ tần nhược hy lại trực tiếp đem thắng lợi nhường cho nàng thực lực tuyết trinh muội muội quả nhiên bất phàm tôi không phải là đối thủ chúc mừng tuyết trinh muội muội đại biểu cho tôn gia giành thắng lợi tần nhược hy nhìn về phía tôn tuyết trinh nhẹ giọng cười nói nghe lời nói này tôn tuyết trinh cũng khẽ mỉm cười liền nói ngay nhược hy cô cũng rất mạnh khiến cho tôi vô cùng khâm phục. Dứt lời, ánh mắt của Tôn Tuyết Trinh vô tình hay cố ý hướng về phía Diệp Oản Oản quan sát, trong mắt hiện ra một tia chán ghét. Trọng tài, đại biểu tư gia, có thể không cần lên đài tỉ thí sao? Lúc này, Tôn Tuyết Trinh hướng về phía tổ trọng tài mở miệng nói, hiển nhiên vẫn nuốt không trôi cục tức này. Nghe lời nói này, một vị trọng tài cao tuổi trong đó đứng dậy, nhìn về phía Diệp Oản Oản, lần nữa thử thăm dò mở miệng, Diệp tiểu thư cô lần này tới đây, đại biểu tư gia, xin cô hãy lên đài cùng đại biểu tôn gia đánh một trận. Bởi vì cô là đại biểu tư gia, nhất định phải lên đài đánh một trận, đây là quy tắc. Lão già tổ trọng tài nói, ngữ khí thêm vài phần nghiêm khắc. Lần này, Diệp Oản Oản lại không từ chối, mà là đứng dậy, được. Nếu trọng tài đã nói là quy tắc, như thế nàng liền tuân thủ quy tắc. Thấy Diệp Oản Oản rốt cuộc đáp ứng đánh một trận, khóe miệng tần nhược hy hơi hơi dương lên, tạo thành một nụ cười lạnh vô hình. Trên lôi đài, Tôn Tuyết Trinh nhìn Diệp Oản Oản, chậm rãi đi tới nói, "Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi có một trận tỉ thí khó quên." "Ừ", Diệp Oản Oản gật đầu một cái, mặt đầy lãnh đạm thở ơ. Giờ phút này, vài tên hộ vệ tư gia trong lòng lại cũng có chút lo lắng. Sau khi Diệp Oản Oản lên đài, chưa nói là sẽ bị Tôn Tuyết Trinh đánh chết, nhưng đánh gần chết sợ là không tránh khỏi. Bọn họ đã đủ mất thể diện nếu như sau khi diệp oản oản lên đài đối mặt tôn tuyết trinh không có chút sức đánh trả nào bị đánh gần chết vậy bọn họ há chẳng phải là càng thêm mất thể diện không lâu lắm diệp oản oản đã đi lên lôi đài đối với ánh mắt cười nhạo trực tiếp không nhìn trận đấu bắt đầu rất nhanh tổ trọng tài tuyên bố theo tiếng nói vang lên tôn tuyết trinh bước ra một bước trong nháy mắt hướng về diệp oản oản đánh tới nhưng diệp oản oản lại đứng tại chỗ cũng không động đậy lấy một cái, dường như căn bản là không nhìn thấy Tôn Tuyết Trinh. Ha ha ha, đại biểu tư gia, sợ đến choáng váng rồi sao? Chắc là không phản ứng kịp đi, dù sao chẳng qua chỉ là một người đàn bà bình thường. Một vài người đang xem cuộc chiến bàn tán ầm ỉ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Diệp Oản Oản bỗng nhiên hô hô tay, trọng tài, tôi bỏ cuộc. Nghe thấy lời này của Diệp Oản Oản, Tôn Tuyết Trinh nhất thời sướng sờ, tay khựng lại giữa không chung, không thể đánh xuống. Tình huống gì thế này, đại biểu tư gia Diệp Oản Oản này mới vừa đi lên lôi đài. Sau đó liền bỏ cuộc. Chuyện này, tổ trọng tài cũng tỏ vẻ đầy khó xử, còn chưa động thủ đã liền nhận thua, đây là chuyện gì xảy ra vậy. Bọn họ còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Nghe Diệp Oản Oản trực tiếp nhận thua, chân mày tần nhược hy hơi hơi nhíu lên. Ha ha ha, đừng làm khó dễ tiểu thư nhà người ta, Người ta biệt thự nhà cao cửa rộng, nuông chiều từ bé, làm sao biết đấu võ, đến lúc đó Tuyết Trinh muội muội lại đánh cho người ta lên bờ xuống ruộng thì khổ. Không sai, tỷ đấu cũng là tự nguyện, vị diệp oản oản diệp tiểu thư này chẳng qua chỉ được xem là đại biểu tư gia, cũng không nhất định phải lên đài đánh một trận. Chương 1043, không nên khách khí. Tư gia lại không giỏi võ thuật, người ta là kinh thương thế gia không muốn để đại biểu tư ra lên đài cùng với đại tiểu thư của võ thuật thế gia đánh một trận. Người ta chỉ là đi cho đủ số lượng mà thôi, đừng có khi dễ người ta nữa. Lúc này, cũng không ít người vây xem nói đỡ cho Diệp Oản Oản. Nếu như là võ giả, lên đài đánh một trận là rất bình thường, nhưng Diệp Oản Oản lại tỏ vẻ mình chính là một người bình thường, căn bản cũng chưa từng tiếp xúc qua võ đạo. Cưỡng bách người khác lên đài đánh một trận, đích xác là có chút làm khó người ta diệp oản oản nhìn về phía tổ trọng tài thờ ơ nói nếu lên đài là quy củ tôi đây liền lên đài hiện tại bỏ cuộc hẳn là không có vấn đề gì chứ nếu như là lúc này đối mặt với đám người nhiếp vô danh coi như biết rõ chính mình sẽ bị ngược nàng tất nhiên cũng sẽ đánh một trận nhưng vì những người này mà vi phạm cam kết với tư dạ hàn nàng cảm thấy không đáng cái loại như tôn tuyết trinh hoặc là tần nhược hy tư cách để được mình hướng dẫn cũng không có nếu như là giao thủ cùng các nàng, há chẳng phải là tiện nghi cho bọn họ. Huống chi, nàng quả thực là không có chút dục vọng hay hứng thú nào đối với việc giao chiến với bọn họ. Đại biểu tư gia bỏ cuộc, tôn gia chiếm vị trí số 1, tần gia thứ hai, tư gia đội sổ. Không lâu lắm, trọng tài tuyên bố kết quả. Vài tên hộ vệ tư gia thở dài, sớm biết kết quả sẽ thế này, ban đầu bọn họ không nên đến đây. Khu vực khách quý, Lang Vương Seny hướng về gia chủ Tôn gia Tôn Lạp Trọng giao lưu mấy câu, chợt đứng dậy, đi về phía lôi đài. Lang Vương Seny tiên sinh cùng con gái tôi luận bàn, mong mọi người hoan nghênh. Lúc này, Tôn Lạp Trọng mở miệng cười nói: "Nghe vậy, lập tức những tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên. Tôn Tuyết Trinh nhìn thấy Lang Vương Seny ra sân, thần sắc hơi có chút kích động. Không lâu lắm, Lang Vương Seny đi lên lôi đài, nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh ở bên cạnh, gật đầu một cái, xin cứ tùy ý, không nên khách khí. Lúc nói chuyện, Lang Vương Seny đứng chắp tay. Nghe xong, Tôn Tuyết Trinh gật đầu một cái, lập tức sử dụng toàn bộ kỹ năng của mình, hướng về phía Lang Vương Seny công kích. Nhưng mà, vị quyền vương muôi thái này lại chỉ dùng một ngón tay, liền tùy tiện chặn lại đòn tấn công của Tôn Tuyết Trinh. Chuyện này, Tôn Tuyết Trinh thần sắc kinh ngạc, thật khó tin, tuy là biết thực lực của hắn rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức độ này tốc độ của cô mặc dù nhanh nhưng lực đạo lại hơi yếu một chút xin mời tiếp tục lang vương seni nói nghe vậy sắc mặt tôn tuyết trinh ửng đỏ dùng hết lực đạo toàn thân hướng về lang vương tấn công nhưng mà mỗi một lần công kích toàn lực đều sẽ bị lang vương tùy tiện cắt đứt nếu như lang vương là địch nhân thật sự của nàng tôn tuyết trinh chỉ sợ là đã chết không biết bao nhiêu lần thời điểm công kích lần thứ năm lang vương dường như không còn hứng thú, trong nháy mắt đem chiêu thức của tôn tuyết trinh khóa lại, dùng lực của một ngón tay, đem tôn tuyết trinh đè ở trên mặt đất. Tôi, thua rồi, tôn tuyết trinh nhìn chằm chằm lang vương nói. Ừ, cô còn trẻ, cũng coi như không tệ, lang vương khách sáo một phen, chợt đem dao găm tặng cho tôn tuyết trinh. Diệp Oản Oản nhìn thấy Tôn Tuyết Trinh cùng Lang Vương Seni đánh một trận, dường như có điều gì suy nghĩ. Thực lực vị Lang Vương này, thật giống như cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ là do mình và đám người nhiếp vô danh kia lăn lộn thời gian quá dài. Bây giờ nhìn ai cũng đều cảm thấy tầm thường. Nàng rất lâu chưa từng đánh giá lại, cũng không cùng thập nhất và phong huyền diệt bọn họ luận bàn qua. Khoảng thời gian này, tiến bộ của nàng chỉ có trong lòng nàng hiểu rõ. Đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới một trận âm thanh ồn ào. Lúc này, mọi người hướng về phía trước nhìn lại âm um, mm, một tiếng vang thật lớn, mấy vị nhân viên an ninh như diều đứt dây, bị đụng bay ra ngoài. Thấy vậy, Tôn Lạc trọng nhất thời đứng dậy, hướng về mấy vị khách không mời mà đến nhìn sang. Chương 1044, ngàn vạn lần chứa kích động. Người đến có khuôn mặt châu Á, bất quá cũng không phải là người nước Hoa, nhìn có vẻ giống như là quốc gia chung quanh Hoa Quốc. Tổng cộng 3 người đàn ông, người cầm đầu mặc Âu phục cười híp mắt, nhìn có dáng vẻ đàng hoàng. Người nào, tôn lạp trọng nhìn chầm chầm nam tử mặc âu phục, lạnh giọng phẫn nộ quát. Ồ, ta sao, nam tử âu phục chỉ chỉ vào chính mình, cười nói Yamamoto yêu. Yamamoto yêu, người nước gì, lúc này, sắc mặt tôn lạp trọng nhất thời âm trầm xuống. Văn hóa võ đạo của nước gì, và hoa hạ, luôn xảy ra va chạm kịch liệt. Yamamoto yêu, được xưng là đệ nhất kỳ tài karate của nước di giờ phút này lang vương seni dường như đang nghĩ tới điều gì ồ thì ra là thiên tài nước di đánh bại trưởng môn karate sato sao tôn lạp trọng hơi sững sờ danh tiếng yamamoto yêu bây giờ trong giới karate nước di như sấm đánh bên tai tôn lạp trọng đương nhiên cũng biết nơi này không hoan nghênh ngươi lúc này tôn lạp trọng nhìn yamamoto yêu lạnh giọng quát lên văn hóa võ thuật nước Xi cùng với Hoa Quốc, từ trước đến giờ đều va chạm kịch liệt, võ thuật ra hai nước chung sống với nhau cũng không mấy hòa hợp. Chật chật, Yamamoto yêu cười lạnh một tiếng, người có hoan nghênh ta hay không, cái này cũng không quan trọng. Lúc này, Yamamoto yêu chỉ tay về phía tần nhược hy, tôn tuyết trinh còn có diệp oản oản từng người một, thế nào, người của tam đại thế gia Hoa Quốc đều chết hết rồi à? Lại có thể phái ra ba nữ nhân làm đại biểu sẽ không cảm thấy xấu hổ mất mặt hay sao ngươi nói cái gì tôn lạp trọng tức giận quát lên đừng kích động ngàn vạn lần chứa kích động yamamoto yêu nhẹ giọng cười một tiếng nâng mắt kính lên ta không phải là nhằm vào tôn gia ngươi ý của ta là tất cả các người ở đây đều là rác rưởi lo học buôn bán kinh doanh là được rồi thứ gọi là võ thuật này người hoa các ngươi không đủ tư cách ngươi tôn lạp trọng cắn răng nghiến lợi tên khốn Yamamoto yêu này là đến tìm cái chết sao? Một câu nói, đắc tội với tất cả mọi người ở đây. Đều nói, tam đại thế gia của Hoa Quốc rất mạnh. Hôm nay vừa vặn, các người cử hành một cái đại hội võ thuật. Ta dự định, đem ba đại biểu của tam đại thế gia Hoa Quốc đánh chết. Nếu không, sẽ để ba vị đại biểu đem ta đánh chết, thấy thế nào? Người tìm chết. Lập tức, Tôn Tuyết Trinh liền tiến lên. Nhưng mà, Lang Vương Seni đem Tôn Tuyết Trinh ngăn lại, nhìn lấy Yamamoto Yu, cười lạnh nói, đều nói karate của ngươi hết sức giỏi, đã sớm muốn lĩnh giáo một phen, hôm nay gặp, cơ hội này cũng đừng bỏ lỡ. Ồ, Lang Vương Seni, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng đừng tới tìm thất bại, thế nào? Yamamoto Yu cười nói, nghe lời nói này, Lang Vương nhất thời giận dữ, hàn quang trong mắt chợt lóe lên, hai quả đấm giơ lên, bộc phát ra lực đạo toàn thân, đánh về phía Yamamoto Yu. Thấy Seni ra tay, mọi người nhất thời đều phấn chấn. Nhưng mà, Yamamoto Yu lại thở dài, trong trước mắt, nâng cánh tay phải lên, lấy trưởng làm đao, hung hăng chém về phía trước. Dưới con mắt mọi người, một trưởng đao trong nháy mắt chém vào nơi cổ lang vương Seni. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Seni trong nháy mắt bị một trưởng của Yamamoto Yu bổ ngã xuống đất. Ha <laughs> ha! Yamamoto Yu tiến lên, một cước dẫm ở trên lưng Seni, ta nói rồi, tất cả mọi người các ngươi đều là rác rưởi. Ngươi nhất định muốn tự chuốc nhục nhã, chẳng có ý nghĩa gì cả. Tình cảnh này khiến cho mọi người tại đây mặt đầy hoảng sợ, sững sờ tại chỗ. Vị thiên tài karate nước gì, này, chỉ một trường liền đem Muay Thái Quyền Vương seny hạ gục trong nháy mắt. Chương 1045, còn có thể nhẫn sao? Tần Nhược Hy, Tôn Tuyết Trinh, còn có tôn gia gia chủ tôn lạp trọng cũng xứng sở tại chỗ, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Thực lực của lang vương Senni, trong lòng bọn họ hiểu rõ. Vậy mà thiên tài karate nước gì, này, chỉ một chiêu đã đánh bại Senni. Lúc này, Yamamoto yêu nhất chân đem lang vương đá văng ra ngoài mấy thước. Tôn lạp trọng lập tức để cho người tiến lên đỡ lấy lang vương. Đừng khinh người quá đáng. Lập tức, 10 người tôn gia cùng tần ra trong nháy mắt liền đem Yamamoto yêu vây lại. Một đám rác rưởi, số người nhiều hơn nữa, cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, đúng không? Nhìn người người trước mặt này, Yamamoto yêu nhẹ giọng cười nói. Tiến lên, tần gia lão đại gầm lên một tiếng, vất vất tay, cùng 9 người khác vây công Yamamoto yêu. Nhưng mà, bất quá chỉ trong chốc lát, 10 người tần gia cùng tôn gia, trong nháy mắt đã bị một mình Yamamoto yêu đánh bay ra ngoài. Chuyện này... Tôn Lạp trọng trợn mắt hốc mồm, không tin nổi. Ba vị đại biểu Tôn gia, Tần gia, còn có Tư gia, đến đây đi. Nhà mà một tội ưu bước tới một bước, đi tới trên lôi đài, ngón tay phân biệt chỉ qua Diệp Oản Oản, Tần Nhược Hy và Tôn Tuyết Trinh. Giờ phút này, Tần Nhược Hy và Tôn Tuyết Trinh chân mày nhăn lại. Thực lực người này mạnh đến đáng sợ, ngay cả Lang Vương cũng đều bị hắn một đòn đánh bại, khỏi phải nói tới các nàng. Làm sao, sợ rồi sao? nếu như sợ rồi, các người có thể cùng tiến lên, ta chấp luôn. nếu không, để ta tự mình tấn công, ta hôm nay có thể sẽ đem bọn ngươi đánh chết. Yamamoto yêu quét qua đám người diệp oản oản, lạnh giọng cười một tiếng nói. ngươi, tôn tuyết trinh trong mắt đầy lửa giận, đang muốn tiến lên, nhưng mà tần nhược hy lại trong nháy mắt đem tôn tuyết trinh ngăn lại. tuyết trinh, không nên khinh cử vọng động. tần nhược hy cau mày nói. nhược hy. Cái tên võ thuật gia nước di này đều đã đánh tới cửa, còn có thể nhẫn sao? Tôn Tuyết Trinh cả giận nói. Cô có thể đánh được hắn sao? Tần Nhược Hy hỏi ngược lại. Lời này vừa nói ra, Tôn Tuyết Trinh á khẩu không trả lời được. Thực lực của người này, ngay từ ban đầu đã thể hiện ra là vô cùng cường thế. Đối với Tôn Tuyết Trinh mà nói, 10 người như nàng cũng không đủ để Yamamoto yêu đánh. Cho dù Tần Nhược Hy liên thủ với Tôn Tuyết Trinh, cũng tuyệt đối không có khả năng chịu đựng được mấy chiêu của Yamamoto Yu. Làm sao, thật sự không dám đến sao. Yamamoto Yu nhìn về phía đám người tôn tuyết trinh, cười lạnh một tiếng, tôn ra các ngươi, thật là một đám người ô hợp, ta đã khiêu khích đến như vậy rồi, lại còn có thể nhịn được. Lời này vừa nói ra, tôn tuyết trinh cũng chịu không nổi nữa, không để ý đến tần nhược hy ngăn trở, trong nháy mắt nhảy lên lôi đài. Thấy vậy, tần nhược hy cũng chỉ có thể lên theo. Ồ, vẫn còn một ít cốt khí. Yamamoto yêu cười lạnh nói. Yamamoto yêu, người quá kiêu ngạo. Tôn tuyết trinh quát lạnh một tiếng. Người cảm thấy ta lớn lối. Vậy dùng thực lực của ngươi mà nói chuyện. Yamamoto yêu cười lạnh một tiếng. Tìm chết. Tôn tuyết trinh giận dữ quát một tiếng. Lấy thế như lôi đỉnh tấn công Yamamoto yêu. Thấy vậy, tần nhược hy bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đuổi theo. Giờ phút này, Yamamoto Yu đứng ở trên lôi đài động cũng không động đậy, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt, mặc cho Tôn Tuyết Trinh cùng Tần Nhược Hy công kích, đứng chắp tay, thân thể khẽ tránh né. Hai người trong nháy mắt đánh ra hơn 10 chiêu, nhưng ngay cả vạt áo của Yamamoto Yu cũng chưa từng đụng phải. Thấy vậy, chân mày Tôn Lạp Trọng nhân lại thật sâu. Thực lực Yamamoto Yu quá mạnh, Tần Nhược Hy cùng Tôn Tuyết Trinh căn bản không phải là đối thủ của hắn đây chính là đại biểu hai nhà trong tam đại thế gia nước hoa hà. Làm cho ta quá thất vọng, võ thuật gia nước hoa các ngươi, quả nhiên là một đống rác, không đáng nhắc tới. Trong khi tránh né, Yamamoto Yu khẽ thở dài. Yamamoto Yu nói xong, đùi phải tung ra nhanh và mạnh như một mũi lên, dùng một lực cực mạnh, trong nháy mắt đánh chúng tần nhược hy và tôn tuyết trinh. Lúc này, hai người không có cách nào chống cự, bay thẳng xuống dưới lôi đài chương 1046, một đám rác rưởi Một đám rác rưởi Yamamoto yêu nhìn cũng không thèm nhìn hai người, đảo mắt qua toàn trường một cái, lạnh giọng cười nói. Không cho người bên cạnh có cơ hội mở miệng, ánh mắt của Yamamoto yêu lại trong nháy mắt rơi trên người Diệp Oản Oản đang ngồi quan chiến, đại biểu tư gia, người dự định chính mình đi lên, hay là đợi ta qua đánh chết ngươi. Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản lại căn bản không thèm để ý tới Yamamoto yêu, Giờ phút này, Diệp Oản Oản đứng dậy, rời khỏi ghế khán giả, nhìn về phía gia chủ tôn gia, nếu trận tỉ thí tam đại thế gia lần này đã kết thúc, tôi đây liền cáo từ. Tên Yamamoto yêu này rõ ràng cho thấy nhầm vào tôn gia mà tới, đập phá bản hiệu, quấy rối tôn gia, cũng không ở trong kế hoạch của đại hội võ thuật. Tôn lạp trọng sậm mặt lại, cũng không mở miệng đáp lại. Mục tiên sinh, có thời gian mời tới tư gia làm khách. Diệp Oản Oản chợt nhìn về phía mục đại sư ở khu vực khách quý. Được rồi Diệp Tiểu Thư, có thời gian nhất định viếng thăm. Mục Tùy Phong nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản gật đầu, nhìn về phía năm tên hộ vệ tư gia đi. Lúc này, năm tên hộ vệ tư gia đi theo sau lưng Diệp Oản Oản, làm bộ liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, Yamamoto yêu lại trong nháy mắt đi xuống dưới lôi đài, ngăn ở trước người Diệp Oản Oản, nhìn Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười nói, đại biểu tư gia. Xem ra, ngươi là một người có tính cách phi thường rác rưởi, đúng không? Nghe lời nói này, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại, hướng về Yamamoto yêu nói, vậy ngươi chắc là một thứ rác rưởi làm cho người ta vô cùng chán ghét. Ồ, trong mắt ngươi, ta cũng là một thứ rác rưởi, thật sao? Yamamoto yêu có chút hăng hái mở miệng nói. Làm phiền ngươi tránh ra, Hòa Quốc có một câu nói, gọi là, chó khôn chớ cản đường, các hạ chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Diệp Oản Oản nói. Giờ phút này, đám người tôn tuyết trinh cùng tần nhược hy nhìn Diệp Oản Oản, âm thầm cười lạnh, nữ nhân này thật là muốn tìm chết. Tên Yamamoto yêu kia đáng sợ thế nào, hai người bọn họ đã vừa lãnh giáo qua. Thật đúng là điếc không sợ súng. Yamamoto yêu, vị tiểu thư này tuy là đại biểu tư gia, nhưng chỉ là bạn gái của tư gia gia chủ, không biết võ thuật. Người đừng làm khó dễ nàng, để cho nàng rời đi đi. Tôn Lạc Trọng cao mày nói. Nơi này, dù sao cũng là địa bàn của Tôn Gia, nếu như là Diệp Oản Oản xảy ra chuyện gì, tư gia bên kia, e rằng cũng không dễ ăn nói. Ồ, không biết võ thuật, lại có thể trở thành đại biểu tư gia. Thì ra là tình nhân của con ma bệnh tư gia kia. Ha ha ha, Yamamoto yêu lúc này cười đầy trào phúng. Nghe Yamamoto yêu nói như vậy, gương mặt một mực không lộ ra chút cảm xúc nào của Diệp Oản Oản, lại xảy ra biến hóa cực kỳ nhỏ, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Yamamoto yêu khóe miệng hơi dương lên, như vậy, người không so đấu với ta, cũng không liên quan. Trong lúc nói chuyện, Yamamoto yêu hướng về vị nam tử mặc âu phục màu trắng phía sau lưng mình, nháy mắt. Thấy vậy, nam tử âu phục trắng đầy lạnh lùng, tiến lên một bước. Lần này, Yamamoto yêu dẫn theo hai vị đệ tử tới đây, nam tử âu phục trắng chính là một trong số đó, tên là Kawada, cao thủ karate, Kawada đi tới trước người hộ vệ tư gia, không nói tiếng nào. Bỗng nhiên, Kawada đánh ra một trường. Âm, um, một tên hộ vệ tư gia trong nháy mắt bị trưởng đao đánh ngã sấp mặt trên đất. Tên hộ vệ bị Kawada đánh, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể bởi vì thống khổ mà sinh ra co giật. Một đám rác rưởi, nam tử Âu phục trắng lạnh giọng cười nói. Ha ha, mấy người này nếu như bởi vì ngươi, đều bị đệ tử của ta đánh chết, người trở về tư gia, hẳn là cũng khó mà giao phó, đúng hay không? Yamamoto yêu cười khẩy. Trường 1047, người có thể thử xem. Vào giờ phút này, mọi người tại đây, dối rít lắc đầu thở dài, đường đường là mặt mũi của tư gia, hôm nay, liền coi như là bị nữ nhân này làm mất sạch. Mặt khác bốn gã hộ vệ tư gia còn lại, cắn răng nghiến lợi, nhưng thực lực của Kawada này cũng quá mức cường đại. Mấy người bọn họ thậm chí không thấy rõ mới vừa rồi Kawada ra tay như thế nào. Không cho bọn họ thời gian suy tính, Kawada trong nháy mắt giơ tay lên, lại tiếp tục đánh về phía một tên hộ vệ tư gia khác. Một trường này, nhanh đến cực hạn, phát ra tiếng kình phong phượt phượt. Nhưng mà, trong chớp mắt này, thân hình Diệp Oản Oản khẽ động. Cùng lúc đó, bốp một tiếng, âm thanh thanh thúy vang lên. Mọi người chỉ thấy, một trường mà đệ tử của Yamamoto yu Kawada đánh ra, đã bị Diệp Oản Oản miễn cưỡng ngăn chặn. Ồ, lúc này, ánh mắt Kawada lóe lên, nữ nhân này lại có thể chặn lại một trường của hắn. Người cứ khăng khăng ép ta phải so đấu hay sao? Diệp Oản Oản buông Kawada ra, nhìn về phía Yamamoto Yu, hai con người giống như đầm sâu không nhìn thấy đáy. Ha ha, trong mắt ta, người chẳng qua chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi. Yamamoto Yu có chút hăng hái nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, chỉ bất quá, ngươi là đại biểu tư gia, lần này ta tới, mục đích đúng là vì muốn đem tam đại gia tộc dẫm ở dưới chân. Chỉ tiếc, mỗi một người các ngươi, đều là rác rưởi, coi như có dẫm ở dưới chân, cũng không có chút cảm giác nào, đúng không? Ngươi có thể tới thử xem, lúc này, Diệp Oản Oản hướng về Yamamoto Yêu mở miệng nói. Ha ha, ta nể tính ngươi là đồ rác rưởi, cho ngươi 10 giây đồng hồ chuẩn bị, sau 10 giây, ta sẽ đem ngươi đánh chết. Yamamoto yêu nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười một tiếng rồi nói. Nhưng mà, khi tiếng nói của Yamamoto yêu mới vừa dứt, Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên giơ tay lên. Bép, chỉ nghe một thanh âm thanh thúy vang lên, truyền khắp toàn trường. Ở trước con mắt mọi người, Yamamoto Yuu bị Diệp Oản Oản trở tay quất cho một bạt tai. Giờ phút này, Yamamoto Yuu phục hồi lại tinh thần, hàn quang trong mắt chợt lóe lên, ngươi. Dám đánh lén ta, đánh lén, nghe lời nói này, Diệp Oản Oản lại khinh thường cười một tiếng, ngươi cho ta 10 giây đồng hồ chuẩn bị, nhưng ta trong một giây cũng đã chuẩn bị xong, bạt tai này chính là đòn tấn công của ta. Chính ngươi không thể phòng vệ, lại nói là ta đánh lén. Cách đó không xa, Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng nói, nữ nhân này, cưỡng từ đoạt lý, đúng là làm ra loại hành vi đánh lén hèn hạ này. Mọi người ở đây bàn tán ẩm ỉ, đối với đấu pháp lưu manh đánh lén của Diệp Oản Oản vô cùng chán ghét, chẳng thèm ngó tới. Ngươi, thật sự là đang tìm chết, đúng không? Giờ phút này, hàn quang trong mắt Yamamoto yêu trượt hiện lên, đưa tay ra chộp về phía Diệp Oản Oản. Bép, còn không đợi bàn tay của Yamamoto yêu tiếp cận Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản lại nghiêng người một cái, trước hết tránh khỏi tầm đánh của Yamamoto yêu, sau đó lại trở tay tặng cho Yamamoto yêu một cái bạt tay vang dội. Liên tục ăn hai cái bạt tai, hoàn toàn khiến cho Yamamoto yêu lâm vào trạng thái giận dữ, cánh tay giơ lên, một cái trưởng đao nhắm thẳng vào cái cổ trắng noãn của Diệp Oản Oản chém tới. Chính ở trong chớp mắt này, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản chợt lóe lên, cũng không nhìn rõ dùng động tác như thế nào, lại trong nháy mắt bắt được trưởng đao mà Yamamoto yêu vung tới. Bàn tay của Diệp Oản Oản lại như một ngọn núi lớn, vô cùng cứng cỏi, vô luận Yamamoto yêu dùng động tác như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi sự khống chế của bàn tay Diệp Oản Oản. Cùng lúc đó, bàn tay phải Diệp Oản Oản chậm rãi hướng về Yamamoto yêu vung tới, khi khoảng cách chỉ còn có 3 tấc, lại đột nhiên ngừng lại. Nhiều lắm chỉ trong vòng hai lần hít thở, Diệp Oản Oản phát lực từ bên hông, lấy lực đạo toàn thân ngưng tụ vào bên trong tay trái. Một trường này, nhanh như tia chớp, lực đạo kinh người. Giờ phút này giờ phút này, mọi người tại đây, trợn mắt hốc mồm, càng không có một ai có thể thấy rõ quỹ đạo Diệp Oản Oản tung ra một trường này. Âm, um, một giây kế tiếp, một tiếng vang thật lớn, Diệp Oản Oản tung một trường ra, hung hăng đánh lên trán của Yamamoto Yu. Trong ánh mắt khó tin đầy kinh hãi của Tôn Tuyết Trinh và Tôn Lạp Trọng, còn có tất cả mọi người ở đây, Yamamoto Yu hét thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây, đúng là bị một trường này của Diệp Oản Oản đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Chuyện này, không có khả năng. Tôn Tuyết Trinh soạt một cái đứng lên, hoàn toàn không thể tin tưởng được một màn trước mắt. Cái gì, vẻ bình tĩnh trên mặt tần nhược hy cũng chợt dạn nứt. chương 1048, người quả yếu. Cái, cái này làm sao có thể? Vào giờ phút này, mọi người tại đây nhìn theo Yamamoto Yêu bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, tựa như hóa đá, miệng khẽ mấp máy, không nói nên lời khi thảy mọi người đều như rơi vào trong ảo mộng, Yamamoto Yu đem Lang Vương Seny một chiêu đánh bại, đối mặt với Diệp Oản Oản nhìn như yếu hơn, lại bị một chiêu đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Chẳng lẽ là cố ý nhường? Giờ phút này, một vị võ giả tôn ra, chân mày nhăn lại, như thế nào cũng không tin Yamamoto Yu sẽ bị Diệp Oản Oản một chiêu đánh lui. Nhường, đùa giỡn hay sao, mới vừa rồi đại biểu tư gia dùng chính là thốn kình. Khoảng cách một tấc, nháy mắt bùng nổ Yamamoto yêu căn bản cũng không kịp phản ứng lại, tại sao có thể là nhường. Một vị võ thuật gia tham dự đại hội võ thuật của Tam Đại Thế Gia, thần sắc kích động mở miệng nói. Nhưng Phàm là người có một ít căn cơ võ thuật, cao thủ so chiêu, có nhường hay không, một cái liền có thể nhìn ra. Đừng nói giống như Diệp Oản Oản có loại lực bộc phát mang tính áp đảo này, ngay cả trước kia tần nhược hy nhường tôn tuyết trinh, phần lớn võ thuật gia ở đây cũng có thể nhìn ra. Chỗ ngồi của khách quý, Thân thể mục đại sư bỗng nhiên run lên một cái, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản, cô bé này, trong nháy mắt khi ra tay, khí chàng trên người đã hoàn toàn thay đổi. Trọng yếu hơn chính là, chiêu thức mới vừa rồi Diệp Oản Oản bộc phát ra, bao gồm cả phong cách ra chiêu, làm sao lại quen thuộc như vậy? Lang Vương Senny cũng đồng dạng trợn to hai mắt, khó mà tin được, người bên cạnh không biết thực lực của Yamamoto Yu, hắn mới cùng Yamamoto Yu giao thủ, bị Yamamoto Yu một đòn đánh bại thực lực của Yamamoto yêu như thế nào, hắn sao có thể không biết. Nhưng mà, vị đại biểu tư gia không biết võ công đó. Nhiều lắm chỉ trong vòng mấy hơi thở, Yamamoto yêu chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Người quá yếu rồi, Yamamoto yêu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cười lạnh nói, mới vừa rồi ta cố ý để cho ngươi đánh một quyền, đáng tiếc, không đến nơi đến trốn, khiến cho ta thất vọng. Theo Yamamoto yêu, lực đạo nữ nhân kia coi như không tệ nhưng trước là do hắn không phòng bị chút nào lúc này mới để diệp oản oản được như ý đương nhiên lời như vậy trước mặt mọi người hắn đương nhiên sẽ không nói ra mà mọi người nghe yamamoto yêu nói như vậy lại bỗng nhiên tỉnh ngộ ra nguyên lai like là yamamoto yêu cố ý nhường cho diệp oản oản đánh một quyền ha ha tôi còn tưởng rằng nữ nhân kia thật có bản lãnh gì náo loạn nửa ngày thì ra lại yamamoto yêu cố ý nhường ả à ta Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng nói. Tần Nhược khi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là ngón tay đã siết chặt thành quyền. Nhưng, không thể không nói, nữ nhân kia quả thật là có chút ít lực đạo. Một vị đệ tử tôn ra mở miệng. Giờ phút này, Yamamoto yêu nhìn chằm chằm khuôn mặt không cảm xúc của Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên, tạo thành một nụ cười lạnh giá thấu xương. Chợt, hắn nhanh chân lao về phía Diệp Oản Oản. Vù, một âm thanh xé gió vang lên, chỉ thấy hai tay yamamoto yêu cắm vào trong túi quần bỗng nhấc chân lên quét trụ lực đạo cùng tốc độ gần như là kết hợp hoàn mỹ mà trước đây lang vương seni chính là bị yamamoto yêu dùng một chiêu thức tương tự thế này nhanh chóng đánh bại thấy vậy tôn gia cùng tần gia bày ra tư thái xem kịch vui ngay cả lang vương seni cũng đều bị một cước này đánh đến không có chút lực hoàn thủ nào đại biểu tư gia đó chỉ sợ là sẽ bị một cước này của yamamoto yêu đá thành tàn phế mà mọi người tại đây cũng không có một ai lo lắng cho Diệp Oản Oản, dù sao chẳng qua chỉ là một ả à đàn bà, cũng không phải là võ thuật gia. Yamamoto yêu kia ra tay, có phần cũng quá mức hơi ác độc một chút. Vù, vù, vù Nhưng trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Oản Oản đã tung ra một cước giống Yamamoto yêu như đúc. Một cước này của Diệp Oản Oản, tốc độ cùng lực đạo, mặc dù không bằng Yamamoto yêu, nhưng góc độ lại hết sức xảo quyệt. Còn không để Yamamoto yêu kịp điều chỉnh gì, một cước kia của Diệp Oản Oản đã hung hăng sắn vào chỗ khớp gối của Yamamoto yêu. chương 1049, máu ngược. Lúc này, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, Yamamoto yêu sắc mặt đại biến, chỗ khớp gối đau đớn kịch liệt, khiến cho cái chán hắn thấm ra một giọt mồ hôi lạnh, cả người khập khánh lùi về sau mấy bước. Chỉ bất quá, Yamamoto yêu vừa lui lại, Diệp Oản Oản đã nhanh chóng lướt người lên, chỉ mấy bước, người đã lập tức tới trước người yamamoto Yu, cánh tay trái nâng lên vờ như chuẩn bị tát thêm một cái lên má phải của yamamoto cơ hồ theo bản năng yamamoto yêu giơ tay lên để ngăn cản thấy vậy diệp oản oản hạ cánh tay xuống có chút hào hứng nhìn chằm chằm yamamoto yêu đang co đầu rút cổ người dẫn mặt với ta à rất nhanh yamamoto Yu phục hồi lại tinh thần căm thức nhìn diệp oản oản chỉ bất quá Yamamoto Yu mới vừa mở miệng, cánh tay trái Diệp Oản Oản lại một lần nữa nâng lên. Thấy vậy, Yamamoto Yu lại một lần nữa rụt đầu lại, đưa tay lên đón đỡ. Bép! Đột nhiên, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, nâng cánh tay phải lên, hung hăng tát vào trên gò má trái của Yamamoto Yu. Ta giết chết ngươi! Lập tức, sau khi Yamamoto Yu bị Diệp Oản Oản đánh cho một bà tai, quát lớn một tiếng, lấy trưởng làm đao, chém thẳng về phía cổ của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, nhưng cũng trong chớp mắt, vỗ ra một trường, tóm lấy trường đao của Yamamoto Yu đang vung tới. Tay trái Diệp Oản Oản tựa như gọng kiềm, lực đạo lớn đến kinh người, trong thời gian ngắn Yamamoto Yu cũng không có cách nào rút bàn tay về. Bép, một tay Diệp Oản Oản nắm chặt bàn tay phải của Yamamoto Yu, một tay hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Còn đánh nữa không? Diệp Oản Oản thần sắc bình thản, nhìn về phía gò má xương húp của Yamamoto Yêu hỏi. Tiện nhân, người nhất định phải chết. Yamamoto Yêu chân chối nhìn chồng chọc Diệp Oản Oản. Bép, câu nói của Yamamoto Yêu vừa kết thúc, Diệp Oản Oản lại đánh một bà tai, hung hăng tát vào trên mặt Yamamoto Yêu. Sao vậy nhỉ? Sao ta chưa chết nhỉ? Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, trong mắt là từng mảng băng xương toát lên. Nguyên bản nàng có thể mau chóng đem người này giải quyết, nhưng vừa nghĩ tới hắn khinh thường cả đám là rác rưởi nàng liền không muốn làm như vậy nữa này thì rác rưởi này vào giờ phút này mọi người ở đây đều trợn mắt hốc mồm sững sờ tại chỗ lúc này yamamoto yêu gầm lên một tiếng không tiếp tục rằng co với diệp oản oản nữa hai tay gắt gao nắm lấy diệp oản oản muốn dùng thể trọng cơ thể trong nháy mắt đánh ngã diệp oản oản nhưng mà diệp oản oản lại nhanh tay lẹ mắt trong nháy mắt khi yamamoto yêu bắt lấy nàng thân thể hơi cong lại một chút, đem lực đạo toàn thân hội tụ vào một điểm trong nháy mắt bùng nổ. Trong mắt mọi người, lại giống như Diệp Oản Oản bắt được Yamamoto Yu, lại cong eo nghiêng người, đem Yamamoto Yu quật mạnh trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn vang lên, người bên cạnh nghe vào trong tai, cảm thấy hả hê không thôi. Gia chủ tôn gia tôn lạp trọng nhìn về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt khó lòng mà tin tưởng. Mạnh như Yamamoto Yu, ở trong tay nữ nhân kia căn bản chính là bị đùa bỡn chơi đùa. Phương hướng tấn công của Yamamoto Yu đều bị Diệp Oản Oản khống chế trước một bước, đồng thời cũng có ứng đối tuyệt diệu. Tuy nói lực đạo và tốc độ của Diệp Oản Oản kém hơn so với Yamamoto Yu, nhưng kỹ năng võ thuật, thậm chí còn có kỹ năng đánh cận chiến, lại vượt xa Yamamoto Yu rất rất nhiều. Hai người này, căn bản là không phải ở cùng một đẳng cấp. Những người tôn gia và tần gia vốn bày ra đủ loại cười nhạo đối với Diệp Oản Oản, bây giờ đều đã lâm vào yên lặng, nhìn dáng người linh hoạt bồng bềnh của nữ nhân kia, phảng phất như nhìn thấy quỷ sống. Hiện trường là một mảnh tĩnh mịch. Một thân thể nhìn như nhỏ yếu như vậy, làm sao lại có thể có lực bộc phát đáng sợ đến như thế? Nàng làm sao lại có thể nhìn thấu góc độ và lộ số mà Yamamoto yêu ra tay được? Mỗi lần ra tay, Diệp Oản Oản đều đè Yamamoto yêu ra đánh, khiến cho Yamamoto yêu có lực mà không sử dụng ra được. Đây nếu như là trong quyết đấu sinh tử, Yamamoto yêu e rằng đã sớm bị Diệp Oản Oản đánh chết. Nữ nhân này, quả thật là quá đáng sợ. chương 1050, thâm tàng bất lộ. Trên lôi đài, Yamamoto yêu trực tiếp bị ném bay ra ngoài, nằm yên tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn cái tư thế đó, đòn vật vừa rồi của Diệp Oản Oản, phỏng chừng cũng đã đủ để khiến hắn té thành nội thương. Đại biểu ba nhà, trọng tài trên sân, bao gồm cả đám người tôn lạp trọng, Senni, Mục Tùy Phong tất cả đều đứng đờ đẫn ở chỗ đó. Sau khi hiện trường tĩnh mịch mất mấy giây, mọi người rốt cuộc mới phản ứng lại, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Nghịa, nghịa nó, thật là mạnh, tôn ra bên kia, bình tín mặt đầy vẻ thán phục. Không nghĩ tới, vị diệp tiểu thư này lại là thâm tàng bất lộ. Lão đại châu ngân ánh mắt phức tạp. Khó trách người ta không có hứng thú lên đài, căn bản không phải ở cùng một đẳng cấp đối với chúng ta trước đây ta thấy tiểu thư nhà chúng ta đã là người nổi bật trong cùng thế hệ, bây giờ nhìn lại, thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần ra bên kia, năm tên tinh anh ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đánh bại Yamamoto yêu trên đài, vẻ mặt không cách nào tin tưởng. Không thể tin được người đánh bại lang vương Seni, Tôn Tuyết Trinh và bọn họ cùng nhau liên thủ Yamamoto yêu, lại bị nữ nhân nhìn nhu nhược này đánh bại. Thực lực nữ nhân này lại còn mạnh hơn cả nhược hy tiểu thư. Không đúng, là mạnh hơn quá nhiều. Tôi còn miệng nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thân thủ của một nữ nhân lại có thể lợi hại tới mức này đấy. Khó trách tư giả hàn phái nàng đến đây làm đại biểu tư gia. Còn không phải sao, tôi coi như là phục rồi. Nghe tiếng thán phục cùng bàn tán không ngừng của tinh anh hai nhà bên kia, trong lồng ngực năm tên hộ vệ tư gia bên này nhiệt huyết sôi trào, quả thật là cảm thấy như mình đang mơ. Tiểu, tiểu thư nhà chúng ta lại có thể lợi hại như vậy năm người chố mắt nhìn nhau, đồng thời bởi vì chính mình mới vừa trông mặt bắt hình rong, mặt cả đám đều nóng lên. Sư phụ, sư phụ, ngài thế nào? Giờ phút này, hai người đệ tử của Yamamoto Yu đã kinh hãi đến biến sắc, vọt thẳng lên lôi đài. Ngươi, 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 biểu tình của Kawada nhìn Diệp Oản Oản giống như nhìn thấy quái vật vậy. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm tiến lên một bước, hơi nhíu mày, làm sao? Kawada cùng một người đệ tử khác thấy Diệp Oản Oản đột nhiên tiến lên, nhất thời sợ đến mức lập tức lăn một vòng thối lui về phía sau, người đừng tới đây. Ngay cả Yamamoto Yu cũng bị đánh thành như vậy, bọn họ nào còn dám lộn xộn. Diệp Oản Oản tiếp tục hướng về hướng của Yamamoto Yu đi tới. Hai người đệ tử kia sắc mặt cứng đờ, chân như bị đóng đinh ở trên sàn đấu, nhất thời không dám có một cử động nhỏ nào. Diệp Oản Oản từng bước từng bước chậm rãi đi tới trước mặt Yamamoto yêu đang không ngừng gào thét bi thương, sao, còn muốn thêm nữa không? Yamamoto yêu nghe xong, mặt mũi trắng bệch, thân thể đều co quắp, không. Không, ta nhận thua, ta nhận thua, là ta thua. Lần này là hắn khinh địch, hắn không thể nghĩ tới, thực lực nữ nhân này lại ở trên hắn. Coi như là có thử thêm 10 lần trăm lần, cũng chỉ có một kết cục. Người ở dưới đài có lẽ còn không biết, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, một cuộc tỉ thí mới vừa rồi, thương thế của hắn nặng bao nhiêu, tuyệt đối không có khả năng lại tiếp tục đánh thêm với nàng, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Nữ nhân này, không chỉ thực lực đáng sợ, hơn nữa còn ra tay quá độc ác. Dưới đài, mọi người nghe tiếng Yamamoto yêu nhận thua, toàn bộ đều kích động không thôi. Đánh thật hay, để cho hắn chừa thói coi thường người khác. Võ học Hoa Quốc chúng ta có lai lịch từ xa xưa, bác đại tinh thâm, lại dám tới địa bàn của chúng ta diễu võ dương oai. Cuối cùng, Yamamoto yêu được hai người đệ tử khiêng đi, cục đuôi chạy trốn trong tiếng la ó vang đội. Audio điện tử võ tấn bền chương 1051, nói chung cũng đều đã phá lệ. Dưới đài, sắc mặt của tôn lạp trọng cứ lúng túng không thôi. Tôn ra bọn họ bị người ta tìm tới cửa quấy rối, kết quả tất cả đều bị thua sạch, cuối cùng vẫn phải nhờ một cô gái hỗ trợ giải vây. Tôn Lạp Trọng lúng túng tằng hắng một cái, thật là hậu sinh khả úy. Mục Tùy Phong không hề mở miệng nói chuyện, nhìn chằm chằm thiếu nữ trên đài, những thứ vừa rồi cứ quẩn quanh trong đầu, sắc mặt có chút phức tạp. Giờ phút này, vẻ mặt diếu cợt khinh bỉ của Tôn Tuyết Trinh đã hoàn toàn cứng đơ ở trên mặt, sắc mặt của Tần Nhược Hy lại càng trắng bệch. Hai người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại sẽ là như vậy nhất là tần nhược hy, đối với thân thủ của Diệp Oản Oản, trước đây nàng đã từng chứng kiến, thực lực rõ ràng dưới nàng, làm sao trong thời gian ngắn lại tiến bộ lớn như vậy. Hay là, à ta một mực đều ẩn giấu thực lực. Hôm nay nàng bài bố xong hết thảy, tất cả đều thành công dã tràng. Sau khi Yamamoto yêu rời đi, Diệp Oản Oản cũng đi xuống dưới đài. Vừa mới đi xuống, năm tên hộ vệ tư gia lập tức nghênh đón, cung kính đi theo hai bên nàng. Diệp Oản Oản mới vừa đi xuống, Mục Tùy Phong lập tức tiến lên một bước, ngữ khí có chút gấp gấp, truy hỏi, Diệp Tiểu Thư, xin mạo muội hỏi một câu, không biết cô xuất thân từ môn phái nào. Diệp Oản Oản nghe vậy thành thật trả lời, cũng không có môn phái nào cả, đều là tự mình luyện tập mà thôi. Không có môn phái sao? Mục Tùy Phong nghe vậy, vẻ hồ nghi trong con người còn sâu hơn, vậy. Sư phụ của cô là vị nào? Diệp Oản Oản cũng không có sư phụ. Mục Tùy Phong nghe xong, vốn còn muốn hỏi nhiều, nhưng lúc này tai vách mạch rừng, liền kiềm lại những thắc mắc ở trong đáy lòng, mở miệng thở dài nói, Diệp Tiểu Thư đúng là tự học thành tài, xem ra trên con đường võ đạo, cực kỳ có mộ tính. Một bên, mặc dù sắc mặt tôn lạp trọng có chút khó chịu, cũng chỉ có thể phụ hỏa theo, Diệp Tiểu Thư quả thật thân thủ bất phàm. Trong lúc này, Tôn Tuyết Trinh đột nhiên từ trong đám người nhanh chân đi tới, trực tiếp nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng, Diệp Tiểu Thư, nếu ngươi biết võ mới vừa rồi cố ý bỏ cuộc là có ý gì chẳng lẽ là xem thường tôn ra sao diệp oản oản hơi nhíu mày đại hội võ thuật lần này có quy định nói không thể bỏ cuộc bỏ cuộc chính là xem thường đối thủ à ngươi tôn tuyết trinh mới vừa rồi một mực dùng quy định nói chuyện bây giờ bị bắt bẻ ngược lại đến nghẹn họng cố nén tức giận mở miệng nói khá lắm chuyện vừa rồi tạm thời không đề cập tới hiện tại xin ngươi quang minh chính đại cùng ta đánh một lần không tự mình giao thủ cùng nữ nhân này, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin mình lại không bằng cái bình hoa này. Tần Nhược Hy vội vàng đi tới, ở một bên khuyên can, Tuyết Trinh, cô đừng manh động. Tôn Tuyết Trinh thần sắc kiên quyết, Nhược Hy, cô đừng khuyên tôi, trận đấu hôm nay đã xác định. Tôn Tuyết Trinh nói xong, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, thế nào? Không dám à, chẳng lẽ là bởi vì tự học ba cái võ mèo cào, ăn may thắng được tên kia một lần mà tưởng là mình ngon à? Tôn Lạp Trọng hơi nhíu mày, vốn muốn ngăn con gái lại, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Tần Nhược Hy cũng theo bản năng mà nhìn về phía Diệp Oản Oản, cũng như Tôn Lạp Trọng, bà ta vẫn ôm một tia hy vọng may mắn. Quả thật thân thủ của Diệp Oản Oản, thực sự làm cho người khác không thể tin nổi. Diệp Oản Oản ngước mắt nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh một cái, bọn họ chỉ tới đây tham gia đại hội võ thuật mà thôi. Hiện tại, đại hội võ thuật cũng đã kết thúc, nàng cũng không có nghĩa vụ phải theo Tôn Tuyết Trinh tỷ đấu. Bất quá, cái con mẹ Tôn Tuyết Trinh này cứ khiêu khích mãi không thôi. Tỷ thí sao? Cũng được thôi, Diệp Oản oản khẽ mở miệng cười. A, à, loại chuyện đánh nhau này, nói chung cũng đều đã phá lệ, một lần hay hai lần thì cũng có gì khác nhau đâu. Chương 1052, không phải là ngươi muốn ta chỉ điểm cho hay sao? Đáy mắt Tôn Tuyết Trinh lóe lên hàn mang, lập tức phi thân nhảy lên một cái, xoay mình lên đài. Diệp Oản oản chậm rãi lững thững bước lên đài thi đấu. Dưới đài, ánh mắt của tất cả các khán giả đều tập trung ở trên người hai cô gái. Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng, "Diệp tiểu thư, thật xin lỗi, ta quả thật là không tin, người thật sự cường đại như mọi người vừa thấy vậy. Ta nghi ngờ, chuyện này là một âm mưu." Nàng chính là thiên kiêu chi nữ, Tôn gia đại tiểu thư, sinh ra ở võ học thế gia, được huấn luyện những chiêu thức cùng võ kỹ từ nhỏ mà người thường không thể chịu nổi kể cả tần nhược khi thiên phú hơn người cũng mới thua ở trong tay nàng hà nha nàng làm sao có thể chịu đựng được một con ả yểu điệu yếu ớt như thế này đoạt đi danh tiếng của mình thậm chí tôn tuyết trinh quả thật còn hoài nghi diệp oản oản căn bản chính là thông đồng cùng yamamoto Yêu. ngầm thu mua yamamoto Yêu từ trước sau đó để cho yamamoto Yêu tới quấy rối cuối cùng để diệp oản oản đánh bại yamamoto Yêu, đem lại danh tiếng cho tư gia với năng lực của tư gia tuyệt đối có thể thua mua Yamamoto yêu, cũng rất có khả năng này. Haha, ha, mình thật là thông minh quá đi mà, có thể sớm đoán ra được, cùng lột mặt nạ của ả ta nào. Thời khắc này Tôn Tuyết Trinh đã hoàn toàn tin tưởng vào quan điểm của mình, nàng muốn đích lột lớp mặt nạ dối trá của ả tiện nhân này, để cho mọi người thấy rõ ràng, nữ nhân này, căn bản chính là một phế vật. Xin chỉ giáo, Tôn Tuyết Trinh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra vẻ khinh thường và chán ghét còn không đợi diệp oản oản đáp lời tôn tuyết trinh trong nháy mắt bước tới trước một bước cả người đã tiến sát về phía diệp oản oản cổ tay xoay một cái đánh thẳng vào người nàng nhưng diệp oản oản giờ phút này vẫn đứng yên tại chỗ thân sắc lãnh đạm thở ơ chẳng thèm động đây lấy một cái vù, vù, vù. bàn tay phải của tôn tuyết trinh đánh xuống một đạo âm thanh phá không truyền ra nhưng chỉ trong chớp mắt diệp oản oản đứng chắp tay thân hình chẳng qua chỉ hơi nghiêng sang bên trái một chút Bạc, một tiếng, một trưởng của Tôn Tuyết Trinh đánh hụt. Không có khả năng, Tôn Tuyết Trinh sắc mặt đại biến, vẫn không cách nào tin được, không ngừng phát động thế công về phía Diệp Oản Oản, quyền trưởng bắn về phía Diệp Oản Oản như mưa rơi. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối chưa từng di chuyển chút nào, chẳng qua chỉ khẽ động phần eo, bất ngờ nghiêng về bên trái rồi lại bên phải. Có cảm giác vô cùng hời hợt, ấy vậy mà đã tránh được toàn bộ những đòn tấn công của người thông minh kia tốc độ quá chậm, lực đạo quá yếu. Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, nhìn Tôn Tuyết Trinh, khẽ mở miệng nói. Nghe lời này của Diệp Oản Oản, thần sắc mọi người tại đây đều vô cùng ngạc nhiên. Vừa tránh né, lại còn có thể nhận xét đối thủ nhẹ nhàng như vậy sao? Người tìm chết, Tôn Tuyết Trinh sắc mặt âm trầm, chiêu thức càng thêm mãnh liệt. Một trường này tốc độ mặc dù không tệ, nhưng lực đạo vẫn còn quá kém. Trong lúc Diệp Oản Oản nhẹ nhàng di chuyển thân hình, vẫn thờ ơ mở miệng nói. Một quyền này của ngươi sơ hở quá nhiều. Một cước này góc độ không đúng. Vào giờ phút này, mọi người ở đây đều há hốc mồm. Bốp! Mà khi một trưởng cuối cùng của Tôn Tuyết Trinh rơi xuống, Diệp Oản Oản chỉ khẽ nâng cánh tay phải lên, dùng một tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải đang chém xuống của Tôn Tuyết Trinh. Một quyền này, ngay cả tránh ta cũng chẳng có hứng. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tôn Tuyết Trinh nói. Ngươi nói cái gì? Tôn Tuyết Trinh giận tím mặt. Người không phải là muốn ta chỉ điểm cho hay sao? Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng, chợt buông Tôn Tuyết Trinh ra. Còn không đợi Tôn Tuyết Trinh tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản lại làm động tác giống như Tôn Tuyết Trinh. Cổ tay xoay chuyển, tung trưởng đánh về phía cô ta. Mọi người chỉ thấy, một đòn này của Diệp Oản Oản, đường lối tựa hồ giống y như đúc so với đòn của Tôn Tuyết Trinh, nhưng về tốc độ, lực đạo hay là góc độ đều vô cùng hoàn mỹ. Um mọi người vẫn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, đã thấy thân thể tôn tuyết trinh như diều đứt dây, bị một trưởng của Diệp Oản Oản đánh trúng bụng, rơi cái bạch xuống lôi đài. Này thì thông minh này! chương 1053, quả thật chính là hoa ăn thịt người. Trong nháy mắt khi tôn tuyết trinh té xuống lôi đài, toàn trường xôn xao. Ta phi, đây cũng quá biến con miệng nó thái rồi. Nữ nhân này, không chỉ có thể nhìn thấu sơ hở của người khác, lại còn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế sao chép chiêu số của đối phương. Chiêu số vừa rồi chính là đòn sát thủ lợi hại của tiểu thư nhà chúng ta cơ mà. Thấy Tôn Tuyết Trinh không chỉ không thể thắng, còn ngược lại để cho Diệp Oản Oản lần nữa hiển lộ tài năng, khuôn mặt luôn bình tĩnh lãnh đạm của Tần Nhược Hy cuối cùng cũng từng chút một bề tan tành, sắc mặt hoàn toàn đen sạm lại. Vốn là nàng không coi Diệp Oản Oản ra gì, nhưng bây giờ, sự tình lại một lần nữa thoát khỏi kế hoạch và sự khống chế của nàng. Tuyết Trinh, cô không sao chứ? Tần Nhược khi tiết chế cảm xúc của mình, vội vàng đi tới đỡ Tôn Tuyết Trinh dậy. Đáng chết, sao lại như thế? Tôn Tuyết Trinh đấm mạnh một cái xuống mặt đất. Úi, đấm mạnh quá, tay đau. Nàng làm sao cũng không cách nào tin tưởng được, mình lại thua trong tay một cái bình hoa, còn bị đối phương dùng chiêu thức của chính mình đánh bại. Không có thất bại nào sỉ nhục hơn thất bại kiểu này. Cách đó không xa, seny lộ ra thần sắc ngưỡng mộ, không nhịn được suýt xoa, nguyên lai, like, đây chính là thực lực võ học chân chính của Hoa Quốc. Lần này tới Hoa Quốc, quả thật không ổn chút nào. So với những chiêu thức màu mè hoa lá hẹ của Tôn Tuyết Trinh, chiêu thức của Diệp Oản Oản lại vô cùng đơn giản mà thô bạo, điều khiển tốc độ và lực đạo tốt vô cùng, nhất là trong gang tất lại có thể phát kinh, mạnh vô cùng. Sau khi Tôn Tuyết Trinh lên đài, giờ phút này tất cả mọi người dưới đài đề đã không còn chút nghi ngờ nào về thực lực của Diệp Oản Oản tư gia nguyên bản chính là kinh thương thế gia, chỉ chuyên về buôn bán. Đại hội võ thuật ngày hôm nay, tư gia chẳng qua chỉ là vì muốn chiều lòng mục tiên sinh, mới phái ra năm người tới góp vui, đương nhiên cũng không thèm để ý đến thắng thua. Ngược lại là bọn họ, mang theo thành kiến với một cô gái, làm khó, mỉa mai, khinh bỉ từ đầu đến cuối. Đúng là chẳng có phong phạm của đại gia tộc mà. Càng làm bọn họ lúng túng chính là, nhiều người như vậy, bị người ta tìm tới cửa quấy rối, Vậy mà đường đường là võ học thế gia, đều không bằng mấy món võ mèo cào tự học của một cô gái. Diệp Oản Oản thần sắc thản nhiên, hướng về phía Tôn Tuyết Trinh vừa rớt xuống đài nhìn một cái, ta quả thật là chẳng đi theo con đường chính thống nào, bất quá, đối với ta mà nói, loại chuyện đánh nhau này, có thể thắng là được. Mục Kỳ Phong nghe vậy, đáy mắt có ánh sáng nhà thoáng qua, thần sắc có chút kích động mở miệng phụ họa theo, không sai. Vô hình vô thức, chính là đạo lý đơn giản nhất lý giải của diệp tiểu thư đối với võ học quả thực là hơn người diệp oản oản À, nàng chỉ tùy tiện chém gió một chút mà thôi làm sao ông ta lại góp gió thành thành bão như vậy chứ tuyết trinh trở lại đi thực lực của diệp tiểu thư không thể nghi ngờ tôn lạp trọng trầm giọng nói với con gái ngay sau đó đi tới trước mặt diệp oản oản diệp tiểu thư tiểu nữ có chỗ đắc tội xin hãy thông cảm vô luận như thế nào là một người tập võ đối với cao thủ chân chính vẫn đáng được tôn kính. Tôn tiên sinh khách khí rồi, nếu như không có chuyện gì, như vậy đi, tôi liền cáo từ trước. Diệp Oản Oản nói xong, lại cùng Mục Tùy Phong nói lời từ biệt, Mục tiên sinh, cáo từ. Châu Ngân, nhanh, mau đi tiến khách, Tôn Lạp Trọng trực tiếp đem đệ tử đắc ý nhất của mình gọi tới. Vâng, Châu Ngân tự mình tiến lên, khách khí dẫn Diệp Oản Oản và đám lâu la đi theo cửa lớn ra ngoài. Không giống với sự bực bội khi mới đến, giờ phút này năm tên hộ vệ tư gia đã hoàn toàn hãnh diệt, ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản tràn đầy vẻ sùng bái. Hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Tiểu Thư lại sẽ mạnh như vậy. Lúc này, sau lưng Diệp Oản Oản, một người trong đó nhỏ giọng thầm thì, sở thích của cửu gia, quả nhiên không phải là những người phàm tục như chúng ta có thể lý giải. Ho khan, làm sao đột nhiên có chút đau lòng cho gia chủ nhà chúng ta. Chuyện này gia chủ, chịu đựng được sao? Đóa hoa đẹp yêu kiều trước mặt này, quả thật là chính là hoa ăn thịt người đó nha. chương 1054, thật có loại địa phương này sao? Diệp tiểu thư, xin dừng bước. Nơi cửa, Mục Tùy Phong đột nhiên gọi ngược Diệp Oản Oản lại. Diệp Oản Oản dừng chân lại, Mục Tiên Sinh. Mục Tùy Phong do dự một chút, mở miệng hỏi thăm, Diệp Tiểu Thư, mạo muội hỏi thêm một câu, cô có biết? Võ đạo liên minh không? Khuôn mặt Diệp Oản Oản lộ ra vẻ nghi ngờ, võ đạo liên minh thật giống như chưa từng nghe nói qua. Mục Tùy Phong liếc nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản, thấy thần sắc của nàng không giống như là đang nói dối, vì vậy mở miệng nói, mới vừa rồi tôi thấy Diệp Tiểu Thư thân thủ bất phàm, lại có lý giải rất đặc biệt đối với võ đạo, còn tưởng rằng cô là người trong võ đạo liên minh. Võ đạo liên minh là một dạng tổ chức tương tự như hiệp hội võ thuật sao? Diệp Oản Oản tò mò hỏi. Mục Tùy Phong nghe vậy, lộ ra thần sắc hoài niệm, Võ đạo liên minh và hiệp hội võ thuật cũng không thể so sánh với nhau, Diệp tiểu thư, cô từng nghe qua Độc Lập Châu chưa? Độc Lập Châu? Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, chưa từng. Mục Tùy Phong đề cập tới những thứ này, tất cả nàng đều chưa từng nghe qua. Chẳng qua là, sau khi nghe được mấy từ như Võ đạo liên minh, Độc Lập Châu, trong lòng không hiểu vì sao lại có cảm giác rất kỳ quái. Độc Lập Châu là địa phương nào? Diệp Oản Oản tò mò mở miệng hỏi thăm. Mục Tùy Phong nhìn vào hư không xa xa, lộ ra thần sắc khát khao, chậm rãi mở miệng nói, mấy trăm năm trước, tại thời kỳ đỉnh cao của văn minh võ đạo Hoa Quốc, lúc ấy có câu nói, nghèo học văn, giàu học võ. Khi đó, cơ hồ tất cả hào phú quý tộc đều rất thượng võ, hứng thú ra trận lập công. Rất nhiều thế gia đại tộc đều cất kỹ trong nhà không ít kỹ xảo võ học vô cùng sát phạt. Bất quá, theo lịch sử biến đổi, các thế gia đại tộc dần dần cách xa binh sự, những thứ võ học sát phạt chân chính của Hoa Quốc cũng dần dần bị thất truyền đi. Những bí quyết võ học tương tự như tôn gia của tôn lạp trọng còn sót lại, đều là phiên bản đơn giản hóa từ trăm năm trước truyền lại mà thôi. Mục Tùy Phong dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói, nhưng hiện giờ có một chỗ, vẫn như cũng có rất nhiều gia tộc lánh đời cùng cao thủ võ đạo chân chính còn tồn tại. Diệp Oản Hoàn liền vội vàng hỏi, chính là độc lập châu mà Mục Tiên Sinh ngài mới vừa nói tới sao? mục tùy phong gật đầu một cái mở miệng nói không sai độc lập châu ở thành phố nào tại sao cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng nghe nói qua diệp oản oản mơ hồ hỏi mục tùy phong trả lời độc lập châu tiếp giáp với châu tefla nằm ở bắc âu nó không phải là một thành phố mà là rất nhiều thành phố tạo thành một châu lớn nó không phải là một phần của bất kỳ một nước nào trong năm nước bắc âu cũng không thuộc về bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào trên thế giới mà là một khu vực tồn tại độc lập, cho nên mới được gọi là độc lập châu. Trước thời kỳ Trung Cổ, độc lập châu chỉ là một khu vực hoang phế, mãi tới sau này một vị cao thủ võ đạo Hoa Quốc đem theo bí kíp võ công đỉnh cấp truyền thừa, hơn nữa còn phát huy, thế lực độc lập châu mới càng ngày càng vững mạnh. Mặc dù độc lập châu hiện tại cũng đã xuống dốc không ít, nhưng sau lưng các gia tộc lánh đời vẫn như cũ nắm giữ thế lực vô cùng to lớn. Mục Tùy Phong tiếp tục mở miệng, độc lập châu cực kỳ sùng bái đối với võ đạo, Mặc dù nằm ở Bắc Âu, nhưng nơi đó mới là địa phương phồn thịnh nhất của văn minh võ đạo Hoa Quốc, tụ tập rất nhiều cao thủ đến từ các nơi trên thế giới. Những người tương tự như Lang Vương Seny, Tôn Lập Trọng đến Độc Lập Châu có thể gặp đầy đường. Diệp Oản Oản nghe vậy mặt đầy vẻ ngạc nhiên, thần sắc đầy hưng phấn mở miệng nói, thật có loại địa phương như vậy sao? Thấy Diệp Oản Oản cảm thấy hứng thú như vậy, Mục Tùy Phong cười cười nói, đúng là có tồn tại, chỉ bất quá có rất ít người biết được mà thôi trụ sở chính của võ đạo liên minh, cũng ở tại Độc Lập Châu. chương 1055, quả thực quá mạnh mẽ. Cho nên, võ đạo liên minh cũng tương đương với Hiệp hội Võ thuật bản cao cấp, tụ tập những cao thủ lánh đời cao cấp nhất. Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Mục Tùy Phong cười nói, cô hiểu như vậy cũng không hề sai. Mục Tiên Sinh, ngài là người trong võ đạo liên minh sao? Diệp Oản Oản theo bản năng mở miệng hỏi. Nếu không Mục Tùy Phong làm sao lại có thể biết rõ được những thứ mà người thường không thể nào biết được như vậy? Mục Tùy Phong than nhẹ một tiếng, nói, "Võ đạo Liên Minh đều có chi nhánh tại các nơi trên thế giới. Nhiều năm trước, tôi từng nhậm chức ở một chi nhánh của Võ đạo Liên Minh tại một thành phố cảng. Sau đó chi nhánh tan rã, tôi cũng rời đi." Thì ra là như vậy, Diệp Oản Oản thấy thần sắc Mục Tùy Phong tựa hồ có hơi đau thương, không khỏi nhịn được hỏi thăm, "Vì sao lại tan rã?" là đã xảy ra chuyện gì sao mục tùy phong trầm ngâm nói chuyện này sự tình khi đó phát sinh rất đột ngột trụ sở chính không có tin tức gì truyền ra tôi chẳng qua chỉ là người quản lý chi nhánh cho nên đối với tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ lắm sau khi rời đi tôi liền bắt đầu chuyển sang kinh doanh buôn bán diệp oản oản lắc đầu thì ra là vậy mục tùy phong từ trong hồi ức khôi phục lại tinh thần áy náy mở miệng xin lỗi xin lỗi diệp tiểu thư không cẩn thận lại làm tốn nhiều thời gian của cô đến như vậy. Diệp Oản Oản cười nói, không ngờ nha, tôi đối với những thứ này cảm thấy rất hứng thú. Tôi đến giờ vẫn chưa biết là có những chỗ như vậy. Ôi một chỗ mà cao thủ đi đầy đất, thật là chỉ nghĩ đến thôi mà cũng đã rất hưng phấn rồi. Mục Tùy Phong nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản một hồi lâu, thấy dáng vẻ của thiếu nữ có vẻ thật sự là thiên chân vô tà, cuối cùng cũng đành bỏ đi ý tưởng trong đầu. Mục Tùy Phong, Diệp Tiểu Thư nếu như cảm thấy hứng thú, lần sau có thời gian có thể đi ăn chung bữa cơm, từ từ trò chuyện. Có gì muốn biết, tôi đều có thể giúp cô giải đáp. Diệp Oản Oản, được, đa tạ Mục Tiên sinh trước. Mục Tùy Phong, Diệp Tiểu Thư khách khí. Sau khi cùng Mục Tùy Phong tạm biệt, Diệp Oản Oản dẫn theo năm tên hộ vệ đi về Hồng Hoa Tiểu Lâu. Bởi vì tư dạ hàn vào lúc này vẫn còn chưa quay trở về, cho nên Diệp Oản Oản đi trước lên lầu tìm đường đường dưới lầu năm tên hộ vệ cũng đang chờ tư giả hàn và hứa dịch quay trở về để báo cáo sau khi diệp oản oản rời đi năm người tụm lại hưng phấn không thôi mà bàn tán thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình rong diệp tiểu thư quả thực quá mạnh mẽ một cô gái lại có thể lợi hại như vậy đột nhiên cảm thấy chính mình là củi mục mà hích hích trước đây thật ra tôi từng nghe mấy người ám vệ nhắc qua diệp tiểu thư nói diệp tiểu thư dạy cho thập nhất đội trưởng cùng phong tổng đội trưởng là sư phụ của bọn họ. Khi đó tôi căn bản cũng không hề tin, cảm thấy chính là bọn họ chém gió. Ngờ đâu lại là sự thật. Các ngươi nói xem, Diệp tiểu thư so với Tần tiểu thư, người nào lợi hại hơn? Năm người đang nói đầy hưng phấn, cho nên không hề phát hiện ra Tư Giả Hàn cùng Hứa Dịch ở sau lưng, không biết đã trở về từ lúc nào. Hứa Dịch nghe đoạn đối thoại của mấy người này, cảm thấy có gì đó sai sai. Những hộ vệ này nói, Diệp tiểu thư quả thực quá mạnh mẽ, là có ý gì? Oản Oản tiểu thư sẽ không phải là đã động thủ đấy chứ? Hắn có nhớ là ông chủ không cho phép Oản Oản tiểu thư động thủ đánh nhau à nha. Hứa Dịch còn không kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe được một trong những tên hộ vệ kích động mở miệng, "Ta phi. Cái này còn cần phải nói sao? Ngay cả tên rác rưởi Yamamoto yêu cũng bị Diệp tiểu thư của chúng ta máu ngược." Hứa Dịch biến sắc, thời điểm muốn ngăn cản, đã không còn kịp nữa rồi. Một tên hộ vệ khác lại bồi thêm cho một câu, còn có con mẹ tôn tuyết trinh đó, lại còn dám khiêu khích Diệp Tiểu Thư chúng ta, kết quả cũng bị Diệp Tiểu Thư chúng ta dạy cho cách làm người. Tư giả hàn chương 1056, thức ăn cho cho đến như bất ngờ. Hứa dịch, hắn sớm nên biết, cái loại trường hợp này, muốn oản oản Tiểu Thư không động thủ, làm sao có thể được hứa dịch đang muốn lên tiếng ngăn năm tên hộ vệ tiếp tục nói một bên tư giả hàn lại giơ tay lên ngăn cản hắn hứa dịch chỉ có thể yên lặng lui sang một bên hai người núp ở phía sau một bụi hoa hồng cho nên năm tên hộ vệ không hề chú ý tới bọn họ chút nào chỉ nghe được năm tên hộ vệ kia vẫn còn đang kích động bàn luận bất quá nhắc tới hình như có hơi kỳ quái nha kỳ quái chỗ nào không kỳ quái sao ngay từ đầu Diệp Tiểu thư căn bản cũng không có hứng thú ra tay đấy. Thời điểm lần đầu tiên, những người đó ép đại biểu phải lên đài, Diệp Tiểu thư cũng cự tuyệt, lần thứ hai, những người đó lần nữa yêu cầu Diệp Tiểu thư lên đài cùng tỷ thí, Diệp Tiểu thư vì tuân thủ quy tắc cho nên mới lên đài, nhưng cuối cùng căn bản cũng có đánh đâu. Sau khi lên đài trực tiếp bỏ cuộc. Đúng như vậy, không sai, một hộ vệ khác gật đầu phụ họa, coi như là sau đó đại hội võ thuật kết thúc cái tên Yamamoto yêu đó đến gây rối, Diệp tiểu thư cũng không định ra tay, chuẩn bị trực tiếp dẫn chúng ta rời đi rồi. Bất quá cũng là khó trách hà nha, cái loại rác rưởi này căn bản là không cùng một đẳng cấp với Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư khinh thường ra tay cũng là tất nhiên, huống chi khi đó đại hội võ thuật đã kết thúc, đó là chuyện riêng của tôn gia bọn họ, Diệp tiểu thư cũng không cần thiết phải ra tay. Vậy Diệp tiểu thư tại sao lại đột nhiên xuất thủ? Một hộ vệ khác hỏi nghe đến đây hứa dịch đã đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra xem ra oản oản tiểu thư ngay từ đầu đúng là không có ý định động thủ tư giả hàn thần sắc không thay đổi vẫn như cũ đứng ở phía sau không xa nghe năm tên hộ vệ kia đối thoại một tên hộ vệ trong đó mở miệng diệp tiểu thư sở dĩ ra tay là bởi vì cái tên yamamoto yêu đó dám khiêu khích nhục mạ hộ vệ cầm đầu nhớ lại một cái mở miệng nói Thật ra thì có thể cảm giác được Diệp Tiểu Thư thực sự là không hề nguyện ý động thủ, cho dù bị đối phương mắng là rác rưởi, nói muốn đánh chết nàng, sắc mặt của nàng đều chưa từng thay đổi. Mãi đến, nói tới chỗ này, bốn người khác cũng đều đã nhớ ra, đồng loạt mở miệng nói, mãi đến lúc tên Yamamoto yêu đó nói ra câu nói kia, nói cái gì mà nàng là tình nhân của ma bệnh. Không sai không sai, các cậu vừa nhắc, tôi cũng đã nhớ ra, khi đó tôi ở rất gần Diệp Tiểu Thư biểu tình của diệp tiểu thư thay đổi chính là sau khi nghe được câu này sắc mặt dọa người kia tôi nhìn mà cũng nổi da gà thích bất quá cũng khó trách được nữ nhân mà khẳng định là rất quan tâm tới vấn đề này á nói nàng là tình nhân của người ta cũng thật là mất hứng diệp tiểu thư cũng thật là nhẫn nại thích thế nào tôi nói có đúng không trọng điểm chính là chỗ này trước đó có vô số kẻ nhục mạ không thấy diệp tiểu thư cũng không thèm quan tâm sao một mực đều rất bình tĩnh, vậy mà nghe được Yamamoto yêu chửi xong liền bùng cháy ngay. Mấy tên hộ vệ đang trò chuyện, Diệp oản oản từ trên lầu đi xuống. Diệp tiểu thư, năm người lập tức cung kính chào hỏi. Thấy năm người vẫn còn ở đó, Diệp oản oản thuận miệng hỏi, gia chủ các người còn chưa trở lại sao? Đúng vậy, một người trong đó trả lời, sau đó, thử thăm dò mở miệng hỏi một câu, chuyện đó. Diệp tiểu thư, có thể hỏi cô một chuyện không? diệp oản oản vấn đề gì hỏi đi hộ vệ cầm đầu mở miệng nói đại hội võ thuật lần này nguyên bản từ đầu tới cuối cô dường như đều không định ra tay cuối cùng tại sao lại đột nhiên động thủ hơn nữa còn đem yamamoto yêu đánh cho thảm như vậy là bởi vì yamamoto yêu làm nhục cô làm nhục võ học hoa quốc chúng ta hay sao một tiểu hộ vệ trong đám ánh mắt lấp lánh ánh sao diệp oản oản nháy mắt một cái mở miệng nói như đúng rồi nói nhảm tôi đánh hắn đấy, ai bảo hắn dám mắng A à cửu nhà tôi là ma bệnh. Năm tên hộ vệ đứng đơ tại chỗ. chương 1057, phương thức ngược cầu đa dạng phong phú. Đừng nói là năm người kia, ngay cả tư giả hàn đứng sau lưng cách đó không xa cũng lộ ra thần sắc sợ sệt, tựa hồ là hoàn toàn không ngờ tới sẽ nghe được câu trả lời như vậy. Hứa dịch vuốt vuốt cái chán, khóc không ra nước mắt. Quả nhiên tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để suy đoán ý tưởng của Oản Oản tiểu thư. Bên kia, nghe được câu trả lời của Diệp Oản Oản, năm tên hộ vệ mặt đầy mộng bức. Bọn họ nghĩ đến vô số loại nguyên nhân, cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ là vì lý do này. Khó trách, khó trách mãi đến khi Yamamoto yêu nói ra câu nói kia, nàng mới ra tay. Lại có thể chỉ là bởi vì Yamamoto yêu nói chủ nhân nhà bọn họ là là ma bệnh. Đây là bao che chính là vô cùng bao che. Thấy năm người mặt đầy mộng bức, Diệp Oản Oản nhíu mày thế nào? Không có, không có việc gì, năm người bọn họ nghẹn lời, lắc đầu liên tục. Diệp Oản Oản, vậy còn có vấn đề gì không? Hộ vệ cầm đầu trần chờ mở miệng, vậy trước đó cô không ra tay là bởi vì... Diệp Oản Oản than thở, một phần là không có hứng thú đánh, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì... Gia chủ các người quyết không cho tôi đánh nhau. Năm tên bọn hộ vệ, Thật là vạn vạn không ngờ tới. Vậy nên, nãy giờ bọn họ đều đã nghĩ sai rồi hay sao? Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản liền nhức đầu không thôi, bi ai than, nhưng mà, cuối cùng vẫn là phá giới rồi. Làm bậy rồi, không nói với các người nữa, tôi phải đi mua sầu riêng đây. Không biết hai trái có đủ hay không? Năm người. Bọn họ chẳng qua chỉ tùy tiện hỏi hai câu hỏi mà thôi, tại sao lại cảm giác miệng bị nhét đầy thức ăn cho chó? cho dù là đã sớm gắng giữ bình tĩnh, trong lòng hứa dịch lần này cũng tràn đầy bi thảm. Từ sau khi oản oản tiểu thư đột nhiên bắt đầu đổi tính, thật sự là phương thức ngược cẩu vô cùng đa dạng phong phú mà. Diệp oản oản đi vòng quanh phòng bếp tìm một vòng, nhưng bất quá không tìm ra. Chủ nhân, ngài tìm cái gì vậy? Hải địch vội vã đi tới hỏi. Có sầu riêng không? Diệp oản oản hỏi. Hải địch hít, chủ nhân ngài muốn ăn sầu riêng sao? tôi lập tức đi mua ngay được mua hai trái đi đừng mua loại nào quá cứng nha quá cứng quỳ sẽ đau vâng tôi lập tức đi ngay hải địch vội vàng đi ra ngoài mua rồi diệp oản oản đóng tủ lạnh lại vừa than thở vừa sầu bi ôi lần này phải vuốt lông kiểu nào đây thích chỉ sợ quỳ sầu riêng cũng chưa đủ cứu mạng người ta đánh tận hai trận à nha diệp oản oản đang vắt hết óc suy nghĩ xoay người một cái Vội vàng không kịp chuẩn bị đã thấy được Tư giả Hàn đứng ở cửa phòng bếp. Cũng không biết là anh trở về lúc nào, giờ phút này đang mặc Âu phục vô cùng lịch sự, cấm dục mà cao lãnh, giống như băng xương trên đỉnh núi tuyết. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, hít a à cửu, anh đã về rồi. Ừm, um, Tư giả Hàn gật đầu, hướng về phía nàng đi tới. Diệp Oản Oản gãi đầu một cái, vội vã mở miệng nói, chuyện là thế này, sự tình đại hội võ thuật hôm nay anh đã nghe bọn họ nói qua chưa? em nhất định phải giải thích với anh một chút, sự tình không phải là như anh nghĩ đâu. Lần đầu tiên em đánh nhau là bởi vì tên kia khiêu khích em, em bị ép phải đánh, em là bất đắc dĩ, em bị oan, hu hu. Lần thứ hai, lần thứ hai tuyệt đối không phải là đánh nhau, là tôn tuyết trinh cầu xin em chỉ điểm cho nàng ta một chút. Đúng vậy, là chỉ điểm, tuyệt đối không phải là đánh nhau. Tư giả dạ hàn từng bước từng bước đi tới trước người nàng, đưa một tay ra, vòng qua eo nàng diệp oản oản theo bản năng lùi về phía sau một chút tựa vào trên tủ lạnh em còn muốn giải thích thêm với anh tư giả hàn chờ một lát hãng nói diệp oản oản hả nam nhân đưa một tay khác trống vào tủ lạnh trong nháy mắt cúi người đột một hôn lên đôi môi mềm mại của thiếu nữ a à, diệp oản oản nhất thời trợn to hai mắt mặt đầy mộng bức ủa sao diễn biến của câu chuyện lại sai quá sai như vậy nàng vi phạm quy tắc vi phạm lời hứa không phải là nên bị trừng phạt mới đúng chứ hả? Làm sao lại thật giống như được? Khen thưởng. chương 1058, nếu như đây là trừng phạt. Đột nhiên lại ôn nhu như thế. Quả thực có chút thụ sủng nhược kinh nha. Diệp oản oản, bị, hôn, mặt đầy mê mang, hích làm sao vậy, em? Em đánh nhau. Tư giả dạ hàn đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, ừm. Diệp oản oản càng thêm mộng bức rồi, hơn nữa còn đánh hai lần chẳng lẽ đây là trừng phạt sao? ặc à, nếu như là đổi lại là trước đây, nàng chán ghét và bài xích bị tư giả hàn đụng chạm như vậy, đây đúng là trừng phạt, không sai. Nhưng còn bây giờ, Diệp Oản Oản trừng mắt nhìn, ngẩng đầu liếc tư giả hàn một cái, sau đó lầu bầu mở miệng nói, nếu như đây là trừng phạt. Vậy em hận không được mỗi ngày đi ra ngoài đánh nhau 180 lần à nha. Tư giả hàn thần sắc mơ hồ không biết nói gì, không cho nói bậy. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, rõ ràng là nói thật đấy nhé. Em không phải là đã giải thích, lần đầu tiên là do bất đắc dĩ, lần thứ hai là chỉ điểm sao. Tư giả hàn mở miệng. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, đúng. tuyệt đối không phải là do em muốn đánh. Tư giả hàn, lần sau không được phá lệ. Lần này lại có thể dễ nói chuyện như vậy sao? Diệp Oản Oản mặt đầy ngạc nhiên, bất quá cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. May mắn thật nha, vẫn may là không phải quỳ sầu riêng. A à đúng rồi, đúng rồi, A à cửu, anh biết Phó đạo Liên Minh, còn có Độc Lập Châu không? Diệp Oản oản có chút hưng phấn mở miệng hỏi. Trong nháy mắt khi nghe tới những thứ này, con người của tư giả Hàn nhất thời giống như hàn băng nổ tung. Bất quá, chẳng qua chỉ thoáng qua rồi biến mất, liền khôi phục lại như thường, nhìn chăm chú cô bé trước mắt, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, chưa từng nghe nói qua, làm sao lại đột nhiên hỏi cái này? Diệp Oản Oản trả lời, hôm nay thời điểm cùng mục tiên sinh nói chuyện trên trời dưới đất có nhắc tới. Ông ta nói thân thủ em rất tốt, cho rằng em là người trong võ đạo liên minh, còn nói võ đạo liên minh có trụ sở chính ở Độc Lập Châu, là trung tâm văn hóa của võ thuật Hoa Quốc, cao thủ ở khắp nơi. Tư giả Hàn, thật sao? Đúng vậy, nhưng mà, em tra ở trên mạng cả nửa ngày đều không tìm ra địa phương như vậy. Nếu như không phải là mục tiên sinh nói trước đây ông ta từng nhậm chức tại liên minh võ đạo, em còn nghĩ là ông ta đang kể chuyện cổ tích đấy. Mục Tùy Phong từng nhậm chức tại Liên Minh võ đạo, ông ta nói là như vậy. Diệp hoàn hoàn phát hiện ra thần sắc tư giả hàn tựa hồ có hơi không đúng, mà cánh tay hắn dường như càng siết chặt lại, hơi hơi làm đau nàng. Nàng theo bản năng nhíu mày lại một cái. A cửu, sao vậy? Không có việc gì. Khí lực trên tay tư giả hàn trong nháy mắt buông ra, khẽ nhẹ vuốt ve mái tóc của thiếu nữ, ôm nàng vào trong ngực diệp oản oản cũng không chú ý quá nhiều tiếp tục hưng phấn nghĩ linh tinh thật sự muốn đi cái châu gì gì đó chơi đùa chỉ là không biết rốt cuộc nó ở đâu xích đu làm xong rồi em muốn đến xem không tư giả hàn đột nhiên hỏi diệp oản oản nhất thời bị rời đi sự chú ý a à, có thật không quá tốt rồi em đi gọi đường đường ngay tư giả hàn đi thôi diệp oản oản nhất thời hưng phấn chạy xa tư giả hàn nhìn bóng lưng cô gái rời đi Biểu tình lãnh đạm băng giá trong nháy mắt tan vỡ. Ban đêm, Diệp Oản Oản buổi sáng tham gia đại hội võ thuật, sau khi trở về lại cùng Đường Đường chơi xích đu đến trưa, buổi tối chỉ vừa đụng vào gối đã liền ngủ mất rồi. Trong lúc ngủ mơ, nàng nằm mơ thấy chính mình đang vui vẻ cùng Tư Dạ Hàn, còn có Đường Đường chơi với nhau, nhưng tiếp đó, hình ảnh lại đột nhiên chuyển một cái. Tiếng súng, tiếng nổ, âm thanh gào rú. Ánh lửa cùng máu tươi che dập bầu trời vô số bóng đen khủng bố bao vây, ép tới gần. Nàng điên cuồng chém giết, chạy trốn thật nhanh, mãi đến tận phần cuối cùng của vách đá, rơi vào vực sâu hắc ám vô tận. A a Diệp Oản Oản đột nhiên thức tỉnh, trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại. Chương 1059, mới vừa xa vào lưới tình. Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng đã lâu rồi chưa từng bao giờ gặp phải ác mộng như thế này. Diệp Oản Oản theo bản năng ôm chặt lấy đường đường ở bên cạnh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cậu nhóc, sự lạnh giá trong cơ thể mới chậm rãi thối lui. Tư giả hàn phát hiện bên cạnh có động tính, mở mắt, sao vậy? Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, không sao cả, chỉ là em mơ thấy ác mộng, có lẽ là do hôm nay chơi nhiều nên hơi mệt. Nằm mơ thấy cái gì? Ác mộng thôi, nói đơn giản chính là bị đuổi giết, khắp nơi đều là máu, làm em sợ muốn chết tư giả hàn trầm mặc hồi lâu, hơi hơi ngẩng người lên, hôn trên trán cô nàng một cái. Có anh ở đây. ừ, diệp oản oản như con mèo con được vỗ về, hoàn toàn an tâm. Trong nháy mắt lại lâm vào trong giấc mộng. Lần này trong mơ đều là những hình ảnh vui vẻ. Hôm sau, trong phòng họp công ty giải trí trư thần thời đại. Hôm nay công ty phá lệ, tuyên bố một số thay đổi ở vị trí cao tầng và sắp xếp phương hướng hoạt động trong quý tới. Trải qua một đoạn thời gian hoạt động cùng nhau, công ty của bọn họ đã đi vào quỹ đạo. Trước mắt đã xác định để Diệp Mộ Phạm đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty, kiêm tổng thanh tra mảng tạo hình, phụ trách toàn bộ hoạt động của các nghệ sĩ cùng với việc chuẩn bị trang phục và trang điểm cho bọn họ. Diệp Oản Oản vẫn đảm nhiệm chức tổng thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ, xử lý sự vụ ở phía sau cánh gà. Hai huynh muội, một người đối ngoại, một người đối nội. Diệp Oản Oản mở miệng Lạc Thần cùng Cung Húc tạm ngừng hết thảy các hoạt động, toàn lực hoàn thành tác phẩm mới. Lạc Thần, cậu phụ trách nốc thúc Cung Húc. Lạc Thần, vâng. Cung Húc lầu bầu, sao lại để cho cậu ta quản tôi? Lấy tư cách gì? Diệp oản oản lườm hắn một cái, ai bảo cậu lại dụ dỗ Lạc Thần làm chi? Từ khi Cung Húc thông báo Weibo bua kia xong, một thời gian thật lâu sau, hot sắt trên mạng đều là tình hữu nghị ăn cứt chung. Người ta nói, giữa huynh đệ tốt là cùng nhau uống rượu, ăn thịt, cùng nhau tán gái. Hai tên này thì hay rồi, cùng ăn cướp chung. Thật sự là được mở rộng tầm mắt. Diệp Oản Oản nói xong, hướng về phía Hàn Thiên Vũ nhìn lại, Thiên Vũ, cậu quá ít xuất hiện trước mặt công chúng, bên này có một vài chương trình game sâu, khi nào rảnh cậu có thể chọn và tham gia một chút. Hàn Thiên Vũ gật đầu, được rồi. Hàn Thiên Vũ nhìn thiếu nữ khôi phục lại nam trang, lại trở thành Diệp Bạch lão luyện như trước đây, thần sắc hơi có chút sợ sệt ngày đó hết thảy những gì phát sinh tại trung tâm thương mại thực sự cứ như một giấc mơ nhìn thấy diệp bạch thần sắc vẫn như thường hắn thậm chí còn có chút hoài nghi chuyện ngày đó có phải là thật hay không tiếp theo sẽ do diệp tổng nói một chút về phương hướng hoạt động của quý tiếp theo diệp oản oản nói xong liền quay trở về chỗ ngồi diệp mộ phàm gật đầu một cái đi tới phía trước màn hình máy chiếu vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc này phía dưới cung húc đứng bật dậy miệng nó tôi còn miệng nó vừa thấy được cái gì diệp mộ phàm sạm mặt lại cung hút bây giờ là lúc họp cái tên này lại nổi máu thiếu nhi hiếu động sao cung hút mặt đầy kinh sợ chỉ vào điện thoại di động của mình mở ra xem là biết ngay thôi nhanh các cậu mau nhanh mở tin tức tôi vừa chia sẻ vào trong group công ty đi có siêu cấp đại bát quái diệp mộ phàm giận đến mức muốn đánh người hắn cực kỳ hoài nghi lời nói của cung hút cái tên này sao giờ này lại nổi máu chó lên như vậy chứ có sự nhiệt tình như vậy vốn là cậu ta có thể trở thành đệ nhất phóng viên của giới giải trí ở bên cạnh hàn thiên vũ bất đắc dĩ lắc đầu sao là đại bát quái gì cung húc thần sắc quỷ dị nhìn chằm chằm hàn thiên vũ thiên vũ ca anh lại còn hỏi tôi sao hàn thiên vũ nghe vậy mơ hồ có ý gì cung húc nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động chậm rãi đọc từng chữ từng chữ một hàn thiên vũ, mới, vừa, xa, vào, lưới, tình. chương 1060, quá thiếu suy nghĩ. Phục ttttt phí dương đang uống nước, trực tiếp phun một ngụm nước ra ngoài, cậu nói cái quái gì? Lạc thần cũng đồng dạng đầy kinh ngạc nhìn về phía hàn thiên vũ. Ngay cả Diệp Oản Oản cũng tỏ vẻ vô cùng ngoài ý muốn. Nếu như tiêu đề của tin bát quái này đổi thành, cung húc, nàng còn có thể hiểu được, chuyện đó hoàn toàn bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng còn, Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ mới vừa xa vào lưới tình. Nếu như nói đến những nam minh tinh giữ hình tượng mình trong sạch nhất trong giới giải trí, Hàn Thiên Vũ khẳng định là một người trong số đó. Từ khi xuất đạo đến nay, cậu ta chỉ lui tới cùng với một người bạn gái, trước sau như một, sau đó chia tay là bởi vì đối phương nhảy sang ôm chân một đại gia nào đó. Nhưng dù cho là như vậy, Hàn Thiên Vũ cũng chưa từng nói xấu người ta trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. Nhưng còn về phía người kia, sau khi Hàn Thiên Vũ xảy ra chuyện, vì muốn đổ thêm dầu vào lửa, cố ý nói ra những lời khiến người khác hiểu lầm, nói dối công chúng Hàn Thiên Vũ yêu thích trẻ con, suýt chút nữa đã đẩy Hàn Thiên Vũ vào chỗ chết. Từ đó về sau, Hàn Thiên Vũ không hề có bất kỳ tin tức nào liên quan đến vấn đề tình yêu, thậm chí còn được mệnh danh là vật cách điện đối với Si Căng Đan rốt cuộc là nữ minh tinh nào, lại có thể tạo thành xì căng đan cùng hàn thiên vũ rồi vậy hả? Nghĩ tới đây, ngay cả Diệp Oản Oản cũng đều bắt quái, vội vàng mở tin tức giải trí cung húc vừa chia sẻ vào trong nhóm ra xem. Sau đó, Diệp Oản Oản liền thấy được, trên đầu trang chủ có một tấm hình vô cùng bắt mắt, trong tấm ảnh là bóng lưng một nam một nữ. Nam chính là Hàn Thiên Vũ, mà nữ nhân lại, lại chính là nàng. Diệp Oản Oản thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Đệt, đây không phải là hình ảnh ngày đó tại trung tâm thương mại nàng gặp Hàn Thiên Vũ hay sao? Từ lúc nào lại bị người ta chụp lén? Diệp Oản Oản vội vàng tiếp tục lướt xuống, cũng còn may đối phương không chụp được hình chính diện, chỉ có bóng lưng cùng với mấy tấm hình chụp góc nghiêng mà thôi. Sau đó nàng nhanh chóng đọc nhanh nội dung của bài viết, ảnh chụp nguyên lai like là được fan của Hàn Thiên Vũ chụp được. Có một fan thông qua bóng lưng và quần áo của Hàn Thiên Vũ nên nhận ra được hắn. Thấy Hàn Thiên Vũ lại có thể cùng một cô gái đi shopping, liền chụp được những tấm hình này. Cung hút kích động không thôi, lên tiếng tố cáo, Thiên Vũ ca, anh cũng quá thiếu suy nghĩ rồi. Đã có bạn gái mà còn giấu giếm chúng tôi nha. Hàn Thiên Vũ nhéo nghi tâm một cái, theo bản năng nhìn về phía Diệp Oản Oản một cái, lộ ra thần sắc giở khóc giở cười. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, ngày đó lại bị người ta chụp được. Quả thực là số quá nhỏ rồi. Thiên Vũ ca nhanh thành khẩn khai báo cô bé này rốt cuộc là ai lưu nhân nhân phó tuyết hay là thẩm hiểu sơ chẳng lẽ miệng nó chẳng lẽ là kiều khả hâm hàn thiên vũ khóe miệng co giật thành khẩn khai báo chẳng lẽ nói trong hình chính là hảo huynh đệ của hắn chính là diệp bạch đang ngồi sờ sờ ở đấy hay sao diệp oản oản vào lúc này cũng nhức đầu tính thiên tính địa không nghĩ tới chính mình lại ngỏm củ tỏi tại đây về nhà có quỷ gãy mấy cái bàn cũng đều vô dụng. Hàn Thiên Vũ nhìn cung húc đang phấn khởi đến mức như vừa hít thuốc lắc, đừng đoán bậy, không phải như cậu nghĩ đâu. Hai con người cung húc lấp lánh như ánh sao, chuyện này là như thế nào? Như thế nào, như thế nào, như thế nào, như thế nào? anh mau mau nói đi. Phí Dương vẻ mặt đưa đám, nói, hiện tại phải trả lời công chúng như thế nào đây? Thiên Vũ một mực không nói cô bé kia rốt cuộc là ai, là quan hệ như thế nào, trái tim nhỏ của tôi thực sự rất là lo lắng đó nha. Dương ca, chẳng lẽ ngay cả anh cũng không biết chuyện này? Cung Húc nghe xong, lại càng thêm kinh ngạc, Lạc Thần cũng lộ ra thần sắc tò mò. Với năng lực của Phí Dương, nếu như hắn biết cô gái kia là ai, cùng quan hệ với Hàn Thiên Vũ, cũng sẽ có thể ngay lập tức có phương án trả lời dư luận thích hợp nhất. Nhưng bây giờ Phí Dương lại cũng do dự, biểu hiện này có lẽ chính Phí Dương cũng đều không biết. Audio điện tử võ tấn bền chương 1061, trực giác của giã thú Hàn thiên vũ thần sắc lạnh nhạt, mở miệng nói, cứ thành thật trả lời, nói là bạn bình thường là được rồi Diệp oản oản gật đầu tỏ vẻ đồng ý, truyền thông cùng lắm chỉ làm ẩm ý mấy ngày Không đào ra được manh mối mới để suy đoán, nhiều nhất là một tuần lễ cũng sẽ hết hot thôi Cung húc lập tức tiếp lời, lỡ như đào được manh mối mới thì sao diệp oản oản lườm hắn một cái tôi ngược lại muốn xem thử truyền thông nào có bản lãnh đem manh mối mới đào ra được đấy cái này con miệng nó chính là hình tượng nữ giới của nàng bọn họ đi đâu mà đào cho được hàn thiên vũ ho nhẹ một tiếng ho khan ý của diệp bạch là đúng là bạn bình thường cũng không có gì để mà đào thêm đâu cung húc nghe một chút nhất thời mặt đầy thất vọng sao lại như vậy chứ lại chẳng qua chỉ là bạn bình thường thật nhàm chán quá đi mà Cung Húc vừa châm ngòi lửa, vừa tiếp tục lướt lướt những tin tức có liên quan. Trong khi đang tiện tay lướt web, nhấn vào những hình ảnh trong bản tin nọ, bỗng nhiên âm thanh hắn im bặt, sắc mặt cũng thay đổi. Đây là, Cung Húc soạt một cái đứng lên. Diệp Oản Oản thấy sắc mặt của Cung Húc có cái gì không đúng, trong lòng bỗng hồi hộp một chút. Mướt hoa nhỏ, đây là mướt hoa nhỏ của tôi. Cung Húc kích động không thôi nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh chụp góc mặt bên, kinh hô thành tiếng, sau đó nhanh chóng nhào tới chỗ Hàn Thiên Vũ, "Hàn Thiên Vũ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao anh lại cùng với Mướt Hoa Nhỏ của tôi ở chung một chỗ?" "Anh biết Mướt Hoa Nhỏ sao?" Diệp Oản Oản quả thật là nghe mà vô cùng kinh hãi. Ánh mắt của Cung Húc là thế nào vậy trời? Chẳng qua chỉ là bóng lưng và góc chụp nghiêng từ mặt bên mà thôi, ngay cả anh ruột nàng Diệp Mộ Phàm cũng đều không nhận ra người trong hình là nàng, hắn rốt cuộc làm thế nào lại nhận ra? Hàn Thiên Vũ hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nhéo nghi tâm một cái, mở miệng, cung hút, cậu bình tĩnh một chút cho tôi. Đừng có nghe gió mà tưởng là mưa, chỉ một tấm ảnh bóng lưng thôi, làm sao lại nhận ra được ai là ai. Cung hút, đó là trực giác của tôi. Diệp Oản Oản, thật đúng là trực giác của dã thú mà. Hu hu, Diệp Oản Oản, nếu như là mứt hoa nhỏ, sao tôi lại không nhận ra? nghe nói như vậy, cung hút nhất thời nghẹn họng. dù sao diệp bạch là ca ca của mướt hoa nhỏ, hắn cũng nói là không phải. thật không phải là nàng sao? cung hút thần sắc ngần ngừ. không phải. diệp oản oản ngữ khí đầy khẳng định. cung hút. diệp oản oản thở phào nhẹ nhóm, cũng còn may là cung hút dễ dụ. cung hút làm bộ đáng thương, cầu khẩn. diệp ca, anh xem, tôi nhớ nhung mướt hoa nhỏ đến mức điên đảo thần phách rồi, thật không thể để cho tôi gặp mặt nàng hay sao? diệp oản oản hướng về cung húc nhìn một cái có thể cung húc đầu tiên hơi sững sờ sau đó vẻ mặt không cách nào tin tưởng diệp ca anh nói thật chứ diệp oản oản gật đầu nếu như cậu lấy được giải thưởng ảnh đế của giải kim lan tôi liền để cho cậu gặp nàng hàn thiên vũ nghe vậy theo bản năng hướng về diệp oản oản nhìn một cái cung húc nhất thời hưng phấn giống như mũi tên rời khỏi dây cung nhào tới diệp oản oản định ôm gào diệp ca ca anh rể à em quá yêu anh rồi cung húc nói xong liền muốn nhào vào người diệp oản oản diệp mộ phàm đã sớm tập thành thói quen nhìn chằm chằm cung húc thấy vậy lập tức khẽ chửi thề trong lòng một tiếng vội vàng đi qua ngăn cản cung húc nhưng không nghĩ tới trước khi hắn kịp di chuyển có người ra tay còn nhanh hơn hàn thiên vũ đã kịp ngăn cản cung húc trước khi hắn đưa tay ra khích thiên vũ ca anh làm gì thế cung húc mặt đầy bất mãn Hàn Thiên Vũ khẽ mở miệng cười, không có việc gì, chỉ là muốn hỏi một chút, kiểu tóc hôm nay của cậu làm ở nơi nào? À ha ha ha, có phải là đặc biệt đẹp trai hay không? Hôm trước tôi có kể đó, chính là người thợ làm tóc hôm nọ. Tôi đã phải nhờ trợ lý đi đặt lịch trước cả ba tháng trời đấy. Cung húc nhất thời bị rời đi sự chú ý, thao thao bất tuyệt kể về kiểu tóc mới của chính mình, không hề nhận ra Hàn Thiên Vũ cũng không mấy quan tâm đến vấn đề này hoàn toàn là đánh chống lảng mà thôi. Một bên, Diệp Oản Oản không nói gì, đưa tay lau mồ hôi chán. Thực sự là mệt tim vô cùng. chương 1062, anh thật tài giỏi. Sau khi kết thúc buổi họp, Diệp Mộ Phàm đem Diệp Oản Oản gọi tới một bên nói chuyện. Diệp Mộ Phàm, đúng rồi Oản Oản, có chuyện này. Diệp Oản Oản, sao vậy? Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, xì căng đan gì đó của Hàn Thiên Vũ, em tìm dịp nào đó trò chuyện với cậu ta một chút đi. Anh luôn cảm thấy biểu hiện của cậu ta hôm nay không đúng lắm, phản nhất cậu ấy giấu cái gì, quan hệ cùng nữ nhân kia không phải là bạn bình thường, e rằng sẽ có chút phiền toái. Diệp Oản Oản nghe vậy khóe miệng hơi co lại, yên tâm đi, cậu ta quả thật là có điểm giấu giếm, bất quá không giống như anh nghĩ, thật sự là quan hệ bằng hữu mà thôi. Diệp Mộ Phàm, làm sao em biết? dù sao việc nghệ sĩ giấu giếm chuyện yêu đương đối với công ty cũng quá phổ biến, coi như có quan hệ tốt hơn nữa cũng không thể nói chắc được điều gì. Diệp Oản Oản, bởi vì nữ nhân trong hình là muội muội của anh mà. Cái gì? Diệp Mộ Phàm mặt đầy mộng bức, nửa ngày sau mới phản ứng lại được, kích động mở miệng, chờ một chút. Em nói là thân phận của em bị bại lộ. Diệp Oản Oản không có cách nào, chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra kể lại một lần. Diệp Ngộ Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, khó trách, khó trách hôm nay động tác Hàn Thiên Vũ ngăn cung húc còn nhanh hơn cả anh. Không thể không khen, thật ra thì Hàn Thiên Vũ người này, thật là khá. Diệp Ngộ Phàm đột nhiên nghĩ đến điều gì, vội vàng hỏi, sau khi cậu ta biết, không có phản ứng gì sao? Diệp Oản Oản nhíu mày, làm sao có thể không có phản ứng? Bất quá cũng còn may, tính tình của Hàn Thiên Vũ tương đối chứng chạc. Nếu đổi lại thành hai người kia, tình huống cũng khó mà nói trước được. Diệp Oản Oản nói tới chỗ này, có chút hoài nghi mà mở miệng, anh làm sao lại không hỏi việc em mới vừa rồi đáp ứng với cung húc? Trước đây nàng từng đề cập với Diệp Mộ Phàm việc mứt hoa nhỏ từ đâu tới, cho nên Diệp Mộ Phàm biết người mà cung húc một mực đi tìm chính là nàng. Vì vậy Mộ Phàm vẫn luôn cảnh giác với tên tiểu yêu tinh này. Hôm nay trong buổi họp, nàng đã đáp ứng với cung húc, nếu như hắn đạt giải ảnh đế, sẽ để hắn gặp mứt hoa nhỏ. Kết quả, Diệp Mộ Phàm lại có vẻ không hề có chút phản ứng nào. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, nói như đúng rồi, hỏi làm gì. Ngược lại Cung Húc làm sao đoạt giải ảnh đế được? Diệp Oản Oản, được rồi, thì ra là vì nghĩ như vậy. Thật ra thì nàng lại cảm thấy Cung Húc có tính đàn hồi mạnh nhất, sức ép càng lớn, lại càng cố gắng hơn. Nếu lần này Cung Húc thực sự có thể tranh phong, nàng thực sự có dự định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn vốn cũng muốn tìm một cơ hội thích hợp nói rõ với hắn chân tướng sự việc. Đúng rồi Oản Oản, thời gian cho lễ đính hôn của Diệp Y Y cùng Cố Việt trẻ cũng đã được xác định, ông nội bà nội để cho hai chúng ta, còn có cha mẹ cũng đều được mời tham gia. Diệp Mộ Phàm nói xong, sắc mặt có chút khó coi, nếu như em không muốn đi, anh sẽ giúp em nói một tiếng, em cũng đừng nên đi. Diệp Oản Oản nhíu mày, đi chứ, cơ hội tốt để thu được hảo cảm của ông bà nội, tại sao lại không đi? Lần này ông bà nội cho phép cha mẹ đi cùng, có vẻ thái độ của bọn họ cũng càng ngày càng mềm mỏng lại rồi, là tín hiệu tốt nha. Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày, lễ đính hôn của hai kẻ cặn bã, anh sợ là sẽ làm em chán ghét. Diệp Oản Oản cười một tiếng, chán ghét à? Ai chán ghét, còn chưa biết được. Diệp Oản Oản nói xong, hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, bên nhà ông chú e là đã bắt đầu hết kiên nhẫn, bắt đầu nôn nóng muốn hạ thủ. Gần đây anh không ở bên ngoài làm bậy gì chứ nàng chỉ sợ diệp mộ phàm lại bị tóm được nhược điểm gì như vậy sẽ thành công dã tràng diệp mộ phàm nhất thời bất mãn kháng cáo này 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 anh trai của em là loại người như vậy sao em cũng đều đã cảnh cáo anh rồi anh nào dám làm bậy lần trước có nữ nhân cởi sạch sành xanh ngồi lên xe của anh anh cũng đều không có ngỏng ớt lên có được hay không diệp oản oản khóe miệng hơi co giật rồi 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 anh thật tài giỏi Diệp Mộ Phàm vốn là như vậy. Chương 1063, không công mà về. Cố ra Diệp ra. Diệp Y Y ngồi ở trước bàn trang điểm, đang ung dung thong thả liếc nhìn qua vô số đồ trang điểm và trang sức, châu báu ở trên bàn. Lương Mỹ Huyên mặt tươi giói đứng ở một bên, Y Y, mẹ giúp con chọn không sai đâu. Lễ đính hôn con hãy mang sợi dây chuyền này, đến lúc đó khẳng định sẽ kinh diễm toàn trường cái con nhà đầu chết tiệt diệp oản oản kia, không nghĩ tới lại càng ngày càng hấp dẫn. Bất quá dáng dấp xinh đẹp hơn nữa cũng vô dụng, vẫn đề tiện như thường thôi. Diệp y y nghe vậy, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một gương mặt lóa mắt rạng rỡ, ngón tay vô thức siết chặt, lần này gia đình nhà ông bác, tất cả cũng đều nhận được lời mời sao. Lương Mỹ Huyên mặt đầy vẻ tức giận, đúng vậy, không chỉ là Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm, ngay cả Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân cũng đều được mời hai cái lão bất tử kia một mực luôn thiên vị, đến giờ vẫn chưa từ bỏ tâm tư muốn cho cháu trai ruột thừa kế gia sản. Hết lần này tới lần khác, tên Diệp Mộ Phàm đó cũng không biết làm sao lại khôn ra, vô cùng khó chơi. Mẹ đã hết lần này tới lần khác tìm người, nhưng vẫn chưa tìm ra được cơ hội để bắt thóp hắn. Vậy nữ nhân lần trước phái đi đâu? Diệp Y Y hỏi. Lương Mỹ Huyên cắn răng, cũng là không công mà về, quần áo đều đã cởi sạch, Diệp Mộ Phàm cũng không hề lên nữ nhân kia có bệnh ếch, nếu như Diệp Mộ Phàm bị nhiễm bệnh, vậy bọn họ coi như là một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã, rồi chỉ tiếc là không thành công. Diệp Mộ Phàm đoán chừng là bị đả kích nên đổi tính rồi, tính cảnh giác rất cao, không tiện hạ thủ. Diệp y y ánh mắt hơi lạnh đi. Lương Mỹ Huyên cười lạnh mở miệng nói, không có gì đáng ngại, Diệp Mộ Phàm không hạ thủ được, còn có cái con ngu xuẩn Diệp oản oản kia. Lương Mỹ Huyên nói xong, cầm lấy một hộp đựng nhẫn phủ lông nhung ở trên bàn trang điểm nâng lên. Cái hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn phỉ thúy cực kỳ đẹp và tinh xảo, vừa nhìn liền biết là giá trị không hề nhỏ. Nhìn thấy chiếc nhẫn này, ánh mắt của Lương Mỹ huyên sáng lên một cái, đây chính là nhẫn đính hôn của con và Việt Trạch đã chọn phải không? Thật là đẹp mắt. Vâng, nhắc tới cố Việt Trạch, sắc mặt của Diệp Y Y mới hòa hoãn lại mấy phần. Lương Mỹ Huyên khép cái hộp lại, mở miệng nói, Y Y, chiếc nhẫn này, mẹ sẽ cầm đi đưa cho Hoàng Minh Khôn, bảo hắn ngay trong lễ đính hôn, tìm cơ hội len lén thả vào trên người của Diệp Oản Oản. Ánh mắt Diệp Y Y lóe lên, mẹ, ý của mẹ là, giá họa cho Diệp Oản Oản, nói cô ta trộm chiếc nhẫn đính hôn của con. Lương Mỹ Huyên, không sai. Thần sắc Diệp Y Y hơi có chút trần chờ như vậy. Mà cũng được hả? Lương Mỹ Huyên ngữ khí đầy chắc chắc, cái bọn nhà nghèo kiết xác kia, nói bọn họ trộm đồ, mọi người khẳng định đều sẽ tin tưởng. Huống chi Diệp Oản Oản vẫn còn ghi hận trong lòng về chuyện của con cùng Việt Trạch ở chung một chỗ. Đến lúc đó trước mặt nhiều tân khách như thế, mẹ muốn nhìn xem cả nhà bọn họ còn mặt mũi nào mà ở lại Diệp ra. Diệp y y nghe vậy, gật đầu nói, không sai, đối phó với Oản Oản, loại bẫy dập trình độ này cũng đã đủ rồi. Lương Mỹ Huyên đã tính sẵn trong lòng, mở miệng nói, con chỉ cần ăn mặc thật đẹp, những chuyện khác giao cho mẹ là được, lát nữa mẹ sẽ nói với hoàng minh khôn nghe được tên của hoàng minh khôn diệp y y hơi nhíu mày mẹ mẹ rốt cục lúc nào sẽ yêu cầu hoàng minh khôn rời khỏi diệp ra lương mỹ huyên nghe vậy ôn nhu trấn an y y ngoan nào mẹ biết con không thích hắn bất quá hắn vẫn còn hữu dụng rất nhiều chuyện của chúng ta vẫn cần hắn đi làm tay con cũng không thể dính tới những thứ này đáy mắt diệp y y tràn đầy vẻ chán ghét nhưng mà hắn Lương Mỹ Huyên, yên tâm, hắn không uy hiếp được địa vị của con. Tất cả mọi thứ ở hiện tại hắn có thể có, cũng đều dựa vào con. Hắn còn sợ sự tình bại lộ hơn cả con. chương 1064, thay giúp anh. Hồng hoa tiểu lâu. A à cửu, cuối tuần sau chúng ta mang đường đường đi đâu chơi đây? Diệp oản oản hào hứng chạy vào thư phòng tìm người. Giờ phút này đang là trạng vạng tối, trong thư phòng cũng không mở đèn, có chút hơi tối tăm tư giả hàn ngồi ở trên một cái ghế rộng tất cả khuôn mặt đều ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối a à cửu a à cửu diệp oản oản kêu chừng mấy tiếng mới thấy nam nhân đáp lại sao vậy chân mày diệp oản oản nhíu chặt đi tới đưa tay ra sờ sờ cái chán của người đàn ông anh làm sao vậy tinh thần có vẻ như không tốt lắm có phải là có chỗ nào khó chịu hay không tư giả hàn đưa tay ra ôm lấy cô nàng để nàng ngồi trên đùi của mình không có việc gì buổi họp hôm nay kéo dài hơi bị lâu thân thể anh mới vừa khôi phục lại một chút nhất định phải tiếp tục giữ gìn em thật vất vả mới chăm sóc tốt được cho anh anh không được phép trở lại như trước đây đâu đấy bệnh tới như núi lở bệnh đi như quay tơ tôn thần y đã nói qua mặc dù bệnh của anh trước mắt đã không có gì đáng ngại nhưng trước đây hao tổn quá lớn muốn bù đắp cũng không dễ dàng như vậy tư giả hàn đem thiếu nữ ôm vào trong lồng ngực lặng lặng nghe cô nàng nói linh tinh, ừm. Um. Em mới vừa nói muốn làm gì? Tư dạ hàn hỏi. Chính là hỏi anh cuối tuần sau muốn dẫn đường đường đi chơi ở nơi nào đấy? Diệp Oản Oản mở miệng. Tư dạ hàn, đi đàn duyệt sơn trang không? Diệp Oản Oản nhất thời gật đầu liên lịa, đi đi đi. Quá cao cấp rồi, ở đây toàn bộ đều là những đại gia như anh mới có thể đi đấy. Trước đây chỉ được nghe người ta nói qua, cho tới bây giờ vẫn chưa được đi bao giờ có thể cưỡi ngựa đua xe lướt sóng, còn có thể tự mình lái phi cơ. Đường đường khẳng định là sẽ thích. Nghe Diệp Oản Oản nói câu, đường đường khẳng định là sẽ thích, tư giả hàn vẫn như thường lệ không hề vạch trần, anh sẽ bảo hứa dịch đi sắp xếp. Diệp Oản Oản nghĩ đến việc phải tham gia lễ đính hôn, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm tư giả hàn một cái, ngay sau đó thử thăm dò mở miệng nói, là thế này, còn có một việc. Ngày mai là lễ đính hôn của chị họ em, em phải đến tham dự có thể sẽ về muộn. Tư giả hàn, lễ đính hôn của chị họ em. Diệp oản oản cố gắng chấn định, đúng thế. Tư giả hàn đầy thâm ý nhìn nàng một cái, không phải là lễ đính hôn của vị hôn phu trước đây của em à. Diệp oản oản. Được rồi, nàng đã cố ý đổi một cách nói khác, kết quả vẫn bị phát hiện. Diệp oản oản đầu tiên nghẹn một cái, ngay sau đó không chút do dự mở miệng, cái gì mà vị hôn phu trước cái khỉ gì à phi 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 chỉ là năm đó còn quá trẻ tuổi bồng bột không thấy rõ là người hay là chó phu quân của em chỉ có một mình bảo bảo anh mà thôi tư dạ hàn nhà đầu này bản lĩnh chém gió vuốt lông càng lúc càng lớn rõ ràng hiện tại bảo bảo đâu chỉ mỗi một mình hắn nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều vô cùng ưa thích từng chữ một mà nàng nói thích bộ dáng nàng không tim không phổi diệp oản oản mặt đầy vẻ nịnh hót bảo bảo anh chắc chắn tuyệt đối sẽ không phải là ngay cả loại giấm này cũng ăn, có đúng hay không? Tư giả hàn nhìn nàng một cái, buổi tối anh có một buổi tiệc xã giao, giúp anh chọn quần áo đi. Ồ ồ ồ được, có ngay, Diệp Oản Oản chờ mình một cái, nhảy xuống từ trên chân của tư giả hàn, sau đó đi đến tủ quần áo giúp hắn lựa quần áo đem tới. Có rồi có rồi, sau đó thì sao nữa? Diệp Oản Oản vô cùng nhanh nhạy thuần thục. Tư giả hàn mở miệng, thay giúp anh. Diệp Oản Oản nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn chằm chằm nút áo tinh xảo nơi cổ của người đàn ông. Thích, giúp anh thay quần áo, em có thể cởi đồ anh không? Chuyện này, quả thật là cầu mà không được à nha, a à hi hi. Gần đây phúc lợi đột nhiên tăng quá nhiều, nàng có chút không chịu nổi nha. chương 1065, chưa bao giờ gây chuyện. Diệp Oản Oản đầu tiên là đưa tay ra, chậm rãi cởi từng cúc áo của Tư Dạ Hàn, da thịt trần trụi của nam nhân dần dần lộ ra. Một bên cố ý không nhìn, nhưng một bên lại không nhịn được len lén liếc. Thật là ngon trai mà. Nàng làm sao lại có cảm giác hai ngày nay tư giả hàn đều đang cố ý câu dẫn nàng. Đánh giá quá cao năng lực tự kiềm chế của nàng hay sao? Cuối cùng, nàng rốt cuộc lấy nghị lực cứng như sắt thép giúp tư giả hàn thay xong quần áo. Sau khi thay xong mới đột nhiên nghĩ đến. Ho khan, Tư giả hàn sẽ không phải là bởi vì lúc trước nàng giúp đường đường mặc quần áo, cho nên mới có yêu cầu như vậy đấy chứ. Diệp Oản Oản không nói gì, buồn cười đồng thời trong lòng bỗng mềm đi nhiều. Người đàn ông này, càng tiếp xúc càng phát hiện ra, bên trong nội tâm hoàn toàn bất đồng với vẻ lạnh lùng tàn bạo bên ngoài. Rất nhanh đã tới buổi lễ đính hôn. Cố ra Diệp ra đông như chảy hội, rừng đầy xe sang trọng, tân khách ăn mặc đắt tiền nối liền không dứt. Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm còn có cha mẹ cùng nhau xuống xe, nhìn hình ảnh trước mắt, thần sắc có chút hoảng hốt. Lần trước cả nhà bọn họ tới nơi này, vẫn là thảo yến của ông nội. Người đón khách nhìn thấy người một nhà Diệp Oản Oản, cười cười tiến lên nghênh đón, "Đại thiếu gia, nhị tiểu thư, mau mời vào." Diệp Mộ Phàm thần sắc lạnh lùng, thuận miệng đáp một tiếng, dẫn theo cha mẹ cùng muội muội cất bước đi vào. Thời điểm tới đây lần trước, bọn họ cũng bởi vì không có thiệp mời mà bị ngăn cản ở ngoài cửa, còn bị Hoàng Minh Khôn dẫn theo bảo vệ sỉ nhục. Mà bây giờ, khoảng thời gian này hắn thường xuyên đến cố gia diệp ra ăn cơm cùng nhị lão, càng ngày càng thường xuyên ra vào. Những thứ người này thấy gió đảo chiều, nên bề ngoài cũng không dám lạnh nhạt với bọn họ nữa. Hoàn hoàn à, cha mẹ biết con khổ sở trong lòng, bất quá chờ lát nữa phải nhất định tỉnh táo hơn một chút, không thể làm bậy, có biết không? Lương Uyển Quân không yên tâm dặn dò, rất sợ Diệp Oản oản lại giống như trước đi gây chuyện. Mặc dù khoảng thời gian này con gái đã thay đổi không ít, nhưng bà lại hiểu quá rõ địa vị của Cố Việt chạy ở trong lòng con gái mình. Hôm nay lại là một dịp đặc thù như vậy, khó tránh khỏi khiến con gái bị kích thích. Vốn cha đã nói với Mộ Phàm, bảo con có thể không cần phải tới, chuyện này. Diệp Thiệu Đình cũng nhíu chặt chân mày, "Mộ Phàm, con phải chú ý trông nom tốt muội muội của mình, có biết không?" Diệp mộ Phàm nghe vậy, khóe miệng hơi co lại, biết, biết rồi. Nàng mà còn cần hắn phải trông nom mà, mấy tên Cố Việt Trạch và Diệp Y Y cộng lại cũng sợ là không chơi thắng được nàng. "Ba mẹ, con biết rồi, con sẽ ngoan ngoãn." Diệp Oản Oản mặt đầy nhu thuận. Diệp mộ Phàm khá lắm, lại còn tiếp tục giả bộ. Hắn cũng không tin là nàng hôm nay sẽ không gây chuyện. Diệp mộ Phàm nhỏ giọng ghé vào tai Diệp Oản Oản mở miệng, "Em cố ý muốn tham dự" rốt cuộc muốn làm cái gì? Diệp Oản Oản nhíu mày, lời này của anh nói là sao, em có thể làm cái gì chứ? Dĩ nhiên là ngoan ngoãn ăn cưới nha, em chưa bao giờ gây chuyện à nha. Diệp Mộ Phàm, tin được em mới lạ đó. Cả nhà Diệp Thiệu Đình đến nhất thời thu hút không ít ánh mắt chăm chú. Những người đang cùng Y Y và Cố Việt Trạch chúc mừng, đều quay về phía bọn họ nhìn từ trên xuống dưới soi mói. Lúc này, Diệp Y Y kéo cánh tay của Cố Việt Trạch đi tới, Oản Oản, Mộ Phàm, Đại Bá, Đại Bá Mẫu, các người đã tới. Diệp Mộ Phàm bĩu môi một cái, cười lạnh một tiếng, chúc mừng nha, rất xứng đôi. Diệp Y Y giống như không nhìn thấy sự giễu cợt nơi đáy mắt của Diệp Mộ Phàm, vừa nói chuyện vừa ôm chặt cánh tay của Cố Việt Trạch hơn nữa, "Cảm ơn các người đã tới tham gia lễ đính hôn của tôi." Trong tay Cố Việt Trạch đang cầm một cái ly uống rượu, cũng nói tiếng cảm ơn, ngay sau đó ánh mắt ung dung thản nhiên mà lưu luyến dừng lại trên người thiếu nữ nhu thuận ở bên người Diệp Mộ Phàm. Thiếu nữ giống như bông hoa hồng trong sương sớm, đã lâu ngày không gặp, hào quang càng tỏa sáng hơn, dường như lại khiến cho người khác chú ý hơn mấy phần. Đâu còn có bộ dáng quỷ hờn cùng béo ú lúc ban đầu. Không nghĩ tới, hắn lại cũng có một ngày nhìn lầm. Chương 1066, làm sao có thể bị khi dễ? Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan sau khi chiêu đãi qua tân khách, hướng về bên này đi tới. Tới rồi à, Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Thiệu Đình, mặc dù vẫn là một khuôn mặt lạnh lùng, bất quá đã không còn gai gắt như lúc trước. Cha, mẹ, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân vội vàng cùng nhị lão chào hỏi. Thời điểm Đàm Nghệ Lan nhìn thấy Lương Uyển Quân, vẻ mặt vẫn khó coi như cũ. Khi nhìn về phía Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình, sắc mặt mới khá hơn một chút, mở miệng nói, đừng cứ đứng ở chỗ này đi hỗ trợ trông nom khách nhân đi để cho bọn họ đi hỗ trợ trông nom khách nhân điều này mang ý nghĩa đã ngầm thừa nhận bọn họ là người diệp ra rồi diệp mộ phàm vội mở miệng vâng bà nội con đi ngay ạ à. diệp thiệu đình cùng lương uyển quân cũng đều đáp lại một tiếng sau lưng trong lòng lương mỹ huyên và diệp thiệu an đã sớm mắng chửi banh trời đất bất quá trên mặt vẫn giả vờ cười đầy thân ái mẹ mẹ xem trong nhà có nhiều người chiêu đãi như vậy đã là đủ rồi, đại ca cùng đại tẩu cứ an tâm uống rượu là được rồi." Diệp Thiệu An mở miệng cười, vòng vo sỉ và Diệp Hiệu Đình và Lương Uyển Quân. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Yi y liếc xéo qua người Cố Việt Trạch. Cái tên này, tầm mắt vẫn còn đang lưu luyến trên người Diệp Oản Oản. Ánh mắt Diệp Yi y hơi trầm xuống, buông cánh tay của Cố Việt Trạch ra, nhiệt tình nắm tay Diệp Oản Oản mở miệng nói, "Oản Oản, dây chuyền cùng vòng tay của tôi vẫn còn chưa chọn được." cùng đi chọn giúp tôi có được hay không. Diệp Oản Oản cười híp mắt mở miệng nói, được. Nói xong, nàng quay sang Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan nói, ông nội, bà nội, con đi theo y y tỷ. Diệp Hồng Duy gật đầu một cái, ừ, đi đi. Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan thấy Diệp Oản Oản cử chỉ phóng khoáng khéo léo, không có chút dấu hiệu mất khống chế nào, đều lộ ra thần sắc hài lòng nhất là Diệp Hồng Duy, bởi vì Lý Nham giáo sư thường xuyên ghé vào lỗ tai hắn kể về thành tích đặc biệt ưu tú của Oản Oản ở trường, cho nên đã có cái nhìn thay đổi rất lớn đối với cháu gái. Rất hiển nhiên, những thứ này đều không phải những thứ mà gia đình Diệp Thiệu An mong muốn thấy được. Sau khi nhị lão bị tân khách kéo đi Hàn Huyên, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân vội vàng đem Diệp Mộ Phàm gọi sang một bên. "Mộ Phàm, mau cùng đi qua trông chừng muội muội của con." Diệp Thiệu Đình sắc mặt nghiêm túc mở miệng, Hả, con cùng đi qua làm cái gì? Diệp mộ phàm buổi trưa không ăn trưa, còn đang đói bụng, vào lúc này mới vừa cầm lên một miếng bánh ngọt, nghe vậy ngơ ngác hỏi. Diệp thiệu đình nhíu chặt chân mày, dĩ nhiên là sợ con bé bị người ta khi dễ. Còn không mau đi đi, sao lại chỉ biết mỗi ăn ăn ăn, y như heo. Diệp mộ phàm lầu bầu, ôi chao, sẽ không đâu, oản oản làm sao lại bị khi dễ chứ. Lương Uyển quân tức giận lườm hắn một cái, cái gì mà sẽ không muội muội của con là con gái, cộng thêm hôm nay tình huống như thế này, con bé vốn đã rất đau khổ rồi. Còn bị Diệp Y Y kéo đi chọn dây chuyền, nó sẽ khó chịu đến đường nào. Đi nhanh, đợi lát nữa lại ăn sau. Con gái càng hiểu chuyện cùng ẩn nhẫn bao nhiêu, sự ái náy và thương tiếc trong lòng Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân lại càng cao bấy nhiêu. Diệp Mộ Phàm bị cha mẹ thay phiên thúc giục, chỉ có thể mặt đầy ủy khuất buông bánh ngọt xuống, bất đắc dĩ đi tìm Diệp Oản Oản, đau khổ. Ba mẹ rốt cuộc thấy nàng đau khổ ở chỗ nào. Rõ ràng hôm trước mới vừa thấy nàng cùng bạn trai gọi điện hẹn hò cuối tuần đi chơi nữa đấy. Trên lầu, bên trong phòng của Diệp Y Y. Căn phòng này hướng về hướng đông, ánh sáng cũng tốt nhất, vốn là phòng của Diệp Oản Oản, bất quá, hiện tại đã thành phòng của Diệp Y Y. Mà đồ đạc của nàng tất cả đều bị rời đến một phòng khác dành cho người giúp việc. Đẩy một cánh cửa trong phòng ngủ ra, bên trong là một căn phòng chứa quần áo vô cùng rộng rãi, bầy la liệt quần áo, túi sách cùng giày dép. Trường 1067, ngữ điệu có gì đó sai sai. Diệp Oản Oản chỉ nhìn lướt qua, không lên tiếng. Ban đầu thời điểm cha nàng vẫn còn ở Diệp Gia, là thời kỳ toàn thịnh của tập đoàn Diệp Thị, tài sản có thể đứng hàng top 10 ở đế đô. Khi đó bên trong phòng nàng, toàn là châu quang bảo khí, chất đầy xa xỉ phẩm đắt giá cha mẹ mua cho nàng, còn rất nhiều thứ là diệp mộ phàm tặng, ngay chính nàng cũng rất thích mua châu báu sáng lấp lánh. Sau đó Diệp ra bị Diệp Thiệu An làm cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Sau khi Diệp Thiệu An tiếp quản công ty, Diệp ra cũng không có cách nào khôi phục lại huy hoàng như trước kia. Diệp y y không chỉ gọi Diệp oản oản tới, còn gọi cả lương thi hàm cùng mấy vị thiên kim tiểu thư trong ngành. Y y tỷ, tỷ tối nay thật đẹp. Y y cùng cố thiếu ra thật là trai tài gái sắc chúc các người vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hòa hợp. Một đám người díu ra díu rít vây quanh Diệp Y Y Tân bốc nói phét, thỉnh thoảng ánh mắt díu cợt còn liếc nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản chán đến chết, tìm một cái ghế salon ngồi xuống. Mấy cô gái trò chuyện một hồi, tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Minh khôn bưng khay trà đi vào. Oản Oản tiểu thư, mời uống trà. Diệp Oản Oản đang tiện tay lật một quyển tạp chí, Hoàng Minh Khôn đã đem một ly đã đặt ở trước người Diệp Oản, Oản cùng lúc đó tốc độ tay dùng một góc độ phi thường xảo quyệt thưa dịp diệp, diệp oản oản không chú ý đem một món đồ nho nhỏ đặt trong túi sách của nàng sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra bưng mâm tiếp tục đi chiêu đãi các thiên kim tiểu thư khác đại tiểu thư tân khách đã tới đủ mọi thứ hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa hoàng minh khôn nhìn về phía diệp y y mở miệng ừ diệp y y vừa mở miệng vừa ung dung thản nhiên liếc mắt hướng về diệp oản oản nhìn một cái Hoàng Minh Khôn lập tức nháy mắt với nàng ta một cái, ra vẻ đã làm xong. "Tôi biết rồi, ông đi xuống đi." Diệp Y Y rốt cuộc lộ ra thần sắc buông lỏng. "Vâng." Hoàng Minh Khôn đáp lời, rời khỏi. Diệp Y Y phải thay quần áo, toàn bộ những người khác liền xuống dưới lầu. Dưới lầu, trong phòng yến hội. Diệp Oản Oản mới vừa đi xuống liền thấy Diệp Mộ Phàm đang vội vã chạy tới. "Ca, anh chạy đi đâu thế?" Thấy Diệp Mộ Phàm vội vã chạy Diệp Oản Oản hỏi thăm. Diệp Mộ Phàm lầu bầu mở miệng, còn không phải là do ba mẹ không yên tâm về em, sợ em bị khi dễ, nên cứ khăng khăng bắt anh phải đi xem một chút à. Hu hu, miếng bánh ngọt thân yêu. Diệp Oản Oản nghe vậy, trong con người bỗng cảm thấy ấm áp, em không sao, đi thôi. Diệp y y không làm khó em chứ? Diệp Mộ Phàm hỏi. Có người ngoài ở đây, nó chỉ có thể đối xử với em tốt hơn, càng làm bộ khách khách khí, làm sao có thể làm khó em được. Sau khi Diệp Oản Oản trả lời, không quên dặn dò Diệp Mộ Phàm, "Ca, điểm này anh phải cố gắng học một ít, có thể học được một hai phần cũng đủ để anh dùng rồi." Diệp Mộ Phàm nghe vậy nghẹn ngào không nói nên lời. "Muội muội, anh đang quan tâm em có khỏe không? Tại sao nghe ngữ điệu của em có gì đó sai sai?" Diệp Mộ Phàm bĩu môi một cái, theo bản năng đáp lời, "Ồ, biết rồi." Tiếng nhạc du dương vang lên, rất nhanh yến hội đã sắp bắt đầu hội trường đang náo nhiệt trong đám người lại đột nhiên truyền tới một loạt tiếng huyên náo hoàng minh khôn dẫn theo mấy người giúp việc vội vã đi qua đi lại trong đám người dường như đang tìm cái gì diệp mộ phàm hơi nhíu chân mày hướng về phía hoàng minh khôn nhìn lại cái con chó họ hoàng kia đang bày cái trò quỷ gì vậy diệp oản oản thần sắc thản nhiên lướt qua đám người ngón tay ung dung lạnh lùng sờ sờ trên chiếc túi sách màu trắng của mình xì si. Diệp Mộ Phàm thấy thần sắc Diệp Oản Oản có chút không đúng, hỏi: "Sao vậy?" "Không có gì." Diệp Oản Oản nhún vai một cái, "Chỉ là phát hiện em thật giống như bị người ta coi thành kẻ ngốc." "Hả?" Diệp Mộ Phàm không hiểu được ý của nàng. Chương 1068 cũng không thấy đâu. Bởi vì động tĩnh càng ngày càng lớn, rất nhanh liền có tân khách châu đầu kề tai nhau hỏi thăm tình huống. "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" "Không biết nữa." hình như là chiếc nhẫn đính hôn của Diệp Y Y không thấy đâu. Không thể nào, vật trọng yếu như nhẫn đính hôn, nhất định là đã sớm chuẩn bị xong, tại sao lại đột nhiên không thấy đâu. Hoàng Minh khôn sắc mặt lãnh túc, hướng về phía Diệp Oản Oản và mấy vị thiên kim tiểu thư vừa mới lên lầu kia đi tới. Xin lỗi đã làm phiền, các vị tiểu thư, xin hỏi thời điểm các người đi lên phòng của Y Y tiểu thư, có thấy nhẫn đính hôn của Y Y tiểu thư hay không? Hoàng Minh khôn khách khí dò hỏi. Mấy vị thiên kim lắc đầu một cái, tôi cũng không chú ý nữa. Lúc này, Lương Thi Hàm mở miệng nói, tôi có thấy, không phải mới vừa rồi vẫn còn đang ở trên bàn y y tỷ sao? Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy, một chiếc nhẫn phỉ thúy rất đẹp. Một thiên kim khác mặc váy màu vàng cũng mở miệng. Ánh mắt của Lương Thi Hàm khẽ đổi, mới vừa rồi còn có, tại sao lại đột nhiên không thấy đâu, sẽ không phải là bị ăn trộm chứ? Thiên kim váy vàng mở miệng, bị trộm hôm nay tới đây cũng đều là khách quý làm sao có thể làm ra loại chuyện trộm gà trộm chó này ha ha đều là khách quý cũng không hẳn lương thi hàm cười như không cười nhìn về phía diệp oản oản một cái lương thi hàm nói xong nhìn về phía hoàng minh khôn mở miệng nói hoàng quản gia ông đã tìm hết khắp nơi rồi sao hoàng minh khôn gật đầu vâng tất cả mọi nơi đều đã tìm đều không tìm thấy yến hội đã sắp sửa bắt đầu cho nên tôi mới vội vã như vậy qua đây hỏi các vị tiểu thư. Nếu như các người thấy được, xin hãy báo cho tôi biết. Hoàng Minh Khôn nói xong, cố ý làm ra vẻ khổ sở nói, tôi đã lục soát người của tất cả các người giúp việc. Những người có tiến vào căn phòng của y y tiểu thư thậm chí còn bị lục soát kỹ hơn, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Chiếc nhẫn cứ như là đã không cánh mà bay. Lương Thi Hàm nhất thời the thế giọng nói, thật hay cho chiếc nhẫn, làm sao lại có thể không cánh mà bay được chứ? nếu như thời điểm chúng ta rời đi vẫn còn, vậy là nhất định sẽ mất trong khoảng thời gian chúng ta cùng lựa chọn dây chuyền cho y y tỷ. Mới vừa rồi những người tiến vào phòng của y y tỷ chỉ có mấy người chúng ta. Nếu hoàng quản gia tìm khắp nơi cũng không có, chỉ bằng mời tất cả mọi người đã tiến vào phòng của y y tất cả đều đem túi sách ra, để cho hoàng quản gia kiểm tra một chút. Nếu như không có, hoàng quản gia cũng có thể tranh thủ đi tìm ở nơi khác. Hoàng Minh Khôn thấy Lương Thi Hàm bị mình dẫn dắt thành công, âm thầm lộ ra nụ cười đúng ý, trên mặt lại giả vờ nói xin lỗi, quả thực xin lỗi, quấy dày đến các vị tiểu thư tôn quý. Thật ra thì loại yêu cầu này, tôi vốn không nên nói, nhưng mà hôm nay là ngày đại hỷ của y y tiểu thư, nếu như vật trọng yếu như vậy không tìm được, tôi thật sự là không có cách nào bàn giao. Lương Thi Hàm biết Hoàng Minh Khôn là người tâm phúc của Diệp Y Y, để lấy lòng, lập tức càng thêm ra sức phụ họa, đúng vậy đúng vậy, nếu làm trễ nãi lễ đính hôn của Y Y tỷ sẽ rất không hay để tôi tới trước lương thi hàm nói xong liền đem túi sách của mình đưa ra ngoài hoàng quản ra các người kiểm tra tôi trước đi hôm nay mọi người cũng đều mặc lễ phục nơi có thể giấu chiếc nhẫn cũng chỉ có túi sách những thiên kim tiểu thư khác thấy vậy cũng rối rít đưa túi sách ra đắc tội rồi hoàng minh khôn lập tức để cho người giúp việc tới trước kiểm tra bất quá rất rõ ràng thời điểm kiểm tra những thiên kim tiểu thư kia Hoàng Minh Khôn chẳng qua chỉ để cho người giúp việc nhìn tượng trưng một cái, cũng không lục soát gì, rất nhanh đã trả lại toàn bọn túi sách cho bọn họ. Thích, vẫn là không có. Hoàng Minh Khôn tỏ vẻ nôn nóng thở dài. Lương Thi Hàm nghe vậy, âm dương quái khí mở miệng, chờ một chút, Hoàng quản gia, không phải là vẫn còn có một người chưa cha sao. Trường 1069, chỉ trích vô lý. Diệp Oản Oản vẫn còn chưa có cha đâu nàng mới vừa rồi cũng theo chúng ta cùng đi vào phòng lương thi hàm lập tức nhắc nhở lương thi hàm vừa dứt lời nhất thời ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhìn sang diệp oản oản các tân khách sau khi biết được chuyện xảy ra bên này châu đầu kề tai nhau bàn tán tìm khắp nơi cũng đều không có lại là sau khi những cô gái kia đi vào phòng mới phát hiện ra không thấy đâu vậy rất có thể chính là những người kia cầm rồi nhưng mà mấy người kia lương thi hàm hoàng di lưu nam nam Ai mà không phải là thiên kim tiểu thư, ai sẽ làm loại chuyện trộm gà trộm chó này? Với gia thế của các nàng sẽ thèm chút tiền kia à? Duy chỉ có một người. Người nói là Diệp gia nhị tiểu thư dòng chính, Diệp Oản Oản à? Người bên cạnh lập tức hiểu ý mở miệng. Trừ cô ta ra, nơi này còn ai có thể có khả năng trộm đồ chứ? Tôi thấy 8 phần 19 là cô ta. Nghe nói nhà đầu này sau khi bị đuổi khỏi nhà vẫn luôn một mực lêu lỏng tuy nói hiện tại cũng đã sửa được chút chút, ra dáng con người hơn một chút. Bất quá, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, ai biết sẽ làm ra được chuyện gì. Diệp Oản Oản, còn không mau đem túi sách của ngươi ra cho Hoàng Quản gia kiểm tra. Lương Thi Hàm chỉ vài câu đã kết luận chính là Diệp Oản Oản lấy trộm, đáy mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, lập tức vinh vào hung hăng mở miệng. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm cười một tiếng, tại sao tôi phải đưa cho hắn ta kiểm tra? chúng ta đều đã kiểm tra, chỉ còn lại một mình ngươi, dựa vào cái gì chỉ có mình ngươi không tra. Chẳng lẽ chiếc nhẫn chính là do ngươi cầm, nên ngươi trột dạ. Lúc này, Diệp Y Y và Cố Việt Trẻ cũng đã đi tới. Hoàng quản gia, chiếc nhẫn tìm được chưa? Diệp Y Y giả vờ lo lắng truy hỏi. Hoàng Minh khôn thần sắc khổ sở nói, thật xin lỗi Y Y tiểu thư, tôi vẫn đang tìm. Chuyện gì xảy ra, chiếc nhẫn vẫn còn chưa tìm được sao? ngay lập tức mấy người Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan cũng đã tới. Lương Thi Hàm lập tức thừa cơ tố cáo, bây giờ có thể xác định chiếc nhẫn chính là do mấy người vừa mới lên lầu lấy trộm. Mới vừa rồi túi sách của bọn cháu đều đã để cho Hoàng Quản ra kiểm tra qua, chỉ có Diệp Oản Oản không chịu để cho Hoàng Quản ra kiểm tra túi sách. Lời này chính là ám chỉ Diệp Oản Oản ăn trộm. Sắc mặt của Diệp Hồng Duy nhất thời trầm xuống, Thi Hàm, sự tình không có chứng cứ, không thể nói bậy một bên Diệp Thiệu Đình lập tức đứng ra, bảo hộ ở bên người Diệp Oản Oản, cha, Oản Oản tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Lương Uyển Quân hiếm khi nổi giận cũng đổi sắc mặt, tức giận mà mở miệng nói, cha, mẹ, xin các người tin tưởng Oản Oản. Loại chỉ trích này thật sự là quá đáng. Diệp Mộ Phàm siết ngón tay một cái, sắc mặt có chút khó coi. Chuyện này, không đúng lắm. Hoàng Minh Khôn không có khả năng ở trong tình huống như thế này cố ý gây sự với Oản Oản, giống như là Oản Oản mới vừa nói, thời điểm càng có nhiều người, bọn họ càng sẽ cố gắng tỏ ra lễ độ và khách khí. Trừ phi, bọn họ hoàn toàn chắc chắn có thể khiến cho Oản Oản không xuống đài được. Chẳng lẽ cái tên rác rưởi Hoàng Minh Khôn kia đã lén đem chiếc nhẫn bỏ vào trong túi đồ của Oản Oản từ trước? Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lục soát túi sách của Oản Oản. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm càng ngày càng khó coi, lập tức mở miệng nói, các người đồng ý kiểm tra, liền có nghĩa là oản oản cũng phải đồng ý để các người lục soát sao? Ở đâu ra cái loại luật pháp quy định tư nhân cũng có quyền tự tiện lục soát người? Lương Thi Hàm vào lúc này đã hoàn toàn kết luận là Diệp Oản Oản ăn cắp chiếc nhẫn, làm sao có thể từ bỏ ý đồ, các người luôn mồm luôn miệng bảo Diệp Oản Oản không ăn cắp, lại không để cho Diệp Oản Oản đem túi sách ra kiểm tra, không phải là trột giả dạ thì là cái gì? Rốt cuộc có lấy hay không, tra một cái chẳng phải là sẽ biết ngay sao? Chương 1070, dựa vào cái gì phải phối hợp với ngươi. Nực cười, Diệp Mộ Phàm nhìn về phía Lương Thi Hàm, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngươi nói cha liền cha sao? Sao ngươi không làm ông nội người ta luôn đi? Diệp Mộ Phàm trong lòng đầy hoài nghi, hẳn là đám người Diệp Y Y đã đem chiếc nhẫn nhét vào trên người Diệp Oản Oản từ trước. Nếu không, bọn họ không có khả năng sẽ tại thời điểm này bày ra trò hề náo động lớn như thế này. Nếu bọn họ không có cách nào khẳng định chiếc nhẫn ở trên người Diệp Oản Oản, một khi lục soát không ra, kẻ mất mặt chính là Diệp Y Y. Hôm nay ở ngày đại hỷ như thế này, Diệp Y Y dường như sẽ khó mà có thể làm ra loại chuyện này. Diệp Mộ Phàm đã quyết định xong chủ ý, vô luận như thế nào, đều không thể để cho bọn khốn đó đi lục soát túi của Diệp Oản Oản. Vào giờ phút này, ánh mắt các tân khách ở đây đều tập trung vào nơi này, hơn nữa còn bắt đầu xì xào bàn tán nếu như không có lấy tại sao lại không để cho người ta lục soát không sai lục soát một cái cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới hơn nữa có thể chứng minh được sự trong sạch của mình nếu như lục soát nhưng không có người mất mặt lại là diệp y y ha ha chuyện này có điểm đáng ngờ người bên cạnh đều chủ động giao túi sách ra để lục soát một lần duy chỉ có cái vị nhị tiểu thư dòng chính đó không chịu đây không phải là có vấn đề hay sao nhất định là do cô ta trộm Tôi dám khẳng định, chiếc nhẫn tất nhiên đang ở bên trong túi sách của cô ta. Giờ phút này, Hoàng Minh khôn tiến lên một bước, nhìn về phía Diệp Oản Oản, Oản Oản tiểu thư, xin thất lễ, bởi vì hôm nay là thời điểm hết sức đặc thù, xin Oản Oản tiểu thư cô phối hợp một chút. Dựa vào cái gì phải phối hợp với ngươi, ta xem ngươi có dám lục soát hay không. Hừ, Diệp mộ phàm ngăn ở trước người Diệp Oản Oản. Hoàng quản gia, Oản Oản chắc chắn sẽ không lấy đâu. Lúc này, Diệp Y Y mở miệng giải vây, nghe vậy Hoàng Quản gia than thở lắc đầu một cái. Y Y tiểu thư, những vị tân khách khác đều đã lục soát qua, nếu như không lục soát hoàn hoàn tiểu thư, thực sự là vô cùng thiếu tôn trọng đối với những người còn lại. Huống Chi, chúng ta cũng là vì muốn rửa sạch hiềm nghi cho hoàn hoàn tiểu thư, cũng không phải là cố ý gây khó dễ cho nàng ta. Chuyện này, thần sắc Diệp Y Y có chút do dự. Y Y còn cũng quá ngây thơ rồi đấy, mọi người đều để cho lục soát chỉ có Diệp Oản Oản không cho. Mẹ thấy, chiếc nhẫn nhất định là do ả trộm. Diệp Oản Oản đối xử với con như vậy, con còn cố gắng che chở cho ả ta sao? Lương Mỹ Huyên lạnh lùng cười lạnh. Mẹ, đừng nói Oản Oản như vậy. Diệp Y Y vờ cau mày nói. Mẹ nói ả ta thì sao? Nếu nó thật sự không lấy trộm, chỉ sợ đã sớm giao túi sách ra rửa sạch hiểm nghi cho mình. Bây giờ nhìn lại, 89 phần 10 chính là do ả trộm lương mỹ huyên hừ lạnh nói diệp ra thật đúng là sinh ra một con xúc xanh dám làm ra loại chuyện ăn trộm này giờ phút này mấy vị thiên kim tiểu thư trước đây chủ động giao túi sách ra rối rít chán ghét nhìn về phía diệp oản oản cũng kéo giãn một ít khoảng cách với nàng dường như đứng gần diệp oản oản một chút chính là một loại làm nhục đối với chính bản thân mình lương uyển quân cùng diệp thiệu đình hai người hơi kinh ngạc nhìn về phía diệp oản oản bọn họ tin tưởng con gái của mình tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ăn trộm này, nhưng lại không hiểu được vì sao Diệp Oản Oản lại không nguyện ý giao túi sách ra. Oản Oản tiểu thư, hy vọng cô không nên lãng phí thời gian của các vị tân khách. Hoàng Minh khôn nhìn về phía Diệp Oản Oản. Ta tại sao phải cho ngươi lục soát? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Hoàng Minh Khôn, cười lạnh một tiếng. Bởi vì Oản Oản tiểu thư bị nghi ngờ là ăn trộm nhẫn cưới. Để rửa sạch hiềm nghi, xin Oản Oản tiểu thư phối hợp. Hoàng Minh Khôn nói. Nhưng mà Diệp Oản Oản lại chẳng hề để ý, hiểm nghi là do các người định, không phải là do ta gây ra. Mà ta có làm hay không, trong lòng ta luôn sáng tỏ. Cho nên, vô luận là về lý, về tình, hay là về phương diện pháp luật, ta cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải phối hợp với ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 1071, Hậu quả tự mình chịu Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, chân mày Hoàng Minh Khôn nhíu lên. Chưa từng nghĩ, cái ả Diệp Oản Oản này lại khó dây dưa như thế. Vốn cho là, chuyện này sẽ vô cùng ung dung có thể giải quyết. Có lẽ nào, Diệp Oản Oản đã phát giác ra được gì? Nếu như, Diệp Oản Oản quyết tâm không cho lục soát, vậy hắn cũng không có biện pháp nào. Cha, mẹ, các người nhìn đi, nếu như chiếc nhẫn không phải là do Diệp Oản Oản lấy, nó cần phải làm như thế à? Lương Mỹ Huyên lập tức nhìn về phía Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan, cầu bọn họ làm chủ. Giờ phút này, Đàm Nghệ Lan nhìn về phía Diệp Oản Oản cau mày nói, Oản Oản, nếu như con không có lấy nhẫn của Y Y, vậy không có gì phải sợ, đưa túi sách cho Hoàng Quản ra kiểm tra một lần đi. Bà nội, không phải là con không nguyện ý cho hắn kiểm tra, chỉ bất quá, hôm nay có nhiều tân khách ở chỗ này như vậy. Con cũng không muốn làm cho sự tình trở nên quá mức căng thẳng. Diệp hoàn hoàn tỏ vẻ, con cảm thấy rất khó xử. Nghe thấy lời này, Lương Mỹ Huyền cười lạnh một tiếng, nói hay nhỉ, quả nhiên là người cái loại bạch nhãn lang sao đáng khinh này đã trộm nhấn của y y. Diệp ra chúng ta làm sao lại đẻ ra cái thứ bại hoại không biết xấu hổ như nhà ngươi, ngay cả đồ của nhà mình cũng ăn trộm. Hiện tại lại cảm thấy khó xử. Trước đó ngươi đã làm gì, chỉ sợ ngươi ở bên ngoài, cũng đã trộm không ít thứ đi. Sao sói mắt trắng? danh từ riêng chỉ loại người vong ân phụ nghĩa tâm địa hung tàn lúc này diệp oản oản lườm lương, lương mỹ huyên một cái nhị thẩm mấy ngày rồi bà không có đánh răng lương mỹ huyên biến sắc mặt còn chưa kịp mở miệng diệp hồng duy lại lên tiếng để cho hoàng minh khôn đi lục soát túi sách của diệp oản oản muốn lục soát cũng được lúc này diệp oản oản lạnh lùng nói chỉ bất quá có hậu quả gì xin nhị thẩm tự chịu trách nhiệm Xuất lời, Diệp Oản Oản liền đem túi sách của mình, đưa cho Hoàng Minh Khôn. Lúc này, ánh mắt của mọi người, tất cả đều rơi vào trên túi sách của Diệp Oản Oản, đều muốn nhìn một chút xem, có phải là Diệp Oản Oản lấy trộm chiếc nhẫn hay không. Lúc này, Hoàng Minh Khôn tiện tay lộn một cái, dưới con mắt mọi người, đúng là tùy tiện từ trong túi sách của Diệp Oản Oản lấy ra một chiếc nhẫn phỉ thúy màu ngọc bích. Được ha, thật sự là ngươi, Lương Mỹ Huyên hét toáng lên nói diệp thiệu đình cùng lương uyển quân sau khi chính mắt thấy được hoàng minh khôn từ trong túi sách của diệp oản oản tìm ra được nhẫn phỉ thúy cũng đều mắt hoa mày choáng sắc mặt diệp hồng duy và đàm nghệ lan nhất thời biến đổi gần như có chút tức giận nhìn về phía diệp oản oản chuyện này oản oản không phải là thứ người như vậy chắc là có hiểu lầm gì đó bỗng nhiên diệp y y mở miệng nói hiểu lầm lương mỹ huyên cười lạnh một tiếng tại trước mặt đông người như vậy đều chính mắt thấy được hoàng quản ra từ trong túi sách của diệp oản oản lục soát ra được chiếc nhẫn của con còn có thể có hiểu lầm gì con cho tới bây giờ còn che chở cho con bạch nhãn lang này hay sao có thể diệp y y cắn cắn môi cuối cùng thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa đáng ghét diệp mộ phàm nghiến răng nghiến lợi hắn biết ngay mà nhất định là diệp y y đã động tay động chân từ trước bây giờ còn tỏ vẻ thương xót không đành lòng thật là khiến người ta nôn mửa Oản Oản lại còn bảo hắn đi học một hai phần, hắn sợ là đời này đều không học được ba cái thứ đổ vô liêm sỉ như vậy. Dường như giờ phút này, tân khách tại đây đều xôn xao bàn tán, Diệp gia nhị tiểu thư dòng chính, Diệp Oản Oản, lại thật sự là một tên ăn trộm, đã vậy còn ăn trộm đồ của chính nhà mình. Có loại cha mẹ nào sẽ có loại con gái như thế? Ha ha, cha mẹ vô giáo dục, nuôi ra một tên tội phạm, ăn trộm. Thật là mất mặt xấu hổ một vài tân khách đầy hứng thú cười lạnh mở miệng chửi rùa hô hấp của diệp hồng duy và đàm nghệ lan có chút gấp hơn lần này dưới con mắt của mọi người mặt mũi của bọn họ biết giấu vào đâu đây diệp oản oản nếu ngươi thiếu tiền ngươi cứ nói thật không nghĩ đến ngươi lại đi trộm ngươi thật là vứt sạch mặt mũi của diệp ra vứt sạch mặt mũi của ông nội bà nội ngươi sau này ngươi để cho ông bà nội ngươi làm người như thế nào cái đổ bạch nhãn làm diệp ra Lương Mỹ Huyên chỉ vào mặt của Diệp Oản Oản, tức tối mắng to. Trường 1072, lưu một chút mặt mũi. Diệp Mộ Phàm vội vàng tiến lên một bước, nhìn về phía Lương Mỹ Huyên lạnh giọng cười nói, tôi thấy, đây rõ ràng chính là tự các người bỏ vào, cố ý vụ oan giá hỏa. Nghe được lời này của Diệp Mộ Phàm, Diệp y y mặt đầy bi thương mở miệng, Mộ Phàm, sao cậu có thể nói như vậy? Lương Mỹ Huyên mặt đầy khinh bỉ, y y, con nhìn thấy rồi chứ. Đáng thương cho con mới vừa rồi còn một mực bảo vệ bọn họ, nhưng kết quả thì thế nào? Trộm chiếc nhẫn của con, chẳng những không thừa nhận, còn cắn ngược lại chúng ta một cái. Bây giờ, những tân khách của Diệp ra ở đây nhìn hai huynh muội Diệp mộ phàm cùng Diệp oản oản, trong mắt đều lộ ra thần sắc chán ghét và ghét bỏ. Sắc mặt Diệp Hồng Duy cùng đàm nghệ lan cực kỳ khó coi, như chuyện nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng Diệp oản oản lại là ăn trộm, hơn nữa còn trộm chính nhà mình lương thi hàm thấy quản ra từ trong túi sách của diệp oản oản tìm ra được chiếc nhẫn quả thực là vui mừng quá đỗi lúc này kích động mở miệng tôi đã nói nhất định là ả à ta trộm mà hôm nay những người ở đây làm gì còn ai khác có khả năng làm ra loại chuyện trộm gà trộm chó này diệp y y mở miệng nói dù sao cũng đều là người một nhà chuyện này hay là thôi đi người một nhà một bên lương mỹ huyên nhất thời cười lạnh một tiếng cô ta xứng là người của diệp ra chúng ta sao thật không biết Diệp ra đã tạo ra cái nhiệt gì, dạy ra thứ người như vậy. Diệp oản oản hướng về phía Lương Mỹ Huyên nhìn một cái, không nhanh không chậm mở miệng, nhị thầm, mở miệng cũng lưu lại chút đức, chứ có để sự tình trở nên quá mức khó coi là tốt rồi. Sao vậy, người còn có mặt mũi nói lời như vậy sao? Thời điểm đi ăn trộm đồ sao không suy nghĩ một chút, sau khi bị tố giác sẽ khó coi đến giường nào. Lương Mỹ Huyên chỉ mặt Diệp Oản Oản mắng. Diệp Oản Oản than nhẹ một tiếng, vốn là, tôi niệm tình đều là người một nhà, muốn cho các người lưu lại một chút mặt mũi. Diệp Oản Oản, người trộm nhẫn của Y Y Tỷ, tại sao còn có thể mặt dày như vậy? Không có chút tôn trọng hay lễ phép đối với trưởng bối chút nào. Y Y Tỷ, Tỷ đừng tiếp tục mềm lòng, đều đã có chứng cứ xác thật, lại còn thà chết chẳng chịu thừa nhận. Đối phó thứ người như vậy, không bằng trực tiếp báo cảnh sát đi. Lương Thi hàm lòng đầy cam phẫn mà mở miệng. Lương Mỹ Huyên đương nhiên cũng cầu mà không được, thuận theo lương thi hàm nói xong liền tiếp lời, Diệp Oản Oản, vốn là chỉ cần ngươi nói một lời đàng hoàng là được rồi, chuyện này liền coi như xong. Nhưng bây giờ, ngươi lại thà chết cũng không chịu hối cải cũng đừng trách ta phải nhờ tới pháp luật can thiệp. Diệp ra cũng không có cái loại ăn trộm này, thứ bại hoại cặn bã của xã hội. Con mẹ nó, người nói ai là thứ bại hoại, Diệp mộ phàm không thể nhịn được nữa xông tới, dù cho chính hắn từng bị nói như vậy, cũng chưa bao giờ tức giận như thế bao giờ chật chật chật, một tên trộm phạm ăn trộm, một tên đầy bạo lực, đây đều là được gia đình bồi dưỡng ra đấy. Nghe các tân khách đàm tiếu càng lúc càng khó nghe, sắc mặt Diệp Hồng Duy cùng đàm nghệ lan thay đổi liên tục. Cũng được, tôi đồng ý, báo cảnh sát đi, đúng lúc này, Diệp Oản Oản đột nhiên mở miệng. Diệp mộ phàm kinh ngạc trợn to hai mắt, Oản Oản, em nói gì vậy? Nguyên bản niệm tình là người cũng một nhà, em cũng không muốn gây ra huyên náo quá khó coi. Diệp Oản Oản hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, ngay sau đó tiếp tục mở miệng, nhưng mà, những người này, trộm nhẫn của em, chẳng những không hề có ý hối cải, bây giờ còn muốn vu hãm ngược lại em. Em cũng chỉ đành phải để cho cảnh sát tới xử lý vậy. Trong nháy mắt khi câu nói này của Diệp Oản Oản rơi xuống, cả hội trường nhất thời kinh ngạc yên lặng mất mấy giây, các tân khách rối rít chố mắt nhìn nhau. Cái gì? Trộm nhẫn của nàng? Nằm mơ chứ? đây không phải là nhẫn đính hôn của Diệp Y Y hay sao? Làm sao lại thành của nàng ta rồi? Chẳng lẽ ăn trộm bị người ta phát hiện, không thể nào tiếp nhận được thực tế, sinh ra ảo tưởng rồi chứ? chương 1073, kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy. Nghe được lời của Diệp Oản Oản, tân khách ở đây bàn tán ẩm ý. Diệp Oản Oản, người nói cái gì? Ta thấy người bị điên rồi. Nhẫn đính hôn của Y Y làm sao lại trở thành nhẫn của ngươi? Lương Mỹ Huyên nghe mà ngu người luôn rồi. Diệp Oản Oản tỏ vẻ đầy đau lòng mở miệng, nhị thẩm, đây có phải là nhẫn của tôi hay không? Trong lòng của bà không biết rõ sao? Ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên tôi biết kỹ thuật diễn xuất của nhị thẩm bà lại có thể tốt như vậy. Chiếc nhẫn phỉ thúy này vốn chính là của tôi, tôi đều để trong phòng. Là bà lèn vào phòng tôi, trộm đi chiếc nhẫn này, đây là chính tôi tận mắt nhìn thấy. Diệp Oản Oản chỉ vào Lương Mỹ Huyên nghiêm nghị trách mắng, mặt tỏ vẻ đầy tức giận đến cực hạt, nhưng lại cố ẩn nhẫn, cố gắng không để cho mình mất khống chế. Ngươi, ngươi, cái con nhà đầu chết tiệt, ngươi nói cái gì? Ta trộm chiếc nhẫn của ngươi, lương Mỹ huyên rít lên thành tiếng. Oản oản, cô không nên nói bậy, Diệp y y nhìn Diệp oản oản, chân mày nhíu chặt lại. Tôi nói bậy, Diệp oản oản cười lạnh một tiếng, nguyên bản, tôi một mực đều dự định nhắm một mắt mở một mắt. Nếu các người đã thích, Tôi coi như là đem chiếc nhẫn tặng cho các người, coi như lễ vật chúc mừng. Ai ngờ đâu, các người lại đối xử với tôi như vậy. Nhìn thấy Diệp Hoàn oản lập luận sắc xảo, bộ dáng đầy ủy khuất, Diệp Hiệu Đình cùng Lương Uyển Quân thần sắc vô cùng kinh ngạc, chố mắt nhìn nhau. Nguyên bản hai người đều không tin con gái mình sẽ đi ăn trộm, giờ phút này nghe Diệp oản Hoàn nói, nhất thời đều tin tưởng không nghi ngờ chút nào. Không sai, Diệp ngộ Phàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức tiến lên nhìn kỹ chiếc nhẫn phỉ thúy này, phối hợp với Diệp Oản Oản mở miệng nói, chiếc nhẫn này, là Oản Oản tốn số tiền lớn mới mua được, tôi biết rất rõ ràng. Tôi cứ thắc mắc đoạn thời gian gần đây chiếc nhẫn của Oản Oản làm sao lại không còn. Nguyên lai là các ngươi ăn trộm, ác tâm, ngay cả người nhà mình cũng đều trộm, phi, ngươi, ngươi bớt nói hưu nói vượn, lương Mỹ huyên sắc mặt âm trầm, thật giống như có thể chảy ra nước. Nhị thẩm lần trước tôi tận mắt nhìn thấy, bà lén lén lút lút đi vào phòng của tôi trộm chiếc nhẫn. Thấy bà muốn chúc phúc cho con gái nên tôi có thể thông cảm được. Ngờ đâu bà không chỉ ăn trộm đồ của tôi, mà trộm đồ thì cũng thôi đi, cuối cùng còn muốn vu hãm tôi. Diệp oản oản lắc đầu than thở, mặt đầy ủy khuất. Nhà đầu chết tiệt, người ăn nói lung tung, ta thấy ngươi là thẹn quá hóa giận trả đúa. Ngươi nói lời như vậy có chứng cứ gì sao? Như thế, nhị thẩm bêu xấu tôi ăn trộm chiếc nhẫn, có chứng cứ sao? Các người có chứng cứ gì có thể chứng minh, chiếc nhẫn này, là của các người? Quả thật là buồn cười, đây chính là nhẫn đính hôn của Y Y, không phải là của Y Y, chẳng lẽ lại là của ngươi sao? Lương Mỹ Huyên nổi giận. Lúc này, Diệp Y Y tỏ vẻ đầy cầu khẩn nhìn về phía Cố Việt Trạch xin giúp đỡ. Cố Việt Trạch mở miệng nói, đây đúng là nhẫn đính hôn tôi mua cho Y Y. Diệp Oản Oản nói xong, nhìn về phía Cố Việt Trạch, cặp mắt đột nhiên trợn to, rơm rớm nước mắt, anh. Cố Việt Trạch, em thật không nghĩ tới. Ngay cả anh cũng giúp đỡ bọn họ cùng nhau bêu xấu em. a à, thôi đi, em sớm nên biết. Cố Việt Trạch nghe vậy, hơi nhíu mày, nữ nhân này, đang dở trò quỷ gì. Người chung quanh thấy một màn như vậy, tất cả đều đã ngây ngẩn. Rốt cuộc là tình huống gì? Còn có thể là cái gì? Nhất định là ngụy biện rồi thời điểm ngay khi đám người đang bàn tán xôn xao, Diệp Oản Oản ánh mắt đanh lại, nghiêm nghị mở miệng, được. Rất tốt, đó chính là nói, các người từ đầu đến cuối đều là nói xuông không có chứng cớ, đúng chứ? Bất quá, tôi tới bây giờ đều không có thói quen ngậm máu phun người, tôi có chứng cứ có thể chứng minh, chiếc nhẫn này chính là của tôi. Trường 1074, chiếc nhẫn này biết nói chuyện. Nghe được lời của Diệp Oản Oản, hội trường nhất thời lại trở nên xôn xao. Lương Mỹ Huyên lạnh lùng chế giễu lên tiếng, quả thật là nực cười. Chứng cớ, ngươi có thể có chứng cớ gì? Chẳng lẽ chiếc nhẫn còn có thể nói chuyện? Ngươi nói là của ngươi, chính là của ngươi sao? Diệp Oản Oản cười một tiếng, thực xin lỗi, nhị thẩm, chiếc nhẫn này, nó quả thật sẽ biết nói chuyện. Lương Mỹ Huyên, ta thấy là ngươi cố tình gây sự. Diệp Oản Oản không để ý đến sự giễu cợt của Lương Mỹ Huyên cùng ánh mắt khác thường của người chung quanh, tôi muốn hỏi lại nhị thẩm một lần nữa, bà xác định đây là nhẫn đính hôn của Diệp Y Y thật sao? Lương Mỹ Huyên trợn mắt nhìn nàng một cái, nói nhảm, chiếc nhẫn này dĩ nhiên là của Y Y chúng ta đấy. Diệp Oản Oản, người không cần lại dùng lời ngon tiếng ngọt nữa. Đây chính là sự thật, không cách nào chối cãi nữa. Ồ, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, ngay sau đó, từ trong tay Hoàng Minh Khôn cầm lấy chiếc nhẫn kia, khẽ mở miệng nói, như vậy, mời nhị thẩm giải thích một chút, tại sao trên chiếc nhẫn đính hôn của Diệp y, y lại sẽ khác tên của tôi? Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản nói ra, biểu tình trên mặt lương Mỹ Huyên bỗng cứng đờ, ngươi. Ngươi nói cái gì? Diệp Oản Oản trực tiếp đem chiếc nhẫn đưa cho Diệp Hồng Duy ở bên cạnh, ông nội, bà nội, các người có thể nhìn một chút, bên trong chiếc nhẫn, có khác chữ gì? Diệp Hồng Duy vội vàng xít lại gần nhìn xem, ngay sau đó cũng biến sắc, chuyện này. Bên trong chiếc nhẫn này, có khắc một chữ Oản, đàm nghệ lan thần sắc cũng cả kinh đúng là chữ oản mấy con số phía sau tựa hồ là sinh nhật của oản oản chuyện này là không thể nào lương mỹ huyên liền chộp một phát đoạt lấy chiếc nhẫn sau khi thấy rõ chữ khác bên trong chiếc nhẫn cũng thoáng cái sợ ngây người chung quanh không ít tân khách cũng nhón mũi chân lên nhìn nhất thời không ít người đều thấy trên mặt nhẫn quả thật có khác tên của diệp oản oản trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt thật đúng là có khác một chữ oản nha hơn nữa ngay cả sinh nhật cũng đều có chuyện này vật này nhất định là của diệp nhị tiểu thư không sai chứ nếu không trên nhẫn đính hôn của diệp y y làm sao lại có thể khác tên của diệp oản oản được cho nên như vậy là diệp nhị tiểu thư đã nói thật nhưng mà với thân phận của lương mỹ huyên làm sao lại sẽ làm ra loại chuyện này chứ thân phận của lương mỹ huyên cậu quên lúc trước lương mỹ huyên làm thế nào vào được diệp ra đúng không lương mỹ huyên là em gái của lương uyển quân ban đầu chẳng qua chỉ là ở nhờ diệp ra mà thôi sau đó không biết làm sao lại thông dâm với lão nhị diệp ra diệp thiệu an diệp thiệu an lúc đó còn không quyền không thế lương mỹ huyên cái loại nhị thiếu nãi nãi đương nhiên càng không mỡ để vớt phải nói là loại chuyện thuận tay rắt dê này cũng không phải là không có khả năng làm ra chật chật hiện tại diệp ra lão nhị đang nắm quyền một tay che trời nếu không phải là phía sau chiếc nhẫn này có khắc chữ hôm nay Diệp Nhị Tiểu Thư sợ là có miệng cũng không giải thích được. Nghe được lời đàm tiếu của tân khách chung quanh, sắc mặt của Lương Mỹ Huyên càng ngày càng khó coi, mặt không cách nào tin được nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia. Bà ta nghĩ thế nào cũng không hiểu được vì sao trên chiếc nhẫn này lại có thêm tên của Diệp Oản Oản. Ngay cả Diệp Y Y cùng Hoàng Minh Khôn cũng hoàn toàn trợn tròn hai mắt, còn có cố Việt trẻ cũng vậy, thần sắc vô cùng ngạc nhiên. Chiếc nhẫn này, rõ ràng là đích thân hắn mua, làm sao lại sẽ khác tên của Diệp Oản Oản. Lương Mỹ huyền ánh mắt âm vụ hướng về Hoàng Minh Khôn chừng mắt một cái, hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Hoàng Minh Khôn lại cũng vô cùng mơ hồ, hoàn toàn không biết là có chuyện gì. Diệp Oản Oản nhìn thấy sắc mặt Lương Mỹ huyền càng lúc càng đơ, ung dung mở miệng nói, nhị thẩm tôi đã sớm nói rồi, đừng để cho sự tình quá mức khó coi là tốt rồi. Trường 1075, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, May là thời điểm nhị thẩm thuận tay dắt dê, cũng không chú ý tới phía sau chiếc nhẫn có khắc chữ, nếu không ngày hôm nay tôi có nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Diệp oản oản luôn mồm luôn miệng, thuận tay rắt dê, khiến cho lương Mỹ huyên giận đến nổi trận lôi đình, gắt gao nắm lấy chiếc nhẫn, nghiêm nghị mở miệng, chuyện này. Chữ này nhất định là ngươi mới vừa khắc lên. Diệp oản oản cười một tiếng, nhị thẩm mới vừa rồi còn nói tôi ăn nói linh tinh, tôi thấy nhị thẩm bà mới là ăn nói linh tinh. Chiếc nhẫn này có đính phỉ thúy, nhưng chất liệu của chiếc nhẫn lại là bạch kim, chẳng lẽ tôi mới vừa dùng móng tay khắc hay sao? Lương Mỹ Huyên cắn răng nói, đó nhất định, nhất định cái này căn bản cũng không phải là nhẫn đính hôn của Y Y. Diệp Oản Oản nhíu mày, nhị thầm, bà rốt cuộc thừa nhận đây không phải là nhẫn của Diệp Y Y. Đây là nhẫn của Y Y, nhưng mà nhẫn đính hôn của Y Y đã bị ngươi đánh cháo. Lương Mỹ Huyên giận đến gần chết, Diệp Oản Oản thần sắc càng thêm khó tưởng tượng nổi, nhị thẩm, hôm nay bà đột nhiên làm khó làm dễ, phù hãm tôi ăn trộm, tôi làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị một chiếc nhẫn giống nhau như đúc, nhưng bên trong còn có khắc tên của tôi. Chẳng lẽ tôi có thể biết trước tương lai sao? Biết nhị thẩm sẽ dùng loại bẫy dập vớ vẩn này để hãm hại tôi. Sau đó lại có chuẩn bị trước. Diệp Oản Oản nói xong, nhất thời làm cho hội trường cười vang một trận. Ngươi, Lương Mỹ Huyên nhất thời bị nghẹn họng không nói được nên lời. Giờ phút này ở bên cạnh, Diệp Mộ Phàm cũng đã sắp bị tức đến nổ phổi rồi, Lương Mỹ Huyên, người quả thật là khinh người quá đáng. Ông nội, bà nội, hai người nhất định phải làm chủ cho Oản Oản. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân đem Diệp Oản Oản che chở ở trong ngực, mặt cũng đầy vẻ bực tức. Giờ phút này, sắc mặt của Diệp Hồng Duy đã âm trầm đến cực hạt. Mỹ Huyên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lương Mỹ Huyên lo lắng nói: Con, cha, mẹ, sự tình không phải là như các người nhìn thấy. Con làm sao có thể lại đi trộm nhẫn của con nhà đầu chết tiệt này? Là ả à ta vu hãm con? Diệp Hồng Duy, vậy chiếc nhẫn này người muốn giải thích thế nào? Lương Mỹ Huyên, con. Diệp oản oản sắc mặt hơi sấm lại, gượng gạo cười một tiếng, mở miệng nói: Ông nội, bà nội, coi như thôi đi, đều là người một nhà, con không muốn tiếp tục truy cứu mới vừa rồi con chẳng qua là quá thương tâm nên mới không nhịn được đem chân tướng nói ra thật xin lỗi là con quá kích động khiến cho ông nội bà nội khó xử diệp hồng duy nghĩ lại sự hoài nghi đối với cháu gái trước đó trong lòng ít nhiều có chút áy náy không phải lỗi của con không cần nói xin lỗi diệp mộ phàm hừ lạnh một tiếng oản oản em làm sao lại có thể dễ nói chuyện như vậy thứ người như vậy nên báo cảnh sát ta không có ta không có trộm nhà đầu chết tiệt, ngươi vu hãm ta, ngươi lại dám hãm hại ta, ta xé ra của ngươi. Lương Mỹ Huyên giải thích thế nào cũng đều không giải thích được, dẫn đến thiếu chút nữa hộc máu, mất khống chế nhào về phía Diệp Oản Oản. Bất quá, còn chưa kịp đến gần Diệp Oản Oản, liền bị Diệp Hồng Duy nổi giận lên tiếng, đúng là quá đáng rồi. Thiệu An, còn không mau đem vợ của ngươi mang vào. Vẫn chưa đủ mất mặt hay sao? Diệp Thiệu An cắn răng, chỉ có thể vội vàng đem Lương Mỹ Huyên kéo đi, Đồng thời không cam lòng mở miệng, cha, mẹ, con nhà đầu chết tiệt này khẳng định là dở cho quỷ gì. Im miệng, các người còn có phần nửa bộ dáng trưởng bối hay sao? Đàm nghệ lan cũng đồng dạng là sắc mặt âm trầm, chữ trên mặt nhẫn đã khiến bà hoàn toàn tin là gia đình con thứ bên kia cố ý bêu xấu hoảng hoàn. Nguyên bản bà còn tưởng rằng Lương Mỹ Huyên là một người thông minh khôn khéo, nào ngờ đâu lại thủ đoạn ti tiện như vậy. Quả nhiên là một người có quyền thế quá lớn, liền bắt đầu thay đổi khoảng thời gian này gia đình con thứ càng ngày càng quá đáng, xem ra, đã đến lúc nên có một vài quyết định dứt khoát. chương 1076, hắn mới là người bị dạy dỗ. Mới rồi những tân khách ở đây đều chĩa mùi rùi về phía Diệp Oản Oản đàm tiếu, giờ phút này tất cả đều quay ngược lại trả lại cho Lương Mỹ Huyên. Sắc mặt của nhị lão cũng vô cùng khó coi, tại lễ đính hôn của hai bên gia đình làm ra loại chuyện xấu này, mặt mũi của bọn họ biết để ở nơi nào. Diệp Thiệu An này bọn họ vốn không quá coi trọng, năng lực so với Diệp Thiệu Đình, thật sự là kém xa. Nếu không phải là bởi vì hắn chỉ có một đứa con gái là Diệp Y Y, bọn họ cũng sẽ không đồng ý việc hôn sự này. Hiện tại mắt thấy tình huống của gia đình con trưởng Diệp Thiệu Đình như vậy, tương lai Diệp ra như thế nào, sợ là vẫn còn chưa biết được. Ai có thể nghĩ tới, một tên công tử bột như Diệp Mộ Phàm, vốn không học vấn không nghề nghiệp không chỗ dựa, lại có thể sẽ có biến hóa lớn như vậy. Mắt thấy đại hỷ sự như lễ đính hôn lại biến thành như vậy, Diệp y y sắc mặt trắng bệch, nghĩ bằng đầu gối cũng biết sau khi yến hội kết thúc, trong giới sẽ có lời đồn đãi như thế nào. Bết bát hơn chính là, ông bà nội bên này, vốn là muốn nhân cơ hội lần này khiến cho dòng chính thất sủng, không ngờ đâu lại khéo quá hóa vụng. Đáng chết, rõ ràng hết thảy đều đã sắp xếp ổn thỏa, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Việc đã đến nước này, Diệp Thiệu An chỉ có thể cố nén tức giận đang muốn đem lương Mỹ huyên tâm tình kích động lôi đi, ở một bên Diệp Oản Oản mở miệng, nhị thẩm chiếc nhẫn của tôi. Lão gia tử nổi giận nói, còn không mau đem đồ vật trả lại cho Oản Oản. Diệp y y trước khi lương Mỹ huyên kịp mở miệng, vội vàng lấy ánh mắt chặn bà ta lại, sau đó từ trong tay lương Mỹ huyên đem chiếc nhẫn cầm tới, đưa cho Diệp Oản Oản, Oản Oản, thật sự thật xin lỗi, tôi không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Chờ sau khi yến hội kết thúc, Tôi nhất định sẽ nói xin lỗi cô Đàng Hoàng. Rõ ràng là nhẫn đính hôn của mình, lại phải đích thân trả lại cho Diệp Oản Oản, sắc mặt của Diệp Y Y cơ hồ đều đã có chút không kềm được. Thời điểm từ trong tay Lương Mỹ Huyên nhận lấy chiếc nhẫn, nàng lại ung dung thản nhiên cẩn thận đem chiếc nhẫn nhìn qua một lần. Xác định đây chính là chiếc nhẫn kia của nàng không sai, nhưng không hiểu sao ở bên trong lại xuất hiện tên của Diệp Oản Oản. Các vị, quả thực xin lỗi, một chút chuyện vặt vãnh trong nhà để cho các vị chê cười rồi. Cùng lúc đó, Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan vội vàng dàn xếp, dù sao lễ đính hôn vẫn còn phải tiếp tục. Sau khi yến hội kết thúc, bọn họ còn phải tốn đại lượng tinh lực đi trấn an tân khách và cả cố ra bên kia. Nghĩ đến những thứ này, sắc mặt của hai người càng lúc càng đen đi. Sau khi yến hội kết thúc, Diệp Hồng Duy đem Diệp Mộ Phàm đơn độc gọi tới thư phòng. Diệp Hồng Duy thở dài, hướng về cháu trai nhìn lại, Mộ Phàm chuyện lần này, oản oản chịu ủy khuất, sau khi trở về, phải an ủi nó cho thật tốt. Nhị thẩm của con bên kia, ta nhất định sẽ nghiêm trị. Diệp mộ phàm, cảm ơn ông nội làm chủ. Biết ông nội kêu con qua để làm gì không? Diệp Hồng Duy hỏi. Diệp mộ phàm lắc đầu một cái, tỏ vẻ không biết. Diệp Hồng Duy sắc mặt vui mừng mở miệng, có câu nói, mà luyện khiến người ta trưởng thành, lời này quả nhiên không sai. Con rốt cuộc có thể trưởng thành hiểu chuyện, ông nội thật sự rất vui vẻ yên tâm hơn nữa con dạy dỗ oản oản cũng rất tốt nhà đầu kia hiện tại cũng càng ngày càng hiểu lễ nghĩa rồi diệp mộ phàm nghe nói như vậy theo bản năng sờ lỗ mũi một cái quả thực có chút trột giả cái gì cơ rõ ràng hắn mới là người bị dạy dỗ nha nếu như không phải là oản oản dùng thủ đoạn không bình thường khiến cho hắn tỉnh ngộ hắn đến nay chắc vẫn còn lăn lộn như một kẻ ngốc nghếch ông nội Trước đây là con quá ngỗ ngược, khiến cho ông bà nội thất vọng, con sẽ càng thêm cố gắng hơn." Diệp Mộ Phàm mở miệng. Diệp Hồng Duy gật đầu một cái, sau khi trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, "Danh tiếng trước đây của con tại tập đoàn Diệp thị, con cũng biết rồi. Nếu như muốn trở lại, phải làm ra được thành tựu khiến người người kính phục, con có hiểu không?" Chương 1077, ngay cả anh mà cũng lừa sao? Diệp Hồng Duy ý tại ngôn ngoại, đã rất rõ ràng ông ta đã có dự định để cho diệp mộ phàm trở về công ty điều kiện tiên quyết là hắn phải có được thành tích mặc dù thái độ của diệp hồng duy gần đây đối với hắn càng ngày càng mềm đi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chính miệng cam kết với hắn như vậy chuyện lần này mặc dù nhìn có vẻ chẳng qua chỉ là chút mâu thuẫn vặt trong nhà nhưng lại là mồi dẫn hỏa cho quyết định của diệp hồng duy diệp mộ phàm nghe vậy nhất thời chấn động tinh thần một cái ông nội con hiểu rồi con nhất định sẽ để cho nội thấy được năng lực của con sau khi diệp mộ phàm cùng diệp hồng duy nói xong rời khỏi diệp trạch diệp hiệu đình cùng lương mỹ huyên đi lấy xe diệp oản oản chờ hắn ở cửa vừa nhìn thấy diệp oản oản diệp mộ phàm lập tức lòng đầy căm phẫn mở miệng mắng thay em gái mình miệng nó con tiểu tiện nhân lương mỹ huyên kia lại có thể trộm chiếc nhẫn của em còn vụ oan giá hỏa. cũng quá là không biết xấu hổ quả thật là vô liêm sỉ. May mắn phía sau chiếc nhẫn có khắc tên của em, nếu không em còn không phải là bị oan uổng tới chết sao. Oản oản, em đừng buồn, chuyện này ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn bộ trong giới, anh muốn xem ả à ta sau này làm sao còn mặt mũi lăn lộn trong ngành. Diệp oản oản không nhanh không chậm liếc Diệp mộ phàm một cái, ai nói bà ta ăn trộm chiếc nhẫn của em. Diệp mộ phàm nghe vậy ngẩn ngơ, hả, không phải là em nói bà ta. Bà ta không có ăn trộm, là em vu hãm cho bà. Diệp Oản Oản trả lời. Hoặc, à, em, em nói cái gì, em vô hãm cho ả à ta. Diệp Mộ Phàm mặt đầy mộng bức, sau đó mê mang nói, vậy. Chữ phía sau chiếc nhẫn kia là chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản nhíu mày, em dùng móng tay khắc lên đó. Diệp Mộ Phàm sắc mặt biến thành màu đen, em đừng có đùa nữa, cái con khỉ con này. Diệp Oản Oản cười một tiếng, cũng không thừa nước đục thả câu, mở miệng nói, Chiếc nhẫn bị mất quả thật là nhẫn đính hôn của Diệp Y Y, bất quá, cái có khắc chữ này là của em." Diệp Oản Oản nói xong, ngón tay đưa lên âu phục của Diệp Mộ Phàm sờ một cái, một giây kế tiếp, trong lòng bàn tay đã có nhiều hơn một chiếc nhẫn phỉ thúy xanh biếc. "Đây là?" Diệp Mộ Phàm trợn to hai mắt. Diệp Oản Oản đem phần phía trong chiếc nhẫn này cho Diệp Mộ Phàm nhìn, bên trong không có khắc chữ gì cả. "Chiếc nhẫn không có khắc chữ này mới là của Diệp Y Y." Thời điểm Hoàng Minh Khôn đem nó đặt ở trong túi sách của em, em liền đem nó lấy ra, chuyển tới trên người anh. Mà trong túi sách của em, em đã sớm chuẩn bị xong chiếc nhẫn có khắc tên của em. Ta Phi, Diệp Mộ Phàm nghe xong há hốc mồm, còn có loại thao tác này sao? Cho nên nói, từ đầu tới cuối đều là em đang vu hãm lương Mỹ Huyên. Diệp Oản Oản gật đầu, đúng vậy. Diệp Mộ Phàm, kỹ thuật diễn xuất này của em, ngay cả anh mà cũng lừa sao? Diệp oản oản nhíu mày, lựa anh rất khó sao. Diệp mộ phàm. Diệp mộ phàm nghẹn ngào, làm sao em biết mà chuẩn bị cái này. Diệp oản oản suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, em có nguồn tin riêng, đã sớm lấy được một ít tin tức. Trên thực tế, thủ đoạn tương tự thế này, kiếp trước Diệp y y cùng Lương Mỹ Huyên đã từng dùng qua. Chỉ bất quá, lễ đính hôn khi đó tư giả hàn không cho phép nàng tham gia, đối tượng bọn họ giá họa không phải là nàng, mà là Diệp mộ phàm. Nàng cũng là sau đó mới nghe nói Diệp Mộ Phàm ở trong lễ đính hôn của Diệp Y Y ăn cắp nhẫn đính hôn của nàng ta, sau khi bị phát hiện thả chết không thừa nhận, còn ra tay đánh nhau. Danh tiếng Diệp Mộ Phàm vốn là đã rất kém cỏi, sau chuyện dùm Ben lần đó càng giống như chuột chạy qua đường. Sau khi sống lại, bởi vì hiệu ứng hồ điệp, rất nhiều chuyện đã xảy ra đều thay đổi, rất nhiều chuyện nàng cũng đã không có cách nào dự đoán chính xác được nữa. Bất quá, để chắc ăn, nàng vẫn đã sớm có chuẩn bị kỹ từ trước, cũng may là có đất dụng võ. Vô luận là vận mệnh phát triển như thế nào, nhân tính cũng sẽ không cải biến. Hai mẹ con nhà kia sẽ không từ thủ đoạn, bất qua đối tượng được chuyển thành nàng, người nhìn có vẻ dễ đối phó hơn. chương 1078 cũng không phải là không nuôi nổi. Nếu muốn làm nên chuyện, phải chú trọng thiên thời địa lợi nhân hòa. Trước đây hình tượng của dòng chính chúng ta đối với bên ngoài quá kém, hiện tại ấn tượng ở bên ngoài đối với chúng ta đã càng ngày càng thay đổi cách nhìn. Cán cân của ông nội bà nội cũng đã nghiêng về phía chúng ta không sai biệt lắm. Hiện tại muôn sự đã xong, chỉ thiếu gió đông, lấy được lòng người là bước đầu tiên, trọng yếu hơn chính là thực lực. Bước kế tiếp, bộ phim của chúng ta nhất định phải thành công vang dội. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái, Oản Oản, dữ liệu của em không sai chút nào, Ông nội gọi anh lên chính là nói chuyện này. Ông nội đã hứa hẹn với anh sẽ cho anh một cơ hội, chỉ cần anh có thể có được thành tựu. Diệp Oản Oản mở miệng, vậy thì tốt, khoảng thời gian tiếp theo này rất trọng yếu, không thể thiếu cảnh giác. Oản Oản em yên tâm, anh sẽ làm việc nhiều hơn, đồng thời thật cẩn thận. Diệp Mộ Phàm đang nói chuyện, điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên một tiếng, là nhạc chuông điện thoại được cài đặt riêng, y chang như còi báo động. Điện thoại của ai vậy? Đây là cái nhạc chuông điện thoại quỷ gì, lại như tiếng còi báo động vậy? Diệp mộ phàm nghe thấy âm thanh kỳ lạ này, hiếu kỳ hỏi. Diệp oản oản nghe thấy nhạc chuông này, vội vàng lúm cuống tay chân đem điện thoại di động lấy ra, điện thoại của bạn trai em. Diệp mộ phàm, bạn trai em, sao lại thiết kế nhạc chuông dọa người như vậy? Diệp oản oản, để cho dễ nghe được. Diệp oản oản lập tức nghe điện thoại, nói với tư giả hàn, alo, cục cưng, Em bên này đã kết thúc rồi, lập tức sẽ trở về, anh cùng con trai ngủ trước đi. Diệp Ngộ Phàm, con trai, có cần phải nói một cách tự nhiên như vậy hay không? Diệp Oản Oản sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Ngộ Phàm lầu bầu hỏi, đứa bé kia còn chưa đi sao? Em dự định để cho nó ở tới khi nào thế? Nếu như một mực không tìm ra được, em chẳng lẽ muốn để cho nó ở mãi như vậy hay sao? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, tại sao không thể đường đường ngoan như vậy, lại nói, em cũng không phải là không nuôi nổi. Diệp mộ phàm nghẹn ngào không nói nên lời, đây không phải là trọng điểm, có được hay không? Dù sao đây cũng không phải là con em, em cứ một mực nuôi như vậy, thì xem là cái gì? Diệp oản oản, nói bậy, chính là con em. Diệp mộ phàm, hồng hoa tiểu lâu, trên ghế salon phòng khách, tư giả hàn cầm lấy một quyển sách ngồi ở chỗ đó. Một bên của ghế salon, Sắt đang nằm ở trên thảm hít mắt lim dim, một cái bánh bao nhỏ phấn điêu ngọc trác ngồi dựa ở trên người của đại bạch hồ. Cậu nhóc cố gắng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng đại khái là thật sự quá buồn ngủ, đôi mắt díp lại còn hai đường chỉ, thân thể lung la lung lay, thỉnh thoảng lại đưa tay nhỏ ra xoa xoa mắt. Tư giả hàn tiện tay đắp trên người nhóc một tấm chăn nhỏ màu hồng, thời điểm mỗi khi cậu nhóc ngồi không vững muốn ngủ gật, đều đưa một cánh tay ra đỡ cho cậu bé. Phải đi ngủ đi chứ, Tư giả hàn nhìn về phía đường đường hỏi. Cậu bé lập tức lắc đầu một cái, con muốn chờ mẹ. Tư giả hàn nghe vậy, không tiếp tục nói chuyện nữa. Cậu bé hít mắt, đôi mắt buồn ngủ díp lại, mông lung mà nằm úp sấp ở trên người đại bạch lầm bẩm nói mớ, đại bạch đại bạch. Mẹ đi đâu, mẹ làm sao vẫn chưa trở lại, mẹ lúc nào mới trở về, thời điểm trở về vẫn thích ta sao, còn muốn ta sao. Tư giả hàn, đại bạch hơi hơi mở mắt ra, Hướng về tiểu tử nằm úp sắp ở trên người mình nhìn một cái, một lát sau lại nhắm hai mắt lại. Một hồi sau, không biết là nghe được thanh âm gì, lỗ tai đại bạch lập tức dựng lên, hướng về phía cửa trước nhìn lại. Sau khi xuống xe, Diệp Oản oản bạch 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 một đường chạy ngay đến phòng khách. Đang muốn đi lên phòng ngủ trên lầu, kết quả mới vừa vừa đẩy cửa ra liền thấy một màn vô cùng ấm áp này trong phòng khách, trái tim trượt khẽ rung động. Chương 1079 phương thức bày tỏ tình cảm của Bảo Bối. Một nghe được âm thanh của Diệp Oản Oản, Đường Đường lập tức xoa xoa con mắt, chờ mình một cái liền bò dậy, bạch 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 nện bước chân nhỏ ngắn của mình nhào về phía mẹ, "Mẹ." Cậu bé ngước đầu, dùng đôi mắt to tròn lấp lánh như sao trời, tràn đầy mừng rỡ nhìn nàng, "Mẹ, mẹ trở về rồi." Diệp Oản Oản sờ sờ đầu của tiểu Gia Hỏa, "Tại sao không đi ngủ vậy?" Cậu nhóc nhõng nhẽo mở miệng, "Con muốn chờ mẹ trở lại." Diệp Oản Oản vừa cảm động vừa thương, hướng về tư giả hàn nhìn, lại mở miệng hỏi, A Cửu, sao anh cũng không khuyên giải một chút? Trẻ con đang tuổi trưởng thành, làm sao có thể ngủ trễ như vậy chứ? Tư giả hàn nhàn nhạt mở miệng, kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân sao? Sao khổng tử, điều gì mình không thích, thì đừng ép người khác làm. Hiểu đơn giản, miễn cưỡng không có hạnh phúc. Diệp Oản Oản, ý là, anh cũng muốn chờ nàng trở lại cho nên mới không miễn cưỡng đường đường. Phương thức bày tỏ tình cảm của bảo bối nhà nàng, thật đúng là trước sau như một, vẫn luôn quanh co nha. Ngày hôm sau, hành trình của Mục Tùy Phong tại Hoa Quốc kết thúc, chuẩn bị trở về nước. Diệp Oản Oản theo tư giả Hàn cùng nhau tiến ông ta đến sân bay. Mục Tùy Phong cùng tư giả Hàn Hàn Huyên một phen, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản, khách khí mở miệng, cảm ơn tư tổng thịnh tình chiêu đãi, nhất là Diệp Tiểu Thư, khiến cho tôi cảm thấy chuyến đi này thật sự không uổng phí. Diệp Oản Oản thần sắc khiêm tốn, Mục Tiên Sinh quá lời rồi. Mục Tùy Phong vội nói, Diệp Tiểu Thư không cần khiêm tốn, đây đúng là lời thật lòng của Mục Mỗ. Có thể ở ngoài Độc Lập Châu nhìn thấy được một người thân thủ cao cường như Diệp Tiểu Thư, quả thật là làm cho Mục Mỗ rất kinh hỉ. Một bên, ánh mắt tư giả hàn không dễ phát hiện mà lấp lóe. Nghe được, Độc Lập Châu, ánh mắt Diệp Oản Oản hơi sáng lên, có chút hưng phấn mở miệng nói, từ lần trước nghe ngài nhắc đến độc lập châu, tôi một mực đều rất tò mò đối với nơi đó. Có cơ hội, thật đúng là muốn đi nơi đó nhìn xem một chút, có thêm kiến thức. Mục Tùy Phong cười một tiếng mở miệng nói, chuyện này. Sợ là không được. Hả, tại sao lại không thể? Diệp oản oản mơ hồ. Mục Tùy Phong trả lời, người bình thường không thể tùy ý ra vào độc lập châu, nhất định phải có giấy thông hành đặc thù, cũng tương tự như passport hoặc visa được yêu cầu khi vào lãnh thổ các quốc gia khác vậy. Nếu như tùy ý xông vào bị phát hiện, thậm chí có khả năng phải bỏ mạng. Thế lực của Độc Lập Châu thật sự là quá lớn, nếu như bại lộ trước mặt ngoại giới quá nhiều, sẽ đem tới phiền toái lớn. Người bình thường không thể tùy ý tiến vào, đây là quy củ được Độc Lập Châu ước định mà thành. Thì ra là như vậy, Diệp Oản Oản nghe vậy gật đầu một cái, thần sắc khó tránh khỏi có chút tiếc nuối khó trách bên ngoài đối với độc lập châu không biết gì cả, thì ra bên kia giống như một vương quốc độc lập ở trong thế giới ngầm. Sau khi tiến mục tùy phong đi, Diệp Oản Oản ngồi trên xe, vừa phạc mà than phiền cùng tư dạ hàn ở bên cạnh. Thích, thật tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể đi du lịch cơ đấy. Kết quả lại không thể đi được. Tư dạ hàn nhìn nàng một cái, rất muốn đi. Diệp Oản Oản bén nhẹ nhận ra được ánh mắt của tư dạ hàn dường như có chút nguy hiểm, vội vàng lắc đầu, không có. Không có, không có, em nơi nào cũng không muốn đi. Nhưng mà, ánh mắt của tư dạ hàn hiển nhiên cũng không tin. Nhìn thấy nam nhân của mình lạnh lùng che giấu ánh mắt bất an, Diệp Oản Oản bật cười, hôn khẽ một cái trên khóe môi của chàng trai, mở miệng nói, được rồi, được rồi, em thừa nhận, em quả thật muốn đi, em còn muốn đi rất nhiều, rất nhiều nơi. Dù sao nhân sinh chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, em muốn đi khắp thiên sơn vạn thủy, muốn lưu lạc chân trời, muốn sông pha giang hồ, bất quá. Diệp Oản Oản hướng về nam nhân bên cạnh nhìn một cái, bất quá đã gặp được anh, em đột nhiên lại cảm thấy, dừng lại, cũng có thể. Trong nháy mắt khi tiếng nói của Diệp Oản Oản rơi xuống, đáy mắt của tư giả hàn chợt chấn động, dùng sức đem cô gái ôm vào trong ngực của mình. Một hồi lâu sau, bên tai truyền tới âm thanh trầm thấp đè nén đến cực hạn của nam nhân, đừng có lại gạt anh. Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, hả? làm sao lại sẽ, lời thật lòng đó nha, có được hay không? a à, tư giả hàn mới vừa nói, lại, là có ý gì? Chẳng lẽ nàng lúc trước từng lừa gạt hắn? Cái này là không thể nào đi, nàng làm sao có thể lại có lá gan lớn như vậy, đi lừa gạt tư giả hàn? chương 1080, có thể quay anh một chút không? Rất nhanh, các cảnh quay học đường của sinh tử một đường sắp kết thúc, hôm nay là cảnh cuối của những phân cảnh học đường đạo diễn Lưu Thanh lo lắng mở miệng, Diệp Tổng thanh tra, phần phía sau, sợ là sẽ rất khó quay đấy. Anh xác định là Cung Húc có thể diễn được không? Bộ phim này có ý nghĩa quyết định đến việc hắn có thể vươn mình hay không, cho nên đương nhiên hắn cũng rất coi trọng. Lưu Thanh trước đây là một diễn viên, mặc dù cực kỳ cố gắng, nhưng bởi vì vẻ bề ngoài không được tốt lắm, cho nên vẫn không bỏ lên nổi, chỉ có thể lăn lộn tại tầng thấp nhất của giới giải trí. Sau đó trong sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đổi nghề, đến phía sau màn làm đạo diễn. Lưu Thanh vốn rất tài hoa, cũng vô cùng cố gắng, sau khi đổi nghề quay mấy bộ phim điện ảnh, danh tiếng cũng không tệ. Chỉ tiếc là cũng không mấy vang dội, lại còn tiêu hao hết tất cả những khoản tích góp dành dụng được khi còn làm diễn viên. Trước đây Diệp Oản Oản xem qua danh thiếp của Lưu Thanh, thấy người này rất có thực lực, chỉ tiếc là không biết chọn kịch bản cùng diễn viên, cho nên mấy lần trước đây đều không thể chọn được kịch bản tốt, vấn đề diễn viên cũng hạn chế rất lớn. Trên mặt nổi hoàn cầu đã cùng bọn họ giải hòa rồi, nhưng vẫn một mực luôn ngáng chân trong bóng tối, rất khó mời được đạo diễn thích hợp. Huống chi những đạo diễn nổi danh kia bọn họ cũng không mời nổi. Diệp Oản Oản tìm kiếm rất lâu mới tìm được Lưu Thanh. Cũng còn may trong quá trình quay phim Lưu Thanh vô cùng chuyên nghiệp, chứng minh nàng quả thật không nhìn lầm người. Diệp Oản Oản mở miệng, "Không có việc gì, đạo diễn Lưu" anh trước tiên cứ quay cho xong mấy cảnh phía trước đi, cuối tuần tôi sẽ dẫn cung hút cùng lạc thần đi đặc huấn một khoảng thời gian, sau đó sẽ trở lại tiếp tục quay. Đến lúc đó anh có thể thấy được hiệu quả. Lưu Thanh mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng thấy Diệp Oản Oản thần sắc chắc chắc, liền gật đầu một cái, được rồi, tôi biết rồi. Cách đó không xa, cung hút mới vừa quay xong một cảnh quay, đang thừa dịp nghỉ ngơi cầm điện thoại di động chạy tới chạy lui không biết làm cái gì. Chỉ thấy tên kia để cho đông tử giúp hắn cầm điện thoại di động dơ lên, đầu tiên là Bạch 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 chạy đến trước mặt Hàn Thiên Vũ, các người nói xem, là Hàn Thiên Vũ đẹp trai hay là tôi đẹp trai. Hàn Thiên Vũ thấy đông tử cầm trong tay điện thoại di động của cung húc, dường như đang cùng những fan hâm mộ phát sóng trực tiếp, vì vậy khẽ cười một tiếng, vẫy tay lên tiếng chào hỏi cùng những người hâm mộ trên livestream, chào cả nhà. A à, a à, 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 Hàn Thiên Vũ, là Hàn Thiên Vũ a, à? má ơi. Thiên vũ tiểu thiên sứ quá đẹp trai rồi. Cung hút nhìn thấy những bình luận trên màn hình, sắc mặt tối sầm lại, này. Các người rốt cuộc là fan của ai? Nói ai đẹp trai đấy? Anh đẹp trai, anh đẹp trai, hút bảo bảo đẹp trai nhất. Chớ ăn dấm mà, chúng em muốn ngắm lạc thần. Lạc thần, lạc thần, húc bảo bảo anh đi quay lạc thần có được hay không? À à, à đúng đúng đúng, quay lạc thần đi mà, năn nỉ. Cung hút nhìn màn ảnh sắc mặt càng đen hơn, hừ một tiếng, không quay. Ai thèm đi quay cái mặt đơ như quan tài đó. Húc bảo bảo lại ngạo kiều. Húc bảo bảo ngoan ngoãn, đi mà, đi mà. Những fan hâm mộ tất cả đều đang điên cuồng càn quét phần bình luận. Lúc đó, Lạc Thần đang cầm kịch bản cùng Diệp Oản Oản thỉnh giáo. Hắn đã thành thói quen học hỏi phương thức đóng phim từ Diệp Oản Oản, cho nên đa phần thời gian đều tìm Diệp Oản Oản để trao đổi. Cung Húc từ xa xa nhìn thấy Lạc Thần dính ở trước mặt Diệp Oản Oản, nhất thời lại bùng cháy rồi, bạch 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 liền vào tới, đông tử bận rộn giơ điện thoại di động theo sau. Những fan hâm mộ đang xem livestream, thấy Cung Húc hướng về phía Lạc Thần chạy đi, tất cả đều kích động đến điên cuồng thả tim, cổ vũ. Sau khi Cung Húc chạy tới, tức giận trợn mắt nhìn Lạc Thần một cái, tránh ra. Lạc Thần cau mày, có chuyện gì? Dĩ nhiên là có chuyện quan trọng, nói xong, trực tiếp đặt mông đem là thần đẩy ra rồi, sau đó cọ đến trước mặt của Diệp Oản Oản, cười y như một con khỉ đột, tiểu ca ca, tiểu ca ca, tôi có thể quay anh một chút không? Diệp Oản Oản không nói gì mà quét mắt lườm hắn một cái, không thể. Cung húc nhất thời tỏ vẻ thương tâm muốn chết, tại sao? Diệp Oản Oản, đã có gấu, cảm ơn. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1080